chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 841 người có phải hay không thực chán ghét đào nương, xin lỗi, ta chỉ là lo lắng, đào nương biết chính mình không nên hoài nghi nàng nhưng nàng nhìn qua cùng nàng trong lòng thần y hình tượng kém quá nhiều. Sư phó của ta y thuật cao minh, ngươi không cần lo lắng. Một hương biết nàng sư phó lười đến giải thích, lại lại nhảy giải thích một phen. So với Khương Thiệu Văn bọn họ, Đào Nương nghe được như lọt vào trong sương mù, trong lòng trong mắt còn đều là lo lắng. Về trước phòng đi, có việc tống dịch sẽ đến kêu ta. Lời này Khương Ngoãn là đối một hương nói, cũng coi như là đề điểm Đào Nương, có nghe hay không đến đi vào liền xem nàng chính mình. Lúc cuộc nàng trong phòng còn có bình an một cái tiểu hài tử yêu cầu chiếu cố. Hảo lạc, một hương đi theo khương quảng phía sau, có chút bất mãn nói, ta xem nàng kia ý tứ, là không tin sư phó ngài, lại không phải lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy, ngươi lần này giống như phá lệ sinh khí. Khương quảng liếc mắt một cái liền xem thấu một hương ý tưởng, ngươi có phải hay không thực chán ghét nàng, đúng vậy, một hương cũng không sẽ che giấu ý nghĩ của chính mình, nàng thành thành thật thật nói ra chính mình cái nhìn. Dù sao ta chính là không thích nàng, một hương, không cần có chứa tư nhân cảm tình đi đối đãi bọn họ. Khương Ngoãn vỗ vỗ nàng vai, đương đại phu nhất kỵ xử trí theo cảm tính, ngươi hiện tại liền đem bọn họ trở thành bình thường người bệnh cùng người bệnh người nhà đi đối đãi nhưng này đối sư phó ngươi quá không công bằng. Một hương nghĩ thầm, rõ ràng Khương Thiệu Văn là sư phó cha, nhưng hắn hiện tại thành người khác tướng công cùng nam nhân, ngẫm lại liền thế sư phó khổ sở, trên đời này vốn là không có tuyệt đối công bằng. Khương Quảng rũ mắt, thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, huống chi ta nương đã qua đời như vậy nhiều năm ta không cầu người khác nhớ rõ nàng nhưng ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đương toàn bộ thế giới người đều quên đi nàng đây mới là chân chính tử vong ta đã biết sư phó một hương tuy rằng trong lòng còn có chút không phục nhưng đặc biệt nghe khương quản nói làm một hương đi nghiên cứu phương thuốc tử khương quản trở về nhà ở tống cửu uyên đã viết xong tin hơn nữa gửi đi ra ngoài quảng quảng thực mau hoàng đế cùng cửu cửu đều sẽ biết cha ngươi còn sống. Đến lúc đó như thế nào an bài Khương Thiệu Văn, đều đến xem hoàng đế ý tứ. Nếu hắn cảm thấy Khương gia người không thể lại tiến vào quan trường, bọn họ cũng không có cách nào. Ân, Khương quảng lười biến ngáp một cái, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Khương gia trừ bỏ hắn, cũng không có gì có thể sử dụng người. Hắn nếu là thật sự khôi phục thân thể, hoàng đế lại phân công hắn cũng là có khả năng nhưng hắn khẳng định sẽ bận tâm suy nghĩ của ngươi. Tống cửu uyên nghĩ đến tân đế đối Khương Hoảng ỉ lại, kiến nghị nói, bằng không ngươi vẫn là tự mình cho hắn lại thư từ một phong nói nói suy nghĩ của ngươi đi. Cũng hảo, Khương Hoảng lấy ra bút mực, một bên viết một bên đối Tống cửu uyên nói, kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta là ta hắn là hắn, không cần bởi vì ta đối hắn đặc thù chiếu cố, hắn nếu thật là có thể sử dụng người, tân đế muốn dùng liền dùng, hắn đem ngươi trở thành tỷ tỷ ngươi cũng thiệt tình đem hắn trở thành đệ đệ. Tống Cửu Uyên cảm thán một câu, nàng là thiệt tình yêu thương tân đế, không nghĩ hắn khó xử, cho nên làm hắn không cần bận tâm nàng ý tưởng. Tin viết hảo về sau, Khương Quảng đem chi giao cho Tống Cửu Uyên, từ người của hắn đưa đến Kinh Đô. Ta tổng không thể cô phụ rất tốt với ta người, đến nỗi cửu cửu, hắn sớm hay muộn phải biết rằng, ta đơn giản một năm một mười nói cho hắn đi, cửu cửu sinh khí là khẳng định, nàng đem Khương Thiệu thành tựu về văn hóa giáo dục hảo làm hắn về kinh đô tiếp thu cửu cửu lửa giận đi ngươi luôn là thế người khác tưởng như vậy chu đáo tống cửu uyên trong mắt che kín đau lòng chính mình một mình tiêu hóa những cái đó khổ sở cảm xúc ta mới không phải tốt như vậy người khương quản kéo một phen tống cửu uyên đi đêm nay ta tưởng thỉnh ngươi ăn bò bíp tết cốt ở đại phong ngưu cũng không phải là tùy ý dùng ăn dết. đây chính là nàng phía trước thật vất vả được đến thịt bò tuy rằng là một đầu chết già ngưu nhưng khương quản có tin tưởng làm đặc biệt hảo hảo Tống cửu uyên hiếm khi ăn thịt bò, rốt cuộc ngư chính là tráng lao động, chỉ có chết già ngư mới bị dùng để ăn. Hai người vào không gian về sau, Khương Quảng ném cho Tống cửu uyên một quyển binh pháp thư, này bổn ngươi hẳn là thích xem. M, G, G, ta đã quên từ nhà ai lấy, lần trước sửa sang lại đồ vật nhảy ra tới, ngươi trước nhìn, ta đi lộng ăn, ta tới giúp ngươi đi. Tống cửu uyên thoáng nhìn trong tay binh thư ẩn ẩn có chút tâm động, nhưng lại sợ Khương Quảng một người mệt, không cần, ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Khương Quảng một phen ấn xuống hắn, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lần sau đổi ngươi cho ta làm, nghe ngươi. Tống cửu uyên sủng nịch cười, chờ Khương Quảng rời đi về sau, gấp không chờ nổi bắt đầu nhìn lên. Khương Quảng được đến bò bít tết cốt không tính nhiều, còn có ngưu gân thịt bò, đều bị nàng kho một lần. Theo sau nàng từ không gian làm ra không ít mới mẻ đồ ăn, khoai tây, củ sen. Trong không gian phiêu ra nồng đậm mùi hương, Khương Quảng lặng lẽ đi liếc mắt một cái tống cửu uyên, phát hiện hắn xem phá lệ nghiêm túc, liền cũng không có quấy rầy hắn, mà là đột phát kỳ tưởng làm hiện đại mặt khác một loại vui sướng thủy. Chờ tống cửu uyên bị bên ngoài mùi hương hấp dẫn tới khi, Khương Quảng đã bày mãn đương đương một bàn, mau tới đây, chúng ta hai người cùng nhau ăn lẩu, thơm quá, tống cửu uyên buông trong tay thư vội vàng lại đây hỗ trợ, phía dưới than hỏa thiêu đốt đặc biệt vườn, từng sợi mùi hương chui vào trong lỗ mũi, thèm không được trước nếm thử này bò bít tết cốt, Khương Ngoãn từ trong nồi vớt ra kho quá về sau lại bỏ vào cái lẩu nấu xương sườn, Tống Cửu Uyên một ngụm đi xuống, mềm mục, ăn ngon, Tống Cửu Uyên đối nàng giơ ngón tay cái lên, Khương Ngoãn đem một ly màu đen đồ vật đẩy đến trước mặt hắn, lại nếm thử cái này, ân, Tống Cửu Uyên một ngụm đi xuống, hít hà một hơi, đôi mắt trợn tròn, kia bộ dáng hết sức buồn cười, hảo uống đi, Khương Ngoãn cũng uống một ngụm, Mỹ tư tư, đây chính là nàng nghiên cứu đã lâu mới dùng trung dược nghiên cứu ra tới coca. Hảo uống, tống cửu uyên thỏa mãn cắn một ngụm ngư gân, lại uống một ngụm coca. Loại này thời tiết như vậy ăn thoải mái không được. Nếu là làm trình cẩm biết, sợ là lại cuốn lấy ngươi muốn phương thuốc. Cái này không thể được. Khương Quảng Phục vui vẻ, ăn tráng niên ngưu ở chúng ta đại phong chính là trái với luật pháp. Trình cẩm nhưng không cái này lá gan. Bất quá có thể làm lẩu thịt dê, thịt cá cái lẩu. Nàng nói nói chảy một miệng nước miếng, làm tống cửu uyên dở khóc dở cười, xem nàng cười như vậy vui vẻ, hắn lúc này mới hoàn toàn tin tưởng nàng không để ý Khương Thiệu Văn sự tình, này đúng cái lẩu hai người ăn đặc biệt thống khoái, tống cửu uyên càng là cây miệng hồng hồng, không thể ăn cây ngươi liền ăn bên cạnh canh suôn nồi nha, Khương Quảng tức giận trừng hắn một cái, chính là suy xét đến khẩu vị của hắn, nàng mới riêng làm cho canh suôn nồi, ta liền thích này cây tư vị, tống cửu uyên cây miệng đều mau đỏ, đầu Khương Quảng dở khóc dở cười liền ở hai người ăn chính hương khi, bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị chụp ban ban vang, Khương cô nương, Khương cô nương, Người mau đi cấp Khương đại nhân nhìn xem, hắn giống như nóng lên, chương 842 các ngươi hai cái có phải hay không cổng ta chuẩn bị cho tốt ăn, linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần chính mình không giải trừ, chẳng sợ đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải, thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng gà, phía trước chỉ là thần vương, hắn là đế quân, Đồng dạng không có biện pháp giải quyết loại này ước định, vì phòng ngừa gia hỏa này thay đổi, xuất hiện phản vệ hiện tượng, danh sư Đại Lục liền từng chuyên môn định ra, mặc dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng vô pháp tránh thoát linh hồn gian ước định a, à, linh hồn khế ước, đích xác vô pháp từ thức hải trung phân liệt đi ra ngoài, nhưng ta dung hợp ngay cả thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể, đem loại này khế ước hóa giải rớt, cũng không khó. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng quanh kích khế ước nơi chỗ là có thể làm được tàn nhẫn nhân đạo linh hồn khế ước là thành lập ở thiên đạo cơ sở thượng đặc thù lực lượng liền thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải hóa giải cái linh hồn khế ước chỉ cần xử lý thích đáng lại có gì khó thì ra là thế trương huyền ánh mắt chợt lóe cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng coi như cảm tạ đem ta đưa tới thần giới giải thích xong tàn nhẫn người không hề nhiều lời trên người hơi thở càng thêm tuyên cổ xa xưa phía sau hắc động trở nên càng thêm thật lớn hiển nhiên nói chuyện công phu lại cắn nuốt không biết nhiều ít lực lượng làm bổ dưỡng trương huyền hắc động nuốt càng nhiều thực lực của hắn càng cường lạc nhược hy cũng phát hiện không thích hợp vội vàng truyền âm lại đây chuẩn bị động thủ đi trong lòng nghi hoặc tiêu hết trương huyền hít sâu một hơi trong tay trường kiếm đột nhiên giơ lên một khi đã như vậy vậy ra tay thấy thực lực đi ầm vang cường đại nhất kiếm ý lại lần nữa thi triển mà ra sinh đương phục quy thuận chết đương trường tương tư sinh tử toàn không để bụng lại có chuyện gì có thể ngăn trở này nhất chiêu kiếm pháp tuy rằng là không đạt tới đế quân lĩnh ngộ lại ẩn chứa trong lòng hết thảy chấp niệm đem trong cơ thể thiên như hữu tình công pháp phát huy tới rồi cực hạn hô nhất kiếm đem tàn những người công kích trảm thành hai nữa cùng thời khắc đó lạc nhược hy cũng ra tay tay ngọc quay cuồng kiếm mang như tuyết nàng kiếm pháp cùng kiếm thần thiên vị kia thanh niên có chút tương tự, mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái, các ngươi chiêu số là rất lợi hại, nhưng đối lập ta, vẫn là kém chút, nhẹ nhàng cười, tàn nhẫn người lại lần nữa xuống phía dưới chọc tới, trong nháy mắt, che trời, bàn tay đem thiên địa đều bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt sao trời đều phản phất phải bị ngạnh sinh sinh đánh hạ tới, phốt, phốt, trương huyền cùng lạc nhược hy đồng thời bay ngược mà ra, người ở không trung máu tươi cuồng phun, lấy hai người thực lực, thế nhưng ngăn cản không được, gia hỏa này rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới, làm càng. Phân thân đi nhanh đạp tới, mỗi đi một bước, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy thanh âm, từ xa nhìn lại, bức cách mười phần, luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn tu vi so với trương huyền, chút nào không yếu, một quyền dơ lên, lực lượng xông lên cửu thiên, cùng tàn những người đối chạm vào đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được nhất chiêu, trương huyền che lại cái trán thành tựu đế quân, phân thân như cũ không thay đổi trang bức bản tính, như vậy hoa mỹ trang bức, còn không bằng đem lực lượng tập trung lên, quy lực lớn hơn nữa, đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ đã chết, chúng ta đều sẽ chết, tiểu hoàng gà hét lớn một tiếng, đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt, không trung đều giống bị bật lửa, dư lại sáu đại đế quân, cũng từng người thi triển thủ đoạn, bảy vị đế quân liên hợp, ủy thiên diệt địa một phương thiên địa ở trước mặt đều ngăn cản không được nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng tàn nhẫn người công kích đi vào trước mặt hắc động đột nhiên biến đại chớp mắt công phu liền đem lực lượng cắn nuốt sạch sẽ tăng cường phản kích mà ra phanh 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 bảy vị đế quân cùng trương huyền đám người giống nhau bay ngược mà ra mười đại đế quân liên hợp ở bên nhau thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu gia hỏa này như thế nào sẽ như vậy cường đại các ngươi có thể đã chết, nhất chiêu đánh tan mọi người, tàn những người về phía trước một bước, thủ đoạn vừa lật, lại lần nữa chụp xuống dưới, bọn chuột nhắc dám ngươi, cùng với hét lớn một tiếng, phía trước kiếm thần thiên vị kia lão giả, đột ngột xuất hiện, che ở trước mặt, trong tay trường kiếm hóa thành ngân hà, đế quân. Hắn cũng là đế quân thực lực, trương huyền đồng tử co rụt lại, vị này lão giả lúc trước đi theo thanh niên phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất phong hào thần vương, khi triển ra lực lượng mới phát hiện, thế nhưng cũng là một vị đế quân cường giả. Nếu hắn là đế quân, vị kia thanh niên, là cái gì? Hắn bản thân chính là kiếm thần thiên đế quân. Dãy dụ đứng thân tới, lạc nhược hy cắn răng nói, kia, truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu? Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được, hắn là. Lạc nhược hy vừa định trả lời, không gian một trận vạn vẹo, ngay sau đó nhìn đến kiếm thần thiên vị này đế quân, đồng dạng bay ngược đi ra ngoài dừng ở cách đó không xa tạp ra một cái hố to trương huyền hiện tại thực lực cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa quá hắn đều chống lại không được hắn mặc dù tu vi không yếu kiếm thuật cao minh như cũ không phải đối thủ ha ha đế quân một đám gà vườn chó xóm mà thôi hôm nay ta liền diệt cửu thiên diệt này thần giới đem hết thảy quy tắc sang bằng đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại tàn những người điên cuồng cười to bốn phía không gian không ngừng sụp xuống phụ trợ hắn như yêu như ma làm sao bây giờ trương huyền nắm tay siết chặt vừa rồi hắn cùng phân thân đều thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu thậm chí trước mắt lạc nhược hy cũng đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu chẳng lẽ thần giới thật sự không ai có thể ngăn trở trước mắt vị này tùy ý hắn đem thế giới hủy diệt duy nhất biện pháp là đem ngươi thiên đạo có thiếu trở về thiên đạo bản thân làm thiên đạo đem hắn trấn áp Lạc Nhược Hy tú quyền siết chặt, hốc mắt phím hồng, trở về thiên đạo bản thân. Trương Huyền biết nàng ý tứ, trong đầu thư viện, bản thân là thiên đạo một bộ phận, một khi trở về, thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn hoàn chỉnh, có lẽ liền có thể chữa trị lỗ hổng, tự mình đem tàn những người bài xích đi ra ngoài, thật giống như nhân thể miễn dịch hệ thống, miễn dịch hệ thống hoàn chỉnh, virus tới, dễ dàng xua đuổi, hỏng rồi, chống cự không được virus xâm lấn, cường tráng nửa người cũng sẽ bởi vậy tử vong chỉ là hắn quá cường đại mặc dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh cũng vô pháp trấn áp đi trương huyền lắc đầu virus miễn dịch hệ thống là có thể chém giết nhưng mảnh hổ đâu lại cường miễn dịch hệ thống lại có biện pháp nào trước mắt vị này chỉ là bình thường thần vương chẳng sợ phong hào thiên đạo đều có thể dễ dàng giết chết có thể so đế quân đều phải cường đại đã là không phải thiên đạo có thể chống lại này Lạc Nhược Hy tạm dừng một chút, trắng tinh ngọc diện thượng lộ ra mất mát chi sắc, đúng vậy. Không có biện pháp trấn áp, nhưng là, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn là có thể tỉnh lại, chém giết vị này, cũng không khó, hắn. Trương Huyền nhíu mày, ta mang ngươi đi gặp hắn, liền ở tự tại thiên. Hít sâu một hơi, Lạc Nhược Hy cắn răng một cái, xoay người liền về phía trước bay đi, muốn chạy trốn. Tàn nhẫn người hừ lạnh, xuống phía dưới nhấn một cái, phanh lạc nhược hy từ không trung rơi xuống ngươi trương huyền kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới kiếm ý huy hoàng mà ra ken 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 lại lần nữa bị tàn những người ngăn trở các ngươi đi mau ta tới ngăn trở hắn biết bọn họ lại tưởng cứu vớt thần giới phương pháp mà không phải đào tẩu phân thân cùng bất tử đế tôn hét lớn một tiếng che ở phía trước lạc thất thất cũng lắc mình biến hóa trở về tỉnh không châu bản thể bốn phía không gian động lại lên đi thấy mọi người phấn đấu quên mình che ở mặt sau, không sợ sợ tử vong, Trương Huyền hốc mắt đỏ lên, bất quá, cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, lôi kéo lạc nhược hy, thân thể nhoáng lên, cắt qua không gian, ngay sau đó đã xuất hiện ở tự tại thiên phạm vi, tự tại thiên hiện tại đã không có phía trước tự tại, thần giới sụp đổ, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, người nói hắn, ở nơi nào, không rảnh đi quan sát người thường sinh hoạt, Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài nếu nàng nói người nọ thật có thể cứu vớt thần giới chính mình hy sinh thì đã sao hắn là phụ thân ta ngươi mặt dây trung máu chính là hắn bất tử đế quân từng là hắn thú sủng lạc nhược hy điều tức một chút giải thích nói phụ thân trương huyền bừng tỉnh đại ngộ khó trách vẫn luôn cảm thấy mặt dây trung máu cùng lạc nhược hy tương tự rồi lại bất đồng nguyên lai là nàng phụ thân như vậy cũng liền giải thích vì sao bất tử đế quân lưu lại kia đạo ý niệm nhìn đến mặt dây sau lập tức nhận chính mình là chủ, phụ thân ngươi cũng là đế quân. Hoặc là có được siêu việt đế quân thực lực, nhịn không được nói, thư viện hỗn loạn, là mặt dây trung máu, làm chính mình khôi phục thanh tĩnh, chẳng lẽ, không chỉ có nàng là đế quân, phụ thân cũng là, thậm chí càng cường đại hơn, nếu là cái dạng này lời nói, lại vì sao sẽ hôn mê, lại yêu cầu thiên đạo có thiếu, mới có thể làm này thanh tĩnh, hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo, lạc nhược hy tú quyền siết chặt, thiên đạo. Phụ thân ngươi là thiên đạo. Trương Huyền chấn động, không thể tin được, là 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không được kia chỉ bàn tay to, lâm vào hôn mê, thiên đạo băng tán thành tam bộ phận, thiên đạo có tự cùng thiên đạo có thiếu, tiến vào không gian loạn lưu, ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên, duy trì thần giới cân bằng, muốn làm hắn khôi phục, chỉ có đem tản ra bộ phận thu thập cho nên, ta mới như thế quyết tuyệt, không thể thất bại. Mới chuyên môn tiến vào danh sư đại lục, nghiên cứu Xuân Thu Đại Điển, nghĩ cách chiến thắng khổng sư. Cùng khổng sư thời điểm chiến đấu, làm ơn chuyện của hắn, cũng là cái này, Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền bừng tỉnh, danh sư đại lục mới vừa nhận thức không lâu, trước mắt nữ hài, liền cùng chính mình giảng thuật quá nàng chuyện xưa, muốn cứu một vị trí chí thân, chính mình lúc ấy còn không rõ, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là nàng phụ thân, hơn nữa vẫn là thần giới thiên đạo, thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, hơn nữa sinh nhi dục nữ sao, hay khống chế thiên đạo tự nhiên. Người trong cơ thể, không có thiên đạo mảnh nhỏ. Đột nhiên, ý thức được nàng ngôn ngữ trung không thích hợp, trương huyền nhìn qua, hay khống chế, cùng chính bình loại này dung hợp ở trong cơ thể, là hai loại khái niệm, ta chỉ là khống chế, cũng không phải thiên đạo một bộ phận. Lạc Nhược Hy nói trương huyền nhẹ nhàng thở ra nói như vậy lên chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu tróc ra tới là được cũng không cần nàng cũng tử vong cứ việc loại này vận mệnh không muốn tiếp thu lại cũng không muốn trước mắt nữ hài đã chịu thương tổn ta đem trong cơ thể thiên đạo có thiếu tróc ra tới phụ thân ngươi là có thể sống lại thậm chí đem tàn những người đánh chết đúng không trương huyền xem ra này ta cũng không xác định ngẩng đầu nhìn nhìn đã sụp đổ thần giới lạc nhược khi chần chờ thần giới là phụ thân căng cơ hiện tại căng cơ đều như vậy liền tính thanh tĩnh thật sự có thể đem cái kia cường đại tàn những người đánh bại sao thật khó mà nói xem ra ngươi cũng không thể khẳng định một khi đã như vậy cầu người không bằng cầu mình chúng ta chỉ có chính mình nghĩ cách trương huyền cắn chặt răng ngươi ta phân thân liên hợp cửu thiên chính đế nếu ở phối hợp thượng khổng sư chưa chắc không thể thắng lợi khổng sư hắn Lạc Nhược Hy nhíu mày, khổng sư đã chết đúng không? Hắn vẫn chưa chân chính tử vong, nếu đoán không sai, hắn bị ngươi chém giết, chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng ngụy gió mạnh giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể, Trương Huyền nói, nhìn đến ngụy gió mạnh, liền hiểu được, khổng sư cái gọi là bảo trì linh trí, hẳn là cùng hắn giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể, có thể làm được thai trung không mê hơn nữa trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, sống lại, chỉ là vấn đề thời gian, lạc nhược khi sửng sốt, tự hồ nàng không nghĩ tới, sẽ là như thế này, qua đi nhìn xem sẽ biết, đoán không tồi, hắn hẳn là đã khôi phục, bằng không, hắn những cái đó học sinh, không có khả năng liền triều tịch hải cũng chưa đi. Trương Huyền nói, khổng sư những cái đó học sinh, tử viên cổ thánh đám người, mỗi người thực lực mạnh mẽ, liền tính không có đế quân trợ giúp, cũng tất nhiên có biện pháp tiến vào triều tịch hải, nhưng lại một cái cũng chưa thấy tất nhiên là có càng chuyện quan trọng chờ muốn sấn sở hữu đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm thời điểm đi làm mà loại này chuyện quan trọng rõ ràng chính là làm khổng sư khôi phục này lạc nhược hy trong lòng chấn động bừng tỉnh đại ngộ đi thôi không hề giải thích một tay một hoa trương huyền một lần nữa đi vào khổng sư cư trú nơi quả nhiên nhìn đến một cái lão giả khoanh chân huyền phù ở không trung thấy bọn họ đi vào hơi hơi mỉm cười tới không phải khổng sư, lại là người nào, vị này muôn đời chi sư, quả nhiên không làm chính mình thất vọng, cùng suy đoán giống nhau, thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở triều tịch hải thời điểm, một lần nữa sống lại, ngươi. Lạc nhược hy kiều khu nhất chấn, nàng biết đế quân có thể sống lại, bất tử đế quân cũng sống lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, ta giấu giếm thiên đạo, trước tiên liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau, u hồn trong ao cái kia không có tên người khổng lồ, chính là ta lưu lại, ngày đó bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng vừa mới vừa khôi phục thôi, khổng sư hơi hơi mỉm cười, hắn tinh thông thời gian năng lực, hoặc nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, trên thực tế vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu, vài thập niên thời gian, đều có, chúng ta ba người thực lực, là rất mạnh, nhưng muốn thắng qua tàn những người, cũng không dễ dàng như vậy thấy khổng sư quả thực khôi phục lạc nhược hy như cũ lắc đầu không phải trướng người khác uy phong diệt chính bình chí khí mà là sự thật vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp cũng chưa ngăn trở đối phương mặc dù gia tăng một cái khổng sư lại có thể như thế nào đồng dạng thay đổi không được cục diện chúng ta đơn cái thực lực thậm chí liên hợp ở bên nhau đích xác không phải đối phương đối thủ nhưng nếu đem mọi người lực lượng đều dung hợp ở một người trên người đâu, khổng sư cười nhìn qua, dung hợp ở một người trên người, lần này không riêng lạc nhược khi nhíu mày, trương huyền cũng tràn đầy nghi hoặc, cái kia bàn tay có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo đều đánh tan, thực lực chi cường, chân thật đáng tin, tàn những người đem cổ lực lượng này toàn bộ hấp thu, lại cắn nuốt thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, đơn cái lấy ra tới, đích xác không phải đối thủ, khổng sư nói, nhưng liên hợp ở bên nhau, đem lực lượng tập trung ở một người trên người. Liền chưa chắc đi, như thế nào tập trung, lạc nhược khi nhìn qua, nói đơn giản, làm lên khó, đế quân đã đứng ở thần giới nhất đỉnh, nếu dễ dàng như vậy hấp thu người khác lực lượng, nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy, trì trệ không tiến, rất đơn giản. Chúng ta đem trên người lực lượng, tập trung ở trương huyền trên người, một khi hắn có thể phá tan đế quân gông cùng xiền xích, là có thể cứu thần giới khổng sư nói ta trương huyền sửng sốt vì cái gì là ta linh tê đế tôn tu luyện chính là tự do tự tại siêu thoát tự nhiên nhưng có phụ thân cùng thiên đạo chế ước có vướng bận người liền vĩnh viễn không có biện pháp chân chính siêu thoát nếu ta không nhìn lầm lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu ngươi cũng từng từ bỏ quá tính toán bị ta chém giết đi khổng sư nói lạc nhược hy nói không ra lời thời điểm chiến đấu đích xác từng có loại này tính toán cho nên hai người giao thủ vừa mới bắt đầu thời điểm từng người lưu trữ chuẩn bị ở sau tựa như luận bàn không giống sinh tử vật lộn vô pháp siêu thoát tự nhiên cũng liền phát huy không ra mạnh nhất lực lượng mặc dù cấp cho lại nhiều chân khí đồng dạng vô pháp đánh sâu vào kia tối cao cảnh giới đến nỗi ta khổng sư gật đầu nói lòng mang thương sinh muốn phổ độ thiên hạ lại không muốn người khác vì ta hy sinh nhân từ quá nhiều cũng là khuyết điểm nếu tâm tàn nhẫn một ít, đem dị linh tộc diệt tộc, liền sẽ không có hiện tại cục diện. lúc trước nếu năng tướng dị linh tộc nhân toàn bộ diệt sát, tàn nhẫn người liền không khả năng sống lại, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. cho nên ta cũng không thích hợp. mà trương huyền công pháp hài lòng, không có khuyết tật, chú trọng sống ra chính mình, chẳng sợ thân chết, chỉ cần sống được không thẹn, liền trong lòng bằng phẳng. loại người này có được lớn hơn nửa bao dung, lớn hơn nửa phát triển không gian chỉ có như vậy mới có thể đi càng cao, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, liền tử vong đều không để bụng, lại như thế nào sẽ bị mặt khác sự tình sở ràng buộc. Này, Trương Huyền nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy khổng sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua, không cần chối từ, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, liền tính ra đến cập, ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể sau ngươi làm được càng tốt. Linh tê đế tôn trong cơ thể tuy không có thiên đạo mảnh nhỏ, lại hàng năm khống chế thiên đạo, đối thiên đạo có thuộc về chính mình lý giải, ta khống chế thiên đạo có tự, nếu chúng ta đem lực lượng giáo húng cho ngươi, ngươi trong cơ thể liền sẽ có được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, phối hợp thượng phân thân cửu thiên hỗn độn kim liên, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, trưởng càng khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật, hảo đi, thấy đối phương đã làm ra quyết định, chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, trương huyền gật gật đầu ầm vang, khoanh chân làm tốt, nháy mắt công phu, hai cổ hùng hồn lực lượng, liền từ hai sườn rót dũng mà đến, trương huyền toàn thân cứng đờ, cả người phản phất trong phút chốc hóa thân thiên đạo, bay lượng ở trên chính tầng trời, linh hồn, thân thể, chân khí, đều ở nháy mắt được đến tẩy lễ, càng ngày càng cường, càng ngày càng hùng hồn, các ngươi cũng muốn ngăn ta. Cũng hảo, giết các ngươi, lại đi đem trương huyền chém giết, đem lạc thất thất cùng phân thân đám người chụp phi, tàn nhẫn người lạnh lùng cười, phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, đích xác rất cường đại, bất quá, cùng hắn so, như cũ yếu đi một ít, triều tịch hải đem thần giới ra khỏi thành thị ngoại linh khí, cơ hồ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hiện tại này đó lực lượng, đều hóa thành hắn gửi nuôi, giơ tay nhất chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, này đó đế quân, thần vương, cứ việc đại biểu thần giới nhất đỉnh, như cũ bất kham một kích, lúc này tàn những người, phản phất đại biểu toàn bộ thần giới, không người có thể trắng, thần giới diệt vong, chúng ta tồn tại cũng không ý nghĩa, ta Vân Ly, cùng ngươi đồng quy vu tận, Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu thật lớn ngũ trảo kim long, lăng không hướng hắn nhào tới, liền ngươi, không xứng, tàn nhẫn nhân thủ trưởng nhéo, kim long liền treo ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào giải dụa, đều chạy thoát không xong, lão hữu, chờ ta, đỡ mảnh đế quân cũng một tiếng trống to, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không đi vào trước mặt, bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn biểu hiện ra tới, ngọn lửa chiếu rọi không trung, huyền minh đại đế, bản tôn nải một đầu đại quy, tựa như nâng lên chư thiên, tứ đại thần thú, trấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, đều trở nên thông thả xuống dưới, càng không phản phất ở nháy mắt định trụ, phanh 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 phanh, phanh liên tục bốn chưởng, tàn những người đem bốn thú trấn áp xuống dưới, trong mắt hiện lên một đạo nùng liệt sát ý, nếu các ngươi tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi, tiếng gầm gừ trung, đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ mạc sát, liền cảm thấy dơ lên cánh tay căng thẳng, ở không trung ngừng lại, muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có, ngay sau đó, mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một bóng người từ không trung chậm rãi đi ra, đúng là Trương Huyền, lúc này thanh niên, toàn thân lực lượng mênh mông, sau vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, tự thiên mà đến như cả người chính là một cái thế giới, tiến bộ không ít, tàn nhẫn người ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, vì sao ngắn ngủn vài phút quan cảnh, thực lực của đối phương có như thế thật lớn biến hóa, bất quá, gia tăng rồi lại như thế nào. Toàn thịnh kỳ thần giới, đều ngăn cản không được, ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được ta, một tiếng hừ lạnh, tàn nhẫn người lại lần nữa chụp lạc mà xuống, trương huyền trường kiếm dơ lên, đón đi lên. Hai bên chiến đấu ở bên nhau, không gian từng đạo xé rách dòng khí khắp nơi tán loạn trương huyền có thể hay không thắng lợi tự tại thiên khổng sư nơi dừng chân lạc nhược hy tràn đầy lo lắng xem qua đi nàng cùng khổng sư đem lực lượng truyền lại cấp trương huyền tự thân tu vi đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp bậc không bằng phía trước như vậy huy hoàng bất quá cấp bậc ở nơi nào bãi chỉ cần lực lượng cũng đủ chung có một ngày có thể một lần nữa khôi phục bằng vào hiện tại thực lực muốn thắng qua rất khó Trừ phi, hắn có thể lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng, trầm mặc một lát, Khổng Sư nói, mười mấy đế quân liên hợp đều không thể thắng qua tàn những người, mặc dù bọn họ đem lực lượng toàn bộ truyền lại cấp đối phương, muốn thắng qua cũng không dễ dàng như vậy, sở dĩ làm như vậy là bởi vì, lực lượng chỉ có tập trung ở một người trên người, mới có khả năng chạm vào đỉnh điểm, mới có khả năng chân chính siêu việt cực hạn, đột phá tự mình siêu việt đế quân lực lượng lạc nhược hy ánh mắt xa xưa phụ thân còn thanh tĩnh thời điểm từng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói nhưng nàng vô pháp làm được chính mình âu yếm nam tử có thể làm được sao hắn nhất định có thể hắn có một viên bất khuất tâm cùng đối thế giới này ngạo nghễ nhìn ra nàng trong lòng nghi vấn khổng sư cười nói phanh 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 liên tục mấy chiêu xuống dưới trương huyền hổ khẩu rạn nứt ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết thương dữ tận đáng sợ, cùng khổng sư nói giống nhau, mặc dù dung hợp bọn họ hai người lực lượng, trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, như cũ không phải đối thủ, ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, bất quá như vậy. Tàn những người lạnh lùng cười, dù sao không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì đều sẽ bị giết, một khi đã như vậy, ta muốn chết ở ngươi mạnh nhất công kích dưới. Hít sâu một hơi, Trương Huyền ngừng lại, không ở tiến công, ngược lại nhìn về phía trước mắt tàn những người hảo ta thành toàn ngươi cho ngươi mạnh nhất công kích nghe hắn nói như vậy tàn những người sửng sốt một chút ngay sau đó hừ lạnh một tiếng bàn tay giơ lên rầm một đạo thanh quan xuất hiện ở lòng bàn tay đột nhiên chụp lạc mà xuống quả nhiên là mạnh nhất công kích toàn bộ thần giới đều phát ra nổ vang tựa như sắp không chịu nổi lại lần nữa bị đánh ra một cái thật lớn hố động hai mắt nhắm nghiền trương huyền vẫn chưa tránh né phanh đầu tạc vỡ ra tới linh hồn khắp nơi tán loạn trương huyền thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhật, lạc thất thất tựa như nổi điên, vân ly đại đế đám người cũng trừng lớn đôi mắt, không ngừng run run thấy như vậy một màn khổng sư cùng lạc nhược hy cũng tất cả đều sửng sốt, bổn ý là làm hắn đột phá công cùng xiền xích, đánh sâu vào siêu việt đế cảnh cảnh giới, như thế nào không đi phản kháng, cam tâm chịu chết, như vậy, chẳng phải cô phụ bọn họ một phen hảo tâm, không đúng, là bất tử đế quân bất tử phương pháp, đang ở kỳ quái, khổng sư đột nhiên mở miệng, mọi người ngay sau đó nhìn đến, đầu nổ tung, thậm chí linh hồn vỡ vụn trương huyền, ngực mặt dây đột nhiên nổ tung, một giọt máu huyền phù dựng lên, bốc cháy lên, hình thành một đoàn cực nóng ngọn lửa, trong ngọn lửa, một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh, chậm rãi mà ra, hắn. Mượn dùng lực lượng của đối phương, cùng mặt dây trung máu, đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia lìa, lạc nhược khi đồng tử co rút lại, dục hỏa trùng sinh sau trương huyền, trong cơ thể thế nhưng không có thiên đạo thư viện không có thiên đạo quấy nhiễu thoát ly thiên đạo hắn như thế nào làm được khổng sư cũng tràn đầy không thể tin được thiên đạo cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau tuy hai mà một vì thoát khỏi hắn không thể không hồn phi phách tán mượn dùng u hồn trì một lần nữa ngưng tụ hồn phách trước mắt vị này chỉ bị chém giết một chút liền hoàn toàn thoát khỏi dùng biện pháp gì ta đã biết hắn dùng tàn những người thoát khỏi linh hồn khế ước biện pháp lạc nhược khi phản ứng lại đây linh hồn khế ước trói định chủ nhân cùng người hầu chủ nhân không giải trừ người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế thiên đạo thư viện cũng là như thế này có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước trói định linh hồn bất tử sẽ không thoát ly nhưng tàn những người mượn dùng cái loại này đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước cụ thể phương pháp trương huyền phía trước kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá chỉ sợ khi đó liền động tâm tư lúc này mới cố ý liều chết làm này thi triển ra mạnh nhất lực lượng đối hắn công kích, mượn dùng loại này lực lượng, dục hỏa trùng sinh, không nghĩ tới, quả nhiên đại hoạch thành công, thì ra là thế, đây mới là đột phá đế quân phương pháp, từ trong ngọn lửa đi ra trương huyền, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như là minh bạch cái gì, đột nhiên vẫy tay một cái, một bên phân thân, lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay lại đây, trong phút chốc, cùng tự thân hoàng mỹ dung hợp, nháy mắt công phu, mọi người cảm giác, Trước mắt Trương Huyền, như là biến thành Cửu Thiên, Cửu Thiên chính là hắn, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, hỗn loạn Cửu Thiên lập tức ổn định xuống dưới, Cửu Thiên hỗn độn kim liên, Cửu Thiên ra đời khi xuất hiện, có thể ổn định Cửu Thiên, lúc này phân thân cùng tự mình hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, cũng chẳng khác nào hắn khống chế loại này lực lượng, không chỉ có như thế, dung hợp Cửu Thiên hỗn độn kim liên tu vi, hắn vốn là đạt tới đỉnh cảnh giới, xuất hiện buông lỏng tự hồ tùy thời đều sẽ đột phá chủ tớ tình huynh đệ tình sư sinh tình cha mẹ tình tình yêu dung hợp ở bên nhau nguyên lai chính là thế gian vạn vật đây mới là người mặt mang mỉm cười trương huyền lẩm bẩm tự nói thiên đạo thư viện thoát ly linh hồn khoảnh khắc hắn hiểu được là người nhìn thế giới mới có thế giới vẫn là trước có thế giới sau có người là phong động vẫn là tâm động vấn đề này tuyên cổ bất hủ bối rối vô số người đương nhiên hiện tại này đó đều không quan trọng, không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới liền tính tồn tại, lại có gì ý nghĩa, cho nên, đột phá tình yêu lúc sau, là chúng sinh tình. Là đang chéo thiên hạ tình cảm, thế gian vạn vật đều có tình cảm, có tình mới có thế giới, có tình cảm, mới có thể kéo dài sinh mệnh, ái, là tình, ghét, là tình, cao hứng, là tình, thống khổ, là tình, ly biệt, là tình, gặp nhau, cũng là tình, muôn vàng tình ý vì ta sử dụng một tiếng hô nhỏ trương huyền trong cơ thể giam cầm cảnh giới nháy mắt phá vỡ đế quân gông cùng xiềng xích đột phá trong nháy mắt phản phất chạm đến một thế giới hoàn toàn mới cùng đại môn linh hồn được đến nhanh chóng tẩm bổ vô số hỗn độn chi khí dũng lại đây thân thể cũng bay nhanh tăng lên phía trước chỉ có hấp thu linh lực mới có thể tiến bộ mà hiện tại không gian loạn lưu hỗn độn chi khí cho dù là đối phương thanh quan đều có thể vì ta sở hữu tuy hai mà một, ngươi. Tàn những người không nghĩ tới, chính mình toàn lực công kích, không những không đem này chém giết, ngược lại thành toàn hắn, khí qua qua. Gọi bậy, một tiếng gầm lên, lại lần nữa công kích xuống dưới, ngươi oán hận cao cao tại thượng đế quân, không ở không gian loạn lưu trung cứu chính mình, là tình, cảm thấy từng là ta người hầu, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng cường đại hơn. Đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế được ngươi, ngươi lại như thế nào thắng đến quá ta, không bị ta khống chế, đạm đạm cười, trương huyền thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng một trảo, nguyên bản tung hoành vô địch tàn những người, đã bị vô số tình cảm dây nhỏ, giam cầm ở bên nhau, bó tay bó chân, vô pháp nhúc nhích, chỉ cần có tình, liền phải bị hắn sử dụng, bị hắn khống chế, ngươi, tàn những người trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương sư ta là người người hầu đừng giết ta ta nguyện ý linh hồn hiến tế hiện tại lại nói này đó đã chậm hơi hơi mỉm cười trương huyền lắc lắc đầu khống chế thiên hạ chi tình người hầu linh tinh đối với hắn tới nói đã không bất luận cái gì ý nghĩa giết thần cấp nhiều người như vậy bị thương chính mình bạn gái lạc thất thất cùng với nhiều như vậy bằng hữu hôm nay lại sao có thể khoan thứ không cảm nhận được hắn quả quyết tàn những người đồng tử co rút lại giọng nói chưa kết thúc, lập tức cảm thấy trên người một trận kịch liệt đau đớn, phanh, trong nháy mắt gian, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rót dũng, phía trước, triều tịch hải cắn nuốt rất sở hữu lực lượng, lúc này toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về, đã khô kiệt hoang dã, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, này, như vậy liền giết, vân ly đại đế, bất tử đế quân, linh lung tiên tử A đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được vừa rồi bọn họ cùng tàn những người đã giao thủ biết đáng sợ như vậy cường đại người thế nhưng tùy tay hủy diệt vị này trương huyền rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi chẳng lẽ đế quân phía trên thật sự còn có mặt khác cảnh giới hắn thành công khổng sư cùng lạc nhược hy buông ra siết chặt nắm tay đây là thiên đạo một bộ phận ta đây hiện tại liền trả lại thiên đạo nhìn đến vừa rồi từ chính mình trong cơ thể bị tách ra tới thiên đạo có thiếu như cũ ở không trung huyền phù Trương Huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra, ông, từ trọng sinh liền cùng với hắn thư viện, ầm ầm được khảm ở thần giới không trung phía trên, đại trung minh vang, không ngừng hỏng mất thần giới, mắt thường có thể thấy được thông thả khôi phục, hỗn loạn dòng khí, cũng một lần nữa tụ lại lên, sụp đổ thần giới, rốt cuộc ngừng lại, khô khốc linh khí, cũng cùng với tàn những người tử vong, chậm rãi sống lại, xem ra, thần giới muốn một lần nữa nên đón linh khí sống lại thời đại. Trương Huyền cười triều tịch hải lỗ thủng cùng với thiên đạo bổ toàn đã khôi phục thần giới khôi phục trước kia rầm rộ chỉ là vấn đề thời gian trương huyền bên này mới vừa làm xong này đó trong đầu vang lên một thanh âm trương huyền sửng sốt một chút một bước bước ra này một bước không biết bay rất xa ngay sau đó nhìn đến một thanh niên đứng ở trước mặt đúng là phía trước truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia tiền bối ngươi nhìn đến là hắn trương huyền sửng sốt phía trước liền cảm thấy vị này sâu không lường được hiện tại mới phát hiện, so với chính mình, cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã là đạt tới đế quân nhất đỉnh, so với phía trước lạc nhược hy, đều cường đại không biết nhiều ít, thẳng hô tên của ta có thể, ta kêu. Nhiếp đồng Thanh niên trên người tản mát ra thẳng tiếng không lùi kiếm ý, nhàn nhạt nói, nhiếp đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, cùng ta tới, mà ngươi thấy ca ca ta. Gọi là nhiếp đồng thanh niên nhoảng miệng cười, về phía trước cất bước mà ra, trương huyền theo sát ở sau người, không biết bay rất xa, ở một cái ngọn núi trước ngừng lại, ngay sau đó thấy được một cái khác thanh niên, dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai hàng lông mày dơ lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể nhìn thấu cảm giác, này thực lực, trương huyền rung lên, trước mắt vị này thanh niên thực lực, thế nhưng so với hắn còn phải cường đại, đồng dạng đột phá đế quân gông cùng xiềng xích, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa dày nặng, tại hạ nhiếp vân. Thanh niên đạm đạm cười, nhìn lại đây, cũng chính là. Nhiếp linh tê, ngươi trong miệng lạc nhược hy phụ thân, nhược hy phụ thân, trương huyền chấn động, ngươi. Là thần giới thiên đạo, phía trước lạc nhược hy nói qua, chính mình phụ thân, là thiên đạo, như thế nào đều không thể tưởng được, là như thế này một người tuổi trẻ người, ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn, biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này, là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể. Nhiếp vân đạm đạm cười, trương huyền không thể tin được, thần giới thế nhưng là trước mắt người này sáng tạo, khi thực lực của hắn, nên có bao nhiêu cường, không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo, ngươi lại là thiên đạo, vì sao tùy ý tàn những người tàn sát bừa bãi, mà không ra tay. Trương huyền nhìn qua, nếu không phải chính mình đột phá, thần giới vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ, vì sao trước mắt người này, mặc kệ không hỏi thậm chí liền nữ nhi sinh tử đều quan tâm không trả lời hắn vấn đề nhiếp vân nhàn nhạt nhìn qua ngươi cho rằng thần giới phía trên còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao này trương huyền tạm dừng một chút hẳn là có đi tuy rằng chưa thấy qua nhưng nếu hắn có thể tu luyện đến loại này cảnh giới có lẽ những người khác cũng có thể thậm chí càng cường thật giống như trước mắt vị này ta từng hoài nghi thần giới phía trên sẽ có càng cường đại sinh mệnh cho nên dùng hết toàn lực nhìn trộm cuối cùng đưa tới càng cao thế giới phản vệ một cái bàn tay phá không mà xuống nhiếp vân nhìn qua lúc ấy nếu ta trốn tránh vô cùng có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị mạc bình không còn có nửa cái sinh mệnh cho nên chặn lại chiêu này nhưng cũng bởi vậy hóa thân thiên đạo bị phân liệt đi ra ngoài loại tình huống này ta tưởng khôi phục chỉ là một đạo ý niệm mà thôi nhưng ta minh bạch muốn chân chính siêu thoát thần giới công cùng xiền xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới ở ngoài, lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được, cho nên, muốn nhìn xem, có hay không sinh mệnh, có thể đột phá đế quân gông cùng xiền xích, đạt tới cùng ta bình tề nông nổi, cho nên, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm, đưa đến tầng chót nhất thế giới. Phân biệt ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái không thuộc về thế giới này linh hồn mà ngươi, cuối cùng không làm ta thất vọng, nhiếp vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua, cũng là vì ngươi. Trương Huyền trong lòng chấn động, khó trách, có thể xuyên qua lại đây, không nghĩ tới đều là trước mắt vị này việc làm, ha hả. Nhiếp vân nhẹ nhàng cười, nói, bản thân thuộc về thế giới này, liền có đối thế giới kính sợ, muốn đột phá thế giới công cùng xiền xích, khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, ta cũng là tâm niệm vừa động, cũng không nghĩ tới ngươi thật sự có thể thành công ta à, trương huyền sắc mặt đỏ lên nếu không phải khổng sư ta căn bản không có khả năng đạt tới loại tình trạng này không có khổng sư vô tư phụng hiến muốn đạt tới hiện tại cảnh giới căn bản không có khả năng làm được cơ hội ta cho hắn không nắm chắc được mà thôi cùng linh tê so đấu kỳ thật chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội đáng tiếc hắn lựa chọn tránh lui cho rằng chính mình để lại chuẩn bị ở sau có thể toàn thân mà lui, trên thực tế lại là mất đi dũng mãnh tinh tiến, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu liền điểm này tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể cùng chi chống lại, nhiếp vân nói, trương huyền trầm mặt không nói, lúc ấy hai người chiến đấu, hắn đều xem ở trong mắt, khổng sư đích xác ở quả quyết thượng có chút thiếu thỏa, cũng có khả năng, hắn không muốn chém giết lạc nhược hy đi, đáng tiếc, liền này nhất niệm chi gian, bỏ lỡ thăng cấp cơ hội, nếu khổng sư thắng lợi, nhược hy liền sẽ chết một lát sau trương huyền nhìn qua lông mày nhăn lại chẳng lẽ trước mắt vị này liền nữ nhi sinh tử đều mặc kệ có ta ở đây nàng sẽ không chết nhiếp vân đạm đạm cười ngươi hiện tại thực lực cùng ta cũng không kém bao nhiêu ngươi cảm thấy hai người thực lực sống chết trước mắt muốn cứu người có thể làm được hay không này trương huyền cười khổ đột phá đế quân cùng đế quân là hai khái niệm nếu hắn thật sự nguyện ý ra tay đích xác có thể ở cuối cùng thời điểm đem người cứu, hơn nữa bảo đảm, một chút thương đều chịu không nổi. Linh Tê, là ta một cái khác thê tử lạc khuynh thành sở sinh, cho nên nàng ngụy trang tên, họ là Vì có thể làm nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ vẫn luôn cho rằng ta còn lâm vào hôn mê. Nhiếp vân cười khổ một tiếng, ta cái này cha cũng coi như làm được đủ tàn nhẫn. Như vậy đi, chuyện này vẫn là ngươi cùng nàng giải thích đi, rốt cuộc, nàng hiện tại tâm tư, đã chuyển dời đến trên người của ngươi, ta cái này lão cha, phỏng chừng đều nhớ không nổi. Ha ha, ta tạm thời liền không xuất hiện, tránh né thượng một đoạn thời gian lại nói, bằng không, thật sợ nàng nháo đến long trời lỡ đất, nhìn đến trước mắt vị này như thế không đáng tin cậy lão cha, da mặt vừa kéo, trương huyền đành phải đáp ứng, hảo đi, không đáp ứng cũng không có biện pháp, ai làm chính mình bắt cóc nhân gia nữ nhi, thiên đạo thư viện, là ta một đạo ý niệm biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiền xích, ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực, đột phá gông cùng xiền xích, thuyết minh năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm phụ thân, cũng coi như vui mừng, đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, chương 842 cái gì đều bán, mệt chết chính là ta, linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần chính mình không giải trừ, chẳng sợ đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải, thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng gà, phía trước chỉ là thần vương, hắn là đế quân, đồng dạng không có biện pháp giải quyết loại này ước định, vì phòng ngừa gia hỏa này thay đổi, xuất hiện phản vệ hiện tượng, danh sư đại lục liền từng chuyên môn định ra, mặc dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng vô pháp tránh thoát linh hồn gian ước định a, linh hồn khế ước, đích xác vô pháp từ thức hải trung phân liệt đi ra ngoài nhưng ta dung hợp ngay cả thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể, đem loại này khế ước hóa giải rớt, cũng không khó. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng, banh kích khế ước nơi chỗ, là có thể làm được tàn nhẫn nhân đạo, linh hồn khế ước, là thành lập ở thiên đạo cơ sở thượng. Đặc thù lực lượng liền thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải, hóa giải cái linh hồn khế ước, chỉ cần xử lý thích đáng, lại có gì khó, thì ra là thế. Trương Huyền ánh mắt chợt lóe cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ đem ta đưa tới thần giới. Giải thích xong, tàn những người không hề nhiều lời, trên người hơi thở càng thêm tuyên cổ xa xưa, phía sau hắc động trở nên càng thêm thật lớn, hiển nhiên nói chuyện công phu, lại cắn nuốt không biết nhiều ít lực lượng, làm bổ dưỡng, trương huyền, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng cường, lạc nhược hy cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng truyền âm lại đây, chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng nghi hoặc tiêu hết, Trương Huyền hít sâu một hơi, trong tay trường kiếm đột nhiên giơ lên, một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi, ầm vang, cường đại nhất kiếm ý lại lần nữa thi triển mà ra, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, sinh tử toàn không để bụng, lại có chuyện gì có thể ngăn trở. Này nhất chiêu kiếm pháp, tuy rằng là không đạt tới đế quân lĩnh ngộ, lại ẩn chứa trong lòng hết thảy chấp niệm, đem trong cơ thể thiên như hữu tình công pháp, phát huy tới rồi cực hạn, hô nhất kiếm đem tàn những người công kích, trảm thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhược Hy cũng ra tay, tay ngọc quay cuồng, kiếm mang như tuyết. Nàng kiếm pháp cùng kiếm thần thiên vị kia thanh niên có chút tương tự, mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Các ngươi chiêu số là rất lợi hại, nhưng đối lập ta, vẫn là kém chút, nhẹ nhàng cười, tàn những người lại lần nữa xuống phía dưới chọc tới. Trong nháy mắt, che trời, bàn tay đem thiên địa đều bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt sao trời đều phản phất phải bị ngạnh sinh sinh đánh hạ tới. Phốt! Phốt! Trương Huyền cùng Lạc Nhược khi đồng thời bay ngược mà ra, người ở không trung máu tươi cuồng phun, lấy hai người thực lực, thế nhưng ngăn cản không được, gia hỏa này rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới, làm càng. Phân thân đi nhanh đạp tới, mỗi đi một bước, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy thanh âm, từ xa nhìn lại, bức cách mười phần, luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn tu vi so với trương huyền, chút nào không yếu, một quyền dơ lên, lực lượng xông lên cửu thiên, cùng tàn những người đối chạm vào, đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được nhất chiêu, trương huyền che lại cái trán thành tựu đế quân, phân thân như cũ không thay đổi trang bức bản tính, như vậy hoa mỹ trang bức, còn không bằng đem lực lượng tập trung lên, quy lực lớn hơn nữa, đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ đã chết, chúng ta đều sẽ chết, tiểu hoàng gà hét lớn một tiếng, đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt không trung đều giống bị bật lửa, dư lại 6 đại đế quân, cũng từng người thi triển thủ đoạn, bảy vị đế quân liên hợp, hủy thiên diệt địa, một phương thiên địa ở trước mặt đều ngăn cản không được, nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng tàn nhẫn người, công kích đi vào trước mặt, hắc động đột nhiên biến đại, chớp mắt công phu liền đem lực lượng cắn nuốt sạch sẽ, tăng cường phản kích mà ra, phanh 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 phanh, bảy vị đế quân cùng Trương Huyền đám người giống nhau, bay ngược mà ra, 10 đại đế quân liên hợp ở bên nhau thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu. Gia hỏa này, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Các ngươi có thể đã chết, nhất chiêu đánh tan mọi người, tàn những người về phía trước một bước, thủ đoạn vừa lật, lại lần nữa chụp xuống dưới. Bọn chuột nhắc dám ngươi, cùng với hét lớn một tiếng, phía trước kiếm thần thiên vị kia lão giả, đột ngột xuất hiện, che ở trước mặt, trong tay trường kiếm hóa thành ngân hà, đế quân. Hắn cũng là đế quân thực lực, trương huyền đồng tử co rụt lại. Vị này lão giả lúc trước đi theo thanh niên phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất Phong Hào Thần Vương, thi triển ra lực lượng mới phát hiện, thế nhưng cũng là một vị đế quân cường giả, nếu hắn là đế quân, vị kia thanh niên là cái gì? Hắn bản thân chính là kiếm thần thiên đế quân. Dãy dỗ đứng thân tới, Lạc Nhược Hy cắn răng nói, "Kia, truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu?" Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được, "Hắn là..." Lạc Nhược Hy vừa định trả lời, không gian một trận vặn vẹo ngay sau đó nhìn đến kiếm thần thiên vị này đế quân đồng dạng bay ngược đi ra ngoài dừng ở cách đó không xa tạp ra một cái hố to trương huyền hiện tại thực lực cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa quá hắn đều chống lại không được hắn mặc dù tu vi không yếu kiếm thuật cao minh như cũ không phải đối thủ ha ha đế quân một đám gà vườn chó xóm mà thôi hôm nay ta liền diệt cửu thiên diệt này thần giới đem hết thảy quy tắc sang bằng đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại, tàn những người điên cuồng cười to, bốn phía không gian không ngừng sụp xuống, phụ trợ hắn như yêu như ma, làm sao bây giờ? Trương Huyền nắm tay siết chặt, vừa rồi hắn cùng phân thân, đều thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu, thậm chí trước mắt lạc nhược hy, cũng đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới, cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu, chẳng lẽ thần giới, thật sự không ai có thể ngăn trở trước mắt vị này, tùy ý hắn đem thế giới hủy diệt, duy nhất biện pháp, là đem người thiên đạo có thiếu trở về thiên đạo bản thân làm thiên đạo đem hắn trấn áp lạc nhược hy tú quyền siết chặt hốc mắt phím hồng trở về thiên đạo bản thân trương huyền biết nàng ý tứ trong đầu thư viện bản thân là thiên đạo một bộ phận một khi trở về thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn hoàn chỉnh có lẽ liền có thể chữa trị lỗ hổng tự mình đem tàn những người bài xích đi ra ngoài thật giống như nhân thể miễn dịch hệ thống miễn dịch hệ thống hoàn chỉnh virus tới dễ dàng xua đuổi, hỏng rồi, chống cự không được virus rút xâm lấn, cường tráng nửa người, cũng sẽ bởi vậy tử vong. Chỉ là, hắn quá cường đại, mặc dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, cũng vô pháp trấn áp đi. Trương Huyền lắc đầu, vi rút, miễn dịch hệ thống là có thể chém giết, nhưng... Mảnh hổ đâu, lại cường miễn dịch hệ thống, lại có biện pháp nào, trước mắt vị này, chỉ là bình thường thần vương, chẳng sợ phong hào, thiên đạo đều có thể dễ dàng giết chết có thể so đế quân đều phải cường đại. Đã là không phải thiên đạo có thể chống lại, này. Lạc nhược khi tạm dừng một chút, trắng tinh ngọc diện thượng lộ ra mất mát chi sắc, đúng vậy. Không có biện pháp trấn áp, nhưng là, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn là có thể tỉnh lại, chém giết vị này, cũng không khó, hắn. Trương huyền nhíu mày, ta mang ngươi đi gặp hắn, liền ở tự tại thiên. Hít sâu một hơi, lạc nhược khi cắn răng một cái, xoay người liền về phía trước bay đi muốn chạy trốn tàn nhẫn người hừ lạnh xuống phía dưới nhấn một cái phanh lạc nhược hy từ không trung rơi xuống ngươi trương huyền kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới kiếm ý huy hoàng mà ra ken 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 lại lần nữa bị tàn nhẫn người ngăn trở các ngươi đi mau ta tới ngăn trở hắn biết bọn họ lại tưởng cứu vớt thần giới phương pháp mà không phải đào tẩu phân thân cùng bất tử đế tôn hét lớn một tiếng che ở phía trước lạc thất thất cũng lắc mình biến hóa, trở về tỉnh không châu bản thể, bốn phía không gian động lại lên, đi, thấy mọi người phấn đấu quên mình che ở mặt sau, không sợ sợ tử vong, trương huyền hốc mắt đỏ lên, bất quá, cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, lôi kéo lạc nhược hy, thân thể nhoán lên, cắt qua không gian, ngay sau đó đã xuất hiện ở tự tại thiên phạm vi, tự tại thiên hiện tại đã không có phía trước tự tại, thần giới sụp đổ, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, người nói hắn, ở nơi nào, không rảnh đi quan sát người thường sinh hoạt, Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài, nếu nàng nói người nọ, thật có thể cứu vớt thần giới, chính mình hy sinh thì đã sao? Hắn là phụ thân ta, người mặc dây trung máu, chính là hắn, Bất Tử Đế Quân, từng là hắn thú sủng. Lạc Nhược Hy điều tức một chút, giải thích nói, phụ thân, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vẫn luôn cảm thấy mặt dây trung máu cùng Lạc Nhược Hy tương tự, rồi lại bất đồng, nguyên lai là nàng phụ thân như vậy cũng liền giải thích vì sao bất tử đế quân lưu lại kia đạo ý niệm nhìn đến mặt dây sau lập tức nhận chính mình là chủ phụ thân ngươi cũng là đế quân hoặc là có được siêu việt đế quân thực lực nhịn không được nói thư viện hỗn loạn là mặt dây trung máu làm chính mình khôi phục thanh tĩnh chẳng lẽ không chỉ có nàng là đế quân phụ thân cũng là thậm chí càng cường đại hơn nếu là cái dạng này lời nói lại vì sao sẽ hôn mê lại yêu cầu thiên đạo có thiếu mới có thể làm này thanh tĩnh, hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo, lạc nhược hy tú quyền siết chặt, thiên đạo, phụ thân ngươi, là thiên đạo, trương huyền chấn động, không thể tin được, là 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không được kia chỉ bàn tay to, lâm vào hôn mê, thiên đạo băng tán thành tam bộ phận, thiên đạo có tự cùng thiên đạo có thiếu, tiến vào không gian loạn lưu, ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên, duy trì thần giới cân bằng muốn làm hắn khôi phục chỉ có đem tản ra bộ phận thu thập cho nên ta mới như thế quyết tuyệt không thể thất bại mới chuyên môn tiến vào danh sư đại lục nghiên cứu xuân thu đại điển nghĩ cách chiến thắng khổng sư cùng khổng sư thời điểm chiến đấu làm ơn chuyện của hắn cũng là cái này lạc nhược hy nói trương huyền bừng tỉnh danh sư đại lục mới vừa nhận thức không lâu trước mắt nữ hài liền cùng chính mình giảng thuật quá nàng chuyện xưa muốn cứu một vị trí thân, chính mình lúc ấy còn không rõ, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là nàng phụ thân, hơn nữa vẫn là thần giới thiên đạo, thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, hơn nữa sinh nhi dục nữ sao, hay khống chế thiên đạo tự nhiên. Người trong cơ thể, không có thiên đạo mảnh nhỏ. Đột nhiên, ý thức được nàng ngôn ngữ trung không thích hợp, Trương Huyền nhìn qua, hay khống chế, cùng chính mình loại này dung hợp ở trong cơ thể, là hai loại khái niệm ta chỉ là khống chế cũng không phải thiên đạo một bộ phận lạc nhược hy nói trương huyền nhẹ nhàng thở ra nói như vậy lên chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu tróc ra tới là được cũng không cần nàng cũng tử vong cứ việc loại này vận mệnh không muốn tiếp thu lại cũng không muốn trước mắt nữ hài đã chịu thương tổn ta đem trong cơ thể thiên đạo có thiếu tróc ra tới phụ thân ngươi là có thể sống lại thậm chí đem tàn những người đánh chết đúng không trương huyền xem ra này ta cũng không xác định, ngẩng đầu nhìn nhìn đã sụp đổ thần giới, lạc nhược khi chần chờ, thần giới là phụ thân căng cơ, hiện tại căng cơ đều như vậy, liền tính thanh tĩnh, thật sự có thể đem cái kia cường đại tàn những người đánh bại sao, thật khó mà nói, xem ra ngươi cũng không thể khẳng định, một khi đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ có chính mình nghĩ cách. Trương Huyền cắn chặt răng, ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên chính đế, nếu ở phối hợp thượng khổng sư chưa chắc không thể thắng lợi khổng sư hắn lạc nhược hy nhíu mày khổng sư đã chết đúng không hắn vẫn chưa chân chính tử vong nếu đoán không sai hắn bị ngươi chém chết chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là cùng ngụy gió mạnh giống nhau là bẩm sinh thai hồn thể trương huyền nói nhìn đến ngụy gió mạnh liền hiểu được khổng sư cái gọi là bảo trì linh trí hẳn là cùng hắn giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể, có thể làm được thai trung không mê, hơn nữa trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, sống lại, chỉ là vấn đề thời gian, lạc nhược khi sửng sốt, tự hồ nàng không nghĩ tới, sẽ là như thế này, qua đi nhìn xem sẽ biết, đoán không tồi, hắn hẳn là đã khôi phục, bằng không, hắn những cái đó học sinh, không có khả năng liền triều tịch hải cũng chưa đi. Trương Huyền nói, khổng sư những cái đó học sinh, tử viên cổ thánh đám người, mỗi người thực lực mạnh mẽ liền tính không có đế quân trợ giúp cũng tất nhiên có biện pháp tiến vào triều tịch hải nhưng lại một cái cũng chưa thấy tất nhiên là có càng chuyện quan trọng chờ muốn sấn sở hữu đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm thời điểm đi làm mà loại này chuyện quan trọng rõ ràng chính là làm khổng sư khôi phục này lạc nhược hy trong lòng chấn động bừng tỉnh đại ngộ đi thôi không hề giải thích một tay một hoa trương huyền một lần nữa đi vào khổng sư cư trú nơi quả nhiên nhìn đến một cái lão giả khoanh chân huyền phù ở không trung, thấy bọn họ đi vào, hơi hơi mỉm cười, tới, không phải khổng sư, lại là người nào, vị này muôn đời chi sư, quả nhiên không làm chính mình thất vọng, cùng suy đoán giống nhau, thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở triều tịch hải thời điểm, một lần nữa sống lại, ngươi. Lạc nhược hy kiều khu nhất chấn, nàng biết đế quân có thể sống lại, bất tử đế quân cũng sống lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, ta giấu giếm thiên đạo, trước tiên liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau, u hồn trong ao cái kia không có tên người khổng lồ, chính là ta lưu lại, ngày đó bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng vừa mới vừa khôi phục thôi, khổng sư hơi hơi mỉm cười, hắn tinh thông thời gian năng lực, hoặc nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, trên thực tế vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu, vài thập niên thời gian, đều có, chúng ta ba người thực lực, là rất mạnh, nhưng muốn thắng qua tàn những người, cũng không dễ dàng như vậy, thấy khổng sư quả thực khôi phục, lạc nhược hy như cũ lắc đầu, không phải trướng người khác uy phong, diệt chính bình chí khí, mà là sự thật, vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp, cũng chưa ngăn trở đối phương, mặc dù gia tăng một cái khổng sư, lại có thể như thế nào, đồng dạng thay đổi không được cục diện, chúng ta đơn cái thực lực, thậm chí liên hợp ở bên nhau, đích xác không phải đối phương đối thủ, nhưng nếu đem mọi người lực lượng, đều dung hợp ở một người trên người đâu, khổng sư cười nhìn qua, dung hợp ở một người trên người, lần này không riêng lạc nhược khi nhíu mày, trương huyền cũng tràn đầy nghi hoặc, cái kia bàn tay có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo đều đánh tan, thực lực chi cường, chân thật đáng tin, tàn những người đem cổ lực lượng này toàn bộ hấp thu, lại cắn nuốt thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, đơn cái lấy ra tới, đích xác không phải đối thủ khổng sư nói nhưng liên hợp ở bên nhau đem lực lượng tập trung ở một người trên người liền chưa chắc đi như thế nào tập trung lạc nhược khi nhìn qua nói đơn giản làm lên khó đế quân đã đứng ở thần giới nhất đỉnh nếu dễ dàng như vậy hấp thu người khác lực lượng nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy trì trệ không tiến rất đơn giản chúng ta đem trên người lực lượng tập trung ở trương huyền trên người một khi hắn có thể phá tan đế quân gông cùng xiềng xích là có thể cứu thần giới, khổng sư nói, ta. Trương Huyền sửng sốt, vì cái gì là ta, linh tê đế tôn tu luyện chính là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng có phụ thân cùng thiên đạo chế ước, có vướng bận người, liền vĩnh viễn không có biện pháp chân chính siêu thoát, nếu ta không nhìn lầm, lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi cũng từng từ bỏ quá, tính toán bị ta chém giết đi, khổng sư nói, lạc nhược hy nói không ra lời, thời điểm chiến đấu, đích xác từng có loại này tính toán, cho nên hai người giao thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm, từng người lưu trữ chuẩn bị ở sau, tựa như luận bàn, không giống sinh tử vật lộn, vô pháp siêu thoát, tự nhiên cũng liền phát huy không ra mạnh nhất lực lượng, mặc dù cấp cho lại nhiều chân khí, đồng dạng vô pháp đánh sâu vào kia tối cao cảnh giới. Đến nỗi ta, khổng sư gật đầu nói, lòng mang thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, lại không muốn người khác vì ta hy sinh, nhân từ quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu tâm tàn nhẫn một ít, đem dị linh tộc diệt tộc, liền sẽ không có hiện tại cục diện, lúc trước nếu năng tướng dị linh tộc nhân toàn bộ diệt sát, tàn nhẫn người liền không khả năng sống lại, cũng sẽ không có tình huống hiện tại, cho nên ta cũng không thích hợp. Mà Trương Huyền, công pháp hài lòng, không có khuyết tật. Chú trọng sống ra chính mình, chẳng sợ thân chết, chỉ cần sống được không thẹn, liền trong lòng bằng phẳng, loại người này có được lớn hơn nửa bao dung lớn hơn nữa phát triển không gian, chỉ có như vậy, mới có thể đi càng cao, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, liền tử vong đều không để bụng, lại như thế nào sẽ bị mặt khác sự tình sở ràng buộc. Này! Trương huyền nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy khổng sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua, không cần chối từ, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, liền tính ra đến cập ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể sau ngươi làm được càng tốt linh tê đế tôn trong cơ thể tuy không có thiên đạo mảnh nhỏ lại hàng năm khống chế thiên đạo đối thiên đạo có thuộc về chính mình lý giải ta khống chế thiên đạo có tự nếu chúng ta đem lực lượng giáo húng cho ngươi ngươi trong cơ thể liền sẽ có được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng phối hợp thượng phân thân cửu thiên hỗn độn kim liên hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên Trưởng càng khôn chiến cửu tiêu diệt vạn vật hảo đi thấy đối phương đã làm ra quyết định chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, Trương Huyền gật gật đầu, ầm vang, khoanh chân làm tốt, nháy mắt công phu, hai cổ hùng hồn lực lượng, liền từ hai sườn rót dũng mà đến, Trương Huyền toàn thân cứng đờ, cả người phản phất trong phút chốc hóa thân thiên đạo, bay lượng ở trên chính tầng trời, linh hồn, thân thể, chân khí, đều ở nháy mắt được đến tẩy lễ, càng ngày càng cường, càng ngày càng hùng hồn, các ngươi cũng muốn ngăn ta, cũng hảo, giết các ngươi, lại đi đem trương huyền chém giết, đem lạc thất thất cùng phân thân đám người chụp phi, tàn nhẫn người lạnh lùng cười, phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, đích xác rất cường đại, bất quá, cùng hắn so, như cũ yếu đi một ít, triều tịch hải đem thần giới ra khỏi thành thị ngoại linh khí, cơ hồ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hiện tại này đó lực lượng, đều hóa thành hắn gửi nuôi, giơ tay nhất chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, này đó đế quân, thần vương, cứ việc đại biểu thần giới nhất đỉnh, như cũ bất kham một kích, lúc này tàn nhẫn người, phản phất đại biểu toàn bộ thần giới, không người có thể trắng, thần giới diệt vong, chúng ta tồn tại cũng không ý nghĩa, ta vân ly, cùng ngươi đồng quy vu tận, vân ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu thật lớn ngũ trảo kim long, lăng không hướng hắn nhào tới, liền ngươi, không xứng, tàn nhẫn nhân thủ trưởng nhéo, kim long liền treo ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào giải dụa, đều chạy thoát không xong. Lão hữu, chờ ta, đỡ mảnh đế quân cũng một tiếng trống to, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không đi vào trước mặt, bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn biểu hiện ra tới, ngọn lửa chiếu rọi không trung, huyền minh đại đế, bản tôn nải một đầu đại quy, tựa như nâng lên chư thiên, tứ đại thần thú, trấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, đều trở nên thông thả xuống dưới, càng không phản phất ở nháy mắt định trụ, phanh 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 liên tục bốn trưởng, tàn những người đem bốn thú trấn áp xuống dưới trong mắt hiện lên một đạo nùng liệt sát ý nếu các ngươi tìm chết ta liền thành toàn các ngươi tiếng gầm gừ trung đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ mạt sát liền cảm thấy dơ lên cánh tay căng thẳng ở không trung ngừng lại muốn giết bọn hắn hỏi qua ta không có ngay sau đó mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một bóng người từ không trung chậm rãi đi ra đúng là trương huyền lúc này thanh niên toàn thân lực lượng mênh mông sau vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, tự thiên mà đến, tựa như cả người chính là một cái thế giới, tiến bộ không ít, tàn nhẫn người ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, vì sao ngắn ngủn vài phút quan cảnh, thực lực của đối phương có như thế thật lớn biến hóa, bất quá, gia tăng rồi lại như thế nào. Toàn thịnh kỳ thần giới, đều ngăn cản không được, ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được ta, một tiếng hừ lạnh, tàn nhẫn người lại lần nữa chụp lạc mà xuống trương huyền trường kiếm dơ lên, đón đi lên. Hai bên chiến đấu ở bên nhau, không gian từng đạo xé rách, dòng khí khắp nơi tán loạn. Trương huyền có thể hay không thắng lợi, tự tại thiên khổng sư nơi dừng chân. Lạc nhược hy tràn đầy lo lắng xem qua đi. Nàng cùng khổng sư đem lực lượng truyền lại cấp trương huyền, tự thân tu vi, đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp bậc, không bằng phía trước như vậy huy hoàng. Bất quá, cấp bậc ở nơi nào bãi, chỉ cần lực lượng cũng đủ, chung có một ngày, có thể một lần nữa khôi phục bằng vào hiện tại thực lực, muốn thắng qua. Rất khó. Trừ phi, hắn có thể lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng, trầm mặc một lát, Khổng Sư nói, mười mấy đế quân liên hợp đều không thể thắng qua tàn những người, mặc dù bọn họ đem lực lượng toàn bộ truyền lại cấp đối phương, muốn thắng qua cũng không dễ dàng như vậy, sở dĩ làm như vậy là bởi vì lực lượng chỉ có tập trung ở một người trên người, mới có khả năng chạm vào đỉnh điểm mới có khả năng chân chính siêu việt cực hạn đột phá tự mình siêu việt đế quân lực lượng lạc nhược hy ánh mắt xa xưa phụ thân còn thanh tĩnh thời điểm từng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói nhưng nàng vô pháp làm được chính mình âu yếm nam tử có thể làm được sao hắn nhất định có thể hắn có một viên bất khuất tâm cùng đối thế giới này ngạo nghễ nhìn ra nàng trong lòng nghi vấn khổng sư cười nói phanh 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 liên tục mấy chiêu xuống dưới Trương Huyền Hổ khẩu trạng nứt, ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết thương, dữ tận đáng sợ, cùng khổng sư nói giống nhau, mặc dù dung hợp bọn họ hai người lực lượng, trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, như cũ không phải đối thủ, ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, bất quá như vậy. Tàn nhẫn người lạnh lùng cười, dù sao không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì đều sẽ bị giết, một khi đã như vậy, ta muốn chết ở ngươi mạnh nhất công kích dưới. Hít sâu một hơi, Trương Huyền ngừng lại, không ở tiếng công, ngược lại nhìn về phía trước mắt tàn những người, hảo, ta thành toàn ngươi, cho ngươi mạnh nhất công kích, nghe hắn nói như vậy, tàn những người sửng sốt một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay dơ lên, rầm, một đạo thanh quan xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên chụp lạc mà xuống, quả nhiên là mạnh nhất công kích, toàn bộ thần giới đều phát ra nổ vang, tựa như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái thật lớn hố động, hai mắt nhắm nghiền. Trương Huyền vẫn chưa tránh né, phanh, đầu tạc vỡ ra tới, linh hồn khắp nơi tán loạn, Trương Huyền. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhật, lạc thất thất tựa như nổi điên, vân ly đại đế đám người cũng trừng lớn đôi mắt, không ngừng run run. Thấy như vậy một màn khổng sư cùng lạc nhược hy cũng tất cả đều sửng sốt, bổn ý là làm hắn đột phá công cùng xiền xích, đánh sâu vào siêu việt đế cảnh cảnh giới, như thế nào không đi phản kháng, cam tâm chịu chết, như vậy chẳng phải cô phụ bọn họ một phen hảo tâm không đúng là bất tử đế quân bất tử phương pháp đang ở kỳ quái khổng sư đột nhiên mở miệng mọi người ngay sau đó nhìn đến đầu nổ tung thậm chí linh hồn vỡ vụn trương huyền ngực mặt dây đột nhiên nổ tung một giọt máu huyền phù dựng lên bốc cháy lên hình thành một đoàn cực nóng ngọn lửa trong ngọn lửa một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh chậm rãi mà ra hắn mượn dùng lực lượng của đối phương cùng mặt dây trung máu đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia lìa, lạc nhược khi đồng tử co rút lại, dục hỏa trùng sinh sau trương huyền, trong cơ thể thế nhưng không có thiên đạo thư viện, không có thiên đạo quấy nhiễu, thoát ly thiên đạo, hắn như thế nào làm được, khổng sư cũng tràn đầy không thể tin được, thiên đạo cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một, vì thoát khỏi, hắn không thể không hồn phi phách tán, mượn dùng u hồn trì một lần nữa ngưng tụ hồn phách, trước mắt vị này, chỉ bị chém giết một chút, liền hoàn toàn thoát khỏi dùng biện pháp gì ta đã biết hắn dùng tàn những người thoát khỏi linh hồn khế ước biện pháp lạc nhược khi phản ứng lại đây linh hồn khế ước trói định chủ nhân cùng người hầu chủ nhân không giải trừ người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế thiên đạo thư viện cũng là như thế này có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước trói định linh hồn bất tử sẽ không thoát ly nhưng tàn những người mượn dùng cái loại này đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước cụ thể phương pháp trương huyền phía trước kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá chỉ sợ khi đó liền động tâm tư lúc này mới cố ý liều chết làm này thi triển ra mạnh nhất lực lượng đối hắn công kích mượn dùng loại này lực lượng dục hỏa trùng sinh không nghĩ tới quả nhiên đại hoạch thành công thì ra là thế đây mới là đột phá đế quân phương pháp từ trong ngọn lửa đi ra trương huyền trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười như là minh bạch cái gì đột nhiên vẫy tay một cái một bên phân thân lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay lại đây, trong phút chốc, cùng tự thân hoàng mỹ dung hợp, nháy mắt công phu, mọi người cảm giác, trước mắt Trương Huyền, như là biến thành cửu thiên, cửu thiên chính là hắn, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, hỗn loạn cửu thiên, lập tức ổn định xuống dưới, cửu thiên hỗn độn kim liên, cửu thiên ra đời khi xuất hiện, có thể ổn định cửu thiên, lúc này phân thân cùng tự mình hoàng mỹ dung hợp, tuy hai mà một, cũng chẳng khác nào hắn khống chế loại này lực lượng không chỉ có như thế dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên tu vi hắn vốn là đạt tới đỉnh cảnh giới xuất hiện buông lỏng tự hồ tùy thời đều sẽ đột phá chủ tớ tình huynh đệ tình sư sinh tình cha mẹ tình tình yêu dung hợp ở bên nhau nguyên lai chính là thế gian vạn vật đây mới là người mặt mang mỉm cười trương huyền lẩm bẩm tự nói thiên đạo thư viện thoát ly linh hồn khoảnh khắc hắn hiểu được là người nhìn thế giới mới có thế giới vẫn là trước có thế giới sau có người là phong động vẫn là tâm động vấn đề này tuyên cổ bất hủ bối rối vô số người đương nhiên hiện tại này đó đều không quan trọng không có sinh mệnh không có tình cảm thế giới liền tính tồn tại lại có gì ý nghĩa cho nên đột phá tình yêu lúc sau là chúng sinh tình là đang chéo thiên hạ tình cảm thế gian vạn vật đều có tình cảm có tình mới có thế giới có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh ái là tình ghét là tình, cao hứng, là tình, thống khổ, là tình, ly biệt, là tình, gặp nhau, cũng là tình, muôn vàng tình ý, vì ta sử dụng, một tiếng hô nhỏ, trương huyền trong cơ thể giam cầm cảnh giới, nháy mắt phá vỡ, đế quân gông cùng xiền xích, đột phá, trong nháy mắt, phản phất chạm đến một thế giới hoàn toàn mới cùng đại môn, linh hồn được đến nhanh chóng tẩm bổ, vô số hỗn độn chi khí, dũng lại đây, thân thể cũng bay nhanh tăng lên. Phía trước chỉ có hấp thu linh lực, mới có thể tiến bộ, mà hiện tại không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, cho dù là đối phương thanh quan, đều có thể vì ta sở hữu, tuy hai mà một, ngươi. Tàn những người không nghĩ tới, chính mình toàn lực công kích, không những không đem này chém giết, ngược lại thành toàn hắn, khí qua qua. Gọi bậy, một tiếng gầm lên, lại lần nữa công kích xuống dưới, ngươi oán hận cao cao tại thượng đế quân, không ở không gian loạn lưu trung cứu chính mình, là tình cảm thấy từng là ta người hầu, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng cường đại hơn, đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế được ngươi, ngươi lại như thế nào thắng đến quá ta, không bị ta khống chế, đạm đạm cười, trương Huyền thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng một trảo, nguyên bản tung hoành vô địch tàn những người, đã bị vô số tình cảm dây nhỏ, giam cầm ở bên nhau bó tay bó chân, vô pháp nhúc nhích, chỉ cần có tình, liền phải bị hắn sử dụng, bị hắn khống chế. Ngươi, tàn những người trong mắt tràn đầy sợ hãi, trương sư, ta là ngươi người hầu, đừng giết ta. Ta nguyện ý linh hồn hiến tế, hiện tại lại nói này đó, đã chậm. Hơi hơi mỉm cười, trương huyền lắc lắc đầu, khống chế thiên hạ chi tình, người hầu linh tinh đối với hắn tới nói, đã không bất luận cái gì ý nghĩa, giết thần cấp nhiều người như vậy, bị thương chính mình bạn gái, lạc thất thất cùng với nhiều như vậy bằng hữu, hôm nay, lại sao có thể khoan thứ, không, cảm nhận được hắn quả quyết, tàn những người đồng tử co rút lại, giọng nói chưa kết thúc, lập tức cảm thấy trên người một trận kịch liệt đau đớn, phanh, trong nháy mắt gian, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rót dũng, phía trước, triều tịch hải cắn nuốt rất sở hữu lực lượng, lúc này toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về, đã khô kiệt hoang dã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ này như vậy liền giết vân ly đại đế bất tử đế quân linh lung tiên tử a à đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được vừa rồi bọn họ cùng tàn những người đã giao thủ biết đáng sợ như vậy cường đại người thế nhưng tùy tay hủy diệt vị này trương huyền rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi chẳng lẽ đế quân phía trên thật sự còn có mặt khác cảnh giới hắn thành công khổng sư cùng lạc nhược hy buông ra siết chặt nắm tay đây là thiên đạo một bộ phận, ta đây hiện tại liền trả lại thiên đạo, nhìn đến vừa rồi từ chính mình trong cơ thể, bị tách ra tới, thiên đạo có thiếu, như cũ ở không trung huyền phù, trương huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra, ông, từ trọng sinh liền cùng với hắn thư viện, ầm ầm được khảm ở thần giới không trung phía trên, đại trung minh vang, không ngừng hỏng mất thần giới, mắt thường có thể thấy được thông thả khôi phục, hỗn loạn dòng khí, cũng một lần nữa tụ lại lên, sụp đổ thần giới, rốt cuộc ngừng lại khô khốc linh khí cũng cùng với tàn những người tử vong chậm rãi sống lại xem ra thần giới muốn một lần nữa nên đón linh khí sống lại thời đại trương huyền cười triều tịch hải lỗ thủng cùng với thiên đạo bổ toàn đã khôi phục thần giới khôi phục trước kia rầm rộ chỉ là vấn đề thời gian trương huyền bên này mới vừa làm xong này đó trong đầu vang lên một thanh âm trương huyền sửng sốt một chút một bước bước ra này một bước không biết bay rất xa ngay sau đó nhìn đến một thanh niên đứng ở trước mặt đúng là phía trước truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia tiền bối ngươi nhìn đến là hắn trương huyền sửng sốt phía trước liền cảm thấy vị này sâu không lường được hiện tại mới phát hiện so với chính mình cũng chỉ kém một tia mà thôi đã là đạt tới đế quân nhất đỉnh so với phía trước lạc nhược hy đều cường đại không biết nhiều ít thẳng hô tên của ta có thể ta kêu nhiếp đồng thanh niên trên người tản mát ra thẳng tiếng không lùi kiếm ý, nhàn nhạt nói, nhiếp đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, cùng ta tới, mà ngươi thấy ca ca ta. Gọi là nhiếp đồng thanh niên nhuễn miệng cười, về phía trước cất bước mà ra, Trương Huyền theo sát ở sau người, không biết bay rất xa, ở một cái ngọn núi trước ngừng lại, ngay sau đó thấy được một cái khác thanh niên, dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai hàng lông mày dơ lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể nhìn thấu cảm giác, này thực lực. Trương Huyền rung lên, trước mắt vị này thanh niên thực lực, thế nhưng so với hắn còn phải cường đại, đồng dạng đột phá đế quân gông cùng xiền xích, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa dày nặng, tại hạ, nhiếp vân. Thanh niên đạm đạm cười, nhìn lại đây, cũng chính là nhiếp linh tê, ngươi trong miệng lạc nhược hy phụ thân, nhược hy phụ thân, Trương Huyền chấn động, ngươi là thần giới thiên đạo. Phía trước Lạc Nhược Hy nói qua, chính mình phụ thân, là thiên đạo, như thế nào đều không thể tưởng được, là như thế này một người tuổi trẻ người. Ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn, biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này, là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể. Nhíp Vân đạm đạm cười, Trương Huyền không thể tin được, thần giới thế nhưng là trước mắt người này sáng tạo, kia thực lực của hắn, nên có bao nhiêu cường, không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo ngươi lại là thiên đạo vì sao tùy ý tàn những người tàn sát bừa bãi mà không ra tay trương huyền nhìn qua nếu không phải chính mình đột phá thần giới vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ vì sao trước mắt người này mặc kệ không hỏi thậm chí liền nữ nhi sinh tử đều quan tâm không trả lời hắn vấn đề nhiếp vân nhàn nhạt nhìn qua ngươi cho rằng thần giới phía trên còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao này trương huyền tạm dừng một chút hẳn là có đi tuy rằng chưa thấy qua nhưng nếu hắn có thể tu luyện đến loại này cảnh giới có lẽ những người khác cũng có thể thậm chí càng cường thật giống như trước mắt vị này ta từng hoài nghi thần giới phía trên sẽ có càng cường đại sinh mệnh cho nên dùng hết toàn lực nhìn trộm cuối cùng đưa tới càng cao thế giới phản vệ một cái bàn tay phá không mà xuống nhiếp vân nhìn qua lúc ấy nếu ta trốn tránh vô cùng có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị mạc bình không còn có nửa cái sinh mệnh. Cho nên, chặn lại chiêu này, nhưng cũng bởi vậy, hóa thân thiên đạo bị phân liệt đi ra ngoài. Loại tình huống này, ta tưởng khôi phục, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, nhưng... Ta minh bạch, muốn chân chính siêu thoát thần giới công cùng xiền xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới ở ngoài, lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được, cho nên, muốn nhìn xem, có hay không sinh mệnh, có thể đột phá đế quân gông cùng xiền xích, đạt tới cùng ta bình tề nông nổi, cho nên, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm, đưa đến tầng chót nhất thế giới. Phân biệt ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái không thuộc về thế giới này linh hồn. Mà ngươi, cuối cùng không làm ta thất vọng, nhiếp vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua, cũng là vì ngươi. Trương Huyền trong lòng chấn động, khó trách, có thể xuyên qua lại đây, không nghĩ tới đều là trước mắt vị này việc làm, ha hả. Nhíp Vân nhẹ nhàng cười, nói, bản thân thuộc về thế giới này, liền có đối thế giới kính sợ, muốn đột phá thế giới gông cùng xiền xích, khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, ta cũng là tâm niệm vừa động, cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể thành công, ta. Trương Huyền sắc mặt đỏ lên, nếu không phải khổng sư, ta căn bản không có khả năng đạt tới loại tình trạng này, không có khổng sư vô tư phụng hiến, muốn đạt tới hiện tại cảnh giới, căn bản không có khả năng làm được, cơ hội ta cho hắn, không nắm chắc được mà thôi. Cùng Linh Tê so đấu, kỳ thật chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội, đáng tiếc, hắn lựa chọn tránh lui, cho rằng chính mình để lại chuẩn bị ở sau, có thể toàn thân mà lui, trên thực tế lại là mất đi dũng mãnh tinh tiến, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu liền điểm này tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể cùng chi chống lại, nhiếp vân nói, trương huyền trầm mặt không nói lúc ấy hai người chiến đấu hắn đều xem ở trong mắt khổng sư đích xác ở quả quyết thượng có chút thiếu thỏa cũng có khả năng hắn không muốn chém vết lạc nhược hy đi đáng tiếc liền này nhất niệm chi gian bỏ lỡ thăng cấp cơ hội nếu khổng sư thắng lợi nhược hy liền sẽ chết một lát sau trương huyền nhìn qua lông mày nhăn lại chẳng lẽ trước mắt vị này liền nữ nhi sinh tử đều mặc kệ có ta ở đây nàng sẽ không chết nhiếp vân đạm đạm cười người hiện tại thực lực cùng ta cũng không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy hai người thực lực, sống chết trước mắt, muốn cứu người, có thể làm được hay không, này. Trương Huyền cười khổ, đột phá đế quân, cùng đế quân, là hai khái niệm, nếu hắn thật sự nguyện ý ra tay, đích xác có thể ở cuối cùng thời điểm đem người cứu, hơn nữa bảo đảm, một chút thương đều chịu không nổi, Linh Tê, là ta một cái khác thê tử lạc khuynh thành sở sinh, cho nên nàng ngụy trang tên, họ là. Vì có thể làm nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính đến bây giờ vẫn luôn cho rằng ta còn lâm vào hôn mê nhiếp vân cười khổ một tiếng ta cái này cha cũng coi như làm được đủ tàn nhẫn như vậy đi chuyện này vẫn là ngươi cùng nàng giải thích đi rốt cuộc nàng hiện tại tâm tư đã chuyển dời đến trên người của ngươi ta cái này lão cha phỏng chừng đều nhớ không nổi ha ha ta tạm thời liền không xuất hiện tránh né thượng một đoạn thời gian lại nói bằng không thật sợ nàng nháo đến long trời lỡ đất, nhìn đến trước mắt vị này như thế không đáng tin cậy lão cha, da mặt vừa kéo, Trương Huyền đành phải đáp ứng, hảo đi, không đáp ứng cũng không có biện pháp, ai làm chính mình bắt cóc nhân gia nữ nhi, thiên đạo thư viện, là ta một đạo ý niệm biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiền xích, ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực, đột phá gông cùng xiền xích, thuyết minh năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm phụ thân, cũng coi như vui mừng. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 844 không phải nói cốt cùng nhau chờ ta sao, ra ra là cái gì gì ứng sao, Khương quản nghĩ đến bình an nho nhỏ bộ dáng, rốt cuộc không nhẫn tâm, y giả nhân tâm, nàng có thể cùng đại nhân so đo, nhưng tiểu hài tử là vô tội, hẳn là ăn bánh hạt đào, đào nương ấy nấy rũ đầu, Khương cô nương, ta biết ta không tư cách cầu ngài, nhưng bình an còn như vậy tiểu, cầu ngài cứu cứu hắn, nhìn ra được tới, nàng là thiệt tình yêu thương bình an, chân một loan liền phải quỳ xuống, bị Khương quản tay mắt lanh lẹ tránh đi, ngươi lên, Khương cô nương, là ta không nên si tâm vọng tưởng, bình an là vô tội, đào nương cho rằng Khương quản cuối cùng vẫn là để ý nàng cùng Khương Thiệu Văn ở bên nhau, nàng đầy mặt nước mắt, nghiêm đại phu, ngươi thiếu dược liệu ta mặc dù cho ngươi, ngươi chế tác còn cần thời gian các ngươi nếu tín nhiệm ta nói ta này có khẩu phục dược còn có sát thuốc bôi cầm đi cho hắn dùng khương quản vào nhà nương hộp y tế che giấu từ không gian lấy ra dị ứng dược quyền quyết định giao cho đào nương khương cô nương y thuật cao minh ngươi có thể thử xem nghiêm đại phu là thiệt tình thực lòng cấp đào nương kiến nghị đào nương lại cho rằng hắn không hỗ trợ xem bệnh cũng không còn cách nào khác đa tạ khương cô nương ta đây liền lấy về đi thử thử nàng trong lòng hơi hơi có chút bồn chồn Khương Cô Nương xem cũng chưa xem liền lấy dược, thật sự có hiệu quả sao? Nhưng mà lúc này đã là đêm khuya, trừ bỏ bọn họ, Đào Nương không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Nàng vừa đi, Nghiêm Đại Phu liền nhịn không được lắc đầu, nàng một lòng chỉ lo Nghiêm Đại Nhân. Bình An đứa nhỏ này ở trong phòng sắp ngất mới bị phát hiện, may mắn ta đi kịp thời, bằng không đứa nhỏ này thế nào cũng phải lưu lại di chứng. Hắn dùng ngân châm đánh thức Bình An, tuy rằng khó chịu, tốt xấu sẽ không xảy ra chuyện, còn làm phiền nghiêm đại phu tốn nhiều lo lắng, con trẻ vô tội, khương quản giữa mày nhíu lại, tiếp đón nghiêm đại phu một câu, nghiêm sống lại hiểu rõ gật đầu, yên tâm, đêm nay ta sẽ chặt chẽ chú ý hài tử tình huống, khương cô nương ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ân, tiễn đi nghiêm sống lại, khương quản trở lại không gian, tống cửu uyên đã rửa mặt xong, xem nàng biểu tình nghiêm túc, liền biết bên ngoài đã xảy ra sự tình, làm sao vậy, hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy khương quản, cầm để ở nàng phát đỉnh, còn có thể nghe đến nàng ngọn tóc nhàn nhạt thanh hương. Khương Quảng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, ta xem nàng không phải thực tin tưởng ta, nhưng ngươi vẫn là cho nàng. Tống cửu viên than nhẹ một câu, quảng quảng, ngươi luôn là như vậy thiện lương, bình an vẫn là cái hài tử, lại nói ta căn bản là không thèm để ý người khác tin hay không ta. Khương Quảng thực mau liền điều chỉnh tốt phức tạp cảm xúc, có chút mỏi mệt ngáp một cái, ta mệt nhọc, ta đây ôm ngươi đi nghỉ ngơi, gờ bờ, gờ tống cử uyên không lưng đem người bế lên khương quản theo bản năng vòng lấy hắn cổ hắn cất bước mang theo nàng vào nhà theo sau mềm nhẹ đem nàng đặt ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi hắn cởi xuống trên người áo ngoài ăn mặc chỉnh tề nằm ở khương quản bên cạnh người không gian độ ấm là nhiệt độ ổn định cũng không tồn tại lạnh hay không ân ừ. khương quản lên tiếng bị tống cử uyên ôm vào trong lòng hô hấp giao triền nàng không nhịn xuống một phen ấn xuống tống cửu uyên hung hăng hôn một đốn thẳng đến hắn đuôi mắt phím phấn hồng, nàng mới vừa lòng dùng lòng bàn tay vất quá hắn môi, hiện tại tâm tình khá hơn nhiều, tống cửu uyên, hắn xoay người hóa khách là chủ, chính là quảng quảng, ta còn không có ăn no, ân, khương quảng nỉ non bị hắn lấp kín, hắn bàn tay gắt gao chế trụ nàng vòng eo, mang theo một cổ tử bá đạo hương vị, tống cửu uyên, khương quảng bị thân cả người đều mơ hồ, nàng tức giận ở tống cửu uyên bên hông ninh một phen, quảng quảng, ngươi phải học được hô hấp tống cửu uyên cố tình còn nói làm giận nói khí khương Quảng nhịn không được nhẹ nhàng đấm hắn Quảng quảng. ngươi còn có thể lại dùng lực một ít này nói cái gì hổ lan chi từ khương Quảng khí trái tim không nghe chính mình sai sử hai người ở trên giường lăn cái qua lại nháo nháo khương quản phục cười ra tiếng tống cửu uyên ngươi cố ý đậu ta có phải hay không không dám nương tử tống cửu uyên cái này con người rắn rỏi cư nhiên cũng sẽ chơi bảo đậu nàng vui vẻ khương quản trong lòng cảm động không được nàng lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười, Tống Cửu Uyên, chúng ta hồi Cửu Châu thành thân đi. Hảo, Tống Cửu Uyên chờ giờ khắc này chờ lâu lắm, nghe được Khương Hoảng chủ động nhắc tới, khóe miệng ức chế không được dơ lên, bởi vì ngày mai muốn xuất phát, bọn họ cũng không lại làm ầm ĩ, chỉ là ôm nhau mà ngủ, không gian thời gian càng dài một ít, Khương Hoảng ngủ no rồi lên lại bào chế chút thuốc viên dự phòng, mà lúc này Đào Nương hòa bình an trong phòng, Đào Nương nhìn bình an cả người nổi lên bệnh sởi, nương, Bình An không có việc gì, Bình An còn tuổi nhỏ hiểu chuyện làm người đau lòng, đào nương chịu đựng lệ ý, Bình An, ngươi uống trước dược, nếu là lại không tốt, nương mang ngươi đi đi ra ngoài tìm đại phu, nàng hạ quyết tâm, nếu là Bình An không chuyển biến tốt đẹp, liền đi y quán tìm đại phu, hảo, Bình An mơ mơ màng màng uống xong đào nương uy dược, đào nương lại lấy ra thuốc mỡ một chút bôi trên Bình An bối thượng, thuốc mỡ mát lạnh, sát ở trên người Bình An cảm thấy kia sợi ngứa ý không như vậy rõ ràng. Hắn đối Đào Nương nói: "Nương, ta cảm giác khá hơn nhiều, dược hiệu quả nào có tốt như vậy, lại không phải tiên đan." Đào Nương xem Bình An còn có tâm tình trấn an tâm tình của mình, tức khắc càng thêm đau lòng, nàng dùng lòng bàn tay một chút thế hắn xoa thuốc mỡ, lần đầu hoài nghi quyết định của chính mình hay không chính xác, Bình An còn như vậy tiểu, mang theo hắn lên đường thật là sáng suốt sự tình sao? Đêm nay Đào Nương không dám ngủ, nàng ôm gối đầu ngồi ở Bình An bên cạnh người, sợ Bình An ra vấn đề nhưng mà này dược hiệu quả thật sự không tồi. Phía trước còn ngứa ngủ không được bình an dần dần ngủ say, còn vang lên vững vàng tiếng hít thở, đào nương bật lửa dầu hỏa đèn, cẩn thận quan sát bình an trên người hồng bệnh sởi, quả nhiên tiêu tán không ít, Khương cô nương y thuật thật sự rất cao minh sao, đào nương phỉ nhổ chính mình hoài nghi Khương ngoãn y thuật, có lẽ đem Khương thiệu văn giao cho nàng là cái sáng suốt lựa chọn, Khương ngoãn cũng không biết đào nương trợn mắt ngồi vào hừng đông, sáng sớm lên, nàng cùng tống cửu biên đóng gói hảo sở hữu hành lý tống dịch cũng thay khương thiệu văn thu thập hảo khương thiệu văn tinh thần đầu thoạt nhìn thực không tồi cả người mặt mày hồng hào khương quản an bài bọn họ một nhà ngồi mặt sau xe ngựa xuất phát trước đào nương tìm được khương quản khương cô nương cảm ơn ngươi dược bình an khá hơn nhiều hữu hiệu là được khương Quảng ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa an an tỉnh tỉnh bình an đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện thực xin lỗi khương cô nương ta phía trước còn hoài nghi ngươi y thuật. Đào nương tuy rằng cảm thấy những lời này khó có thể mở miệng, rồi lại cảm thấy cần thiết tìm Khương Quảng xin lỗi, không quan hệ. Khương Quảng là thật sự đã thấy ra, không tín nhiệm ta y thuật lại không ngừng ngươi một cái, ngươi hảo hảo chiếu cố Khương Thiệu Văn, hắn là cha ngươi. Đào nương cảm thấy Khương Quảng thẳng hô đối phương tên không quá lễ phép, Khương Quảng đang muốn há mồm, từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến, theo sau phục linh hình bóng quen thuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nàng từ trên ngựa nhảy xuống tới, tiểu sư thúc, không phải nói tốt chờ ta sao, chương 845 ngươi phía trước không phải không đồng ý sao, sự tình xong xuôi lạp, ta nghĩ ngươi muốn cùng cha mẹ ngươi về nhà, liền lưu lại trình cẩm chờ ngươi, Khương Quảng chỉ chỉ khách điếm trình cẩm, thấy Phục Linh, trình cẩm bay nhanh chạy ra, Phục Linh, ngươi cuối cùng tới, hắn duỗi đầu ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên a à, cách đó không xa phó gia xe ngựa từ xa tới gần, hiển nhiên cùng Phục Linh cùng nhau lại đây, Phục Linh giải thích nói, nơi này khoảng cách dược vương cốc cũng không tính xa ta cha mẹ nói muốn đi cảm tạ sư phó của ta thu lưu ta nàng nói đè thấp thanh âm nói tiểu sư thúc ta nương thân thể ngươi cũng biết đến chậm rãi dưỡng dược vương cốc có không ít hảo dược liệu ta muốn đi tìm sư phó mua một ít cho ta nuôi dưỡng dưỡng thân thể xem ra trong khoảng thời gian này nàng cùng phó gia người ở trung thực không tồi liền xưng hô đều kêu như vậy thân thiết phục linh phục linh mang ta một cái trình cẩm vội vàng thò qua tới chen vào nói lời này mới vừa nói xong phó đến cũng xuống ngựa hắn ánh mắt nghiêm túc phục linh lần này chúng ta muốn xử lý gia sự dẫn hắn không có phương tiện đi hắn đây là đối trình cẩm không phải thực vừa lòng tay trói gà không chặt căn bản bảo hộ không được muội muội ta lại không phải lần đầu tiên đi trình cẩm vội vàng phản bác đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía phục linh phục linh chịu không nổi hắn cái này ánh mắt tâm mềm nhũng không có việc gì sư phó của ta cũng nhận thức hắn đúng vậy sư phó đối ta nhưng hảo, trình cẩm cười hắc hắc, cố ý kích thích phó đến, khí phó đến khổ mà không nói nên lời, vừa mới nhận hồi muội muội hắn không nghĩ dọa chạy nàng, chỉ có thể chịu đựng bất đắc dĩ, Phục Linh mời Khương Quảng, tiểu sư thúc, ngươi còn chưa có đi quá chúng ta dược vương cốc, nếu không lúc này đây cùng nhau đi, sư phó cùng sư thúc đều tưởng ngươi thực, còn có A Quang Na các nàng, này, Khương Quảng có chút rối rắm, theo lý mà nói nàng xác thật nên đi một chuyến dược vương cốc. Trước cuộc nàng là Dược Vương Cốc người, nhưng nếu là đi Dược Vương Cốc, đi Cửu Châu không nhất định có thể đuổi kịp tân niên. Nàng do dự nhìn về phía Tống Cửu Uyên, nhìn ra nàng trong mắt dãy dùa, Tống Cửu Uyên cổ vũ, không quan hệ, chúng ta có thể đi trước Dược Vương Cốc, lại hồi Cửu Châu. Hắn bám vào Khương Quảng bên tai nói, Khương Đại Nhân thân thể cũng xác thật yêu cầu dưỡng một dưỡng, nghe nói Dược Vương Cốc khí hậu cùng ngoại giới không giống nhau, vừa lúc ta cũng muốn kiến thức kiến thức, cũng hảo, vậy cùng nhau đi. Khương Quảng lại lâm thời sửa lại hành trình, Phục Linh cùng Trình Cẩm đều thật cao hứng, Phó Nương Tử cùng Nguyên Nguyên cũng thập phần vui vẻ. Cứ như vậy, bọn họ liền không có thời gian tại đây đãi, Phó Mẫu cũng không có thời gian cùng La Nương Tử ôn chuyện, tỷ tỷ, đãi ngươi trở về chúng ta lại hảo hảo tán gẫu một chút. La Nương Tử rất xa nhìn theo bọn họ xe ngựa đi xa, Phục Linh có một đoạn thời gian không gặp, cùng Khương Quảng một hương một cái xe ngựa, Tống Cửu Viên ở bên ngoài cưỡi ngựa, Hiểu biết tìm về Khương Thiệu Văn về sau phát sinh sự tình, Phục Linh thần sắc nghiêm túc, tiểu sư thúc, ngươi cái này tình huống so với ta cái kia phức tạp, nàng cha mẹ không phải có tâm đánh mất nàng, cho nên Phục Linh ở cảm nhận được bọn họ thiệt tình về sau, liền hạ quyết tâm không hề trách bọn họ, nhưng tiểu sư thúc tình huống này phức tạp rất nhiều, người cũng còn không có khôi phục, đúng vậy, Khương Quảng buông tay, chúng ta sư điệt hai thật đúng là đồng bệnh tương liên, bất quá tao ngộ lại không giống nhau, vậy ngươi còn dẫn hắn dược vương cốc. Phục Linh nghĩ đến bên vực người mình sư phó cùng sư thúc, nhịn không được nói, bọn họ nếu là biết đó là cha ngươi, sợ là sẽ tạc mau, ta bỗng nhiên hối hận đáp ứng ngươi đi dược vương cốc, Khương Quảng tỏ vẻ đau đầu, kế tiếp thật đúng là đại hình tu la tràng, xe ngựa lộc cộc chạy, này đội ngũ cũng lớn mạnh thực, bên ngoài, phó đến cùng trình cẩm có chút không đối phó, ngươi cùng ta muội muội rốt cuộc là cái gì quan hệ, phó đến uy hiếp ánh mắt dừng ở trình cẩm trên người, trình cẩm cùng tống cửu biên dựa gần, nhỏ giọng nói, huynh đệ, giúp ta một phen, chính ngươi đại cửu tử chính ngươi thu phục, tống cửu uyên thường thường xem một cái xe ngựa, nói thật hắn vẫn là có chút lo lắng, khương ngoãn cảm xúc, trình cẩm ai tháng một câu, tống cửu uyên ngươi cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa, ngươi không nặng sắc nhẹ hữu, tống cửu uyên liếc xéo hắn một cái, là ai đuổi theo phục linh nơi nơi chạy, trình cẩm, hắn bỗng nhiên kiên cường nhìn về phía phó đến, chính là ngươi tưởng cái loại này quan hệ, phó đến, trong tay kiếm ngạnh, hắn banh mặt, ngươi cùng Phục Linh không thích hợp, nơi nào không thích hợp, trình cẩm không phục, chúng ta ở chung khá tốt, ngươi nói không thích hợp liền không thích hợp, ngươi có thể cho Phục Linh cái gì, phó đến cùng Phục Linh ở chung sự tình không nhiều lắm, nhưng cũng biết muội muội đặc biệt có bản lĩnh, nàng sẽ không ở nơi nào đó dừng lại, nàng muốn hành tẩu giang hồ, nhưng trình cẩm này tiểu bạch kiểm cũng sẽ không công phu, không chừng còn muốn muội muội bảo hộ, thời khắc mấu chốt còn sẽ liên lụy muội muội ta có thể cho nàng độc nhất vô nhị quan ái, trình cẩm kiêu ngạo ngẩn cổ, ta ái Phục Linh, vĩnh viễn chỉ ái nàng một người, hắn thanh âm không nhỏ, trong xe ngựa Phục Linh bị hắn náo loạn cái đỏ thẩm mặt, người này miệng không cá biệt môn, cái gì đều nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào, Khương Quảng khóe miệng mạng tươi cười, nhìn ra được tới, Phục Linh đã hoàn toàn chôn quá từ trước khảm, hai người sợ là ly thành thân không xa, quả nhiên, Phục Linh kia trương thanh lãnh trên mặt nhiễm màu đỏ, nàng thấp giọng nói, Tiểu sư thúc, ngươi cùng sư cha còn không có bổ làm hôn lễ đâu, ta đương sư điệp không nóng nảy, sư tỷ, ngươi thật tính toán cùng hắn ở bên nhau a, à, trương gỗ trong mắt, nàng sư tỷ đáng giá trên thế giới tốt nhất nam tử, Trình Cẩm Sát thật không tính xuất sắc, hắn không học vấn không nghề nghiệp, đã không có công danh, cũng không có gì lấy đến ra tay đồ vật. Ân, ừ, Phục Linh dùng sức gật gật đầu, hắn sát thật không có gì bản lĩnh, nhưng cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, ta vui vẻ, đối với Phục Linh tới nói trình cẩm cho nàng cung cấp cảm xúc giá trị là mặt khác đều so ra kém bạc nàng sẽ chính mình kiếm nghĩ muốn cái gì nàng có thể chính mình đi đạt được một hương ngươi còn nhỏ không hiểu tình yêu khương quản phục vui vẻ thích một người a à, có đôi khi căn bản không có cái gì đạo lý đáng nói chính là nhìn hắn vui vẻ cùng hắn ở bên nhau vui vẻ không thấy được sẽ tưởng niệm bên ngoài trình cẩm cùng phó đến hai người xảo lên bên trong phục linh bị khương quản treo gẹo mặt đỏ tai hồng mặt khác một chiếc xe ngựa phó mẫu lặng lẽ xốc lên xe ngựa mành nghe thấy phó đến cùng trình cẩm nói nàng trong mắt hiện ra một mặt ý cười phó phụ mặc danh nhìn thoáng qua cửa sổ nghi hoặc hỏi nương tử ngươi cười cái gì cười có người thiệt tình để ý chúng ta phục linh phó mẫu nói xong đáy mắt lại hiện ra một mặt u sầu đứa nhỏ này vừa mới tìm ra không chừng liền phải xuất giá ta này trong lòng khó chịu a à. bất quá chỉ cần phục linh vui vẻ ta cái gì đều theo nàng ngươi phía trước không phải không đồng ý sao Phó phụ có chút mê hoặc, nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ như thế nào nhanh như vậy, hắn đều ở trong lòng cấp phục linh tìm kiếm vài cái thanh niên tài tuấn lạp, ta không đồng ý có biện pháp nào. Phó mẫu lại liếc mắt một cái phục linh xe ngựa, ngươi cô nương thích nha, chỉ cần nàng vui vẻ, chúng ta cho nàng lật tẩy. Ngươi quay đầu lại hỏi thăm hỏi thăm trình công tử gia cảnh, trong lòng cũng hảo có cái đế, chương 846 ngươi có thể hỗ trợ khuyên nhủ cha sao. Phục Linh không biết người trong nhà cũng bởi vì nàng hôn sự rầu thúi ruột, nàng ở trên xe ngựa cùng Khương Hoảng thảo luận phó mẫu bệnh tình. Ngươi nương đây là tích tụ với tâm, hiện giờ tìm được ngươi, bệnh cũng coi như hảo hơn phân nữa. Khương Hoảng phía trước cấp phó mẫu xem qua khám, kỳ thật nàng là có chút hâm mộ Phục Linh, ít nhất nàng nương còn ở, mà nàng nương đã sớm thành một đống bạch cốt, là, nhưng ta thật vất vả tìm được nàng, muốn đem thân thể của nàng điều dưỡng hảo, hy vọng nàng có thể nhiều bồi ta rất nhiều năm. Phục Linh chưa bao giờ là một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm người, như vậy biến hóa làm Khương Quảng kinh ngạc cảm thán ta này có một cái phương thuốc, ngươi châm trước châm trước muốn hay không cho nàng dùng, Khương Quảng viết xuống một cái phương thuốc đưa cho Phục Linh, sở cần dược liệu có chút trân quý, điều dưỡng khí huyết hiệu quả lại cực hảo, Phục Linh nhìn kỹ, đầy mặt kinh ngạc cảm thán này phương thuốc dược sắc thật khó tìm, bất quá ta nhớ rõ dược vương cốc có mấy vị, còn lại ta lại đi cẩn thận tìm tìm, tổng có thể tìm thấy, lo lắng, Khương quảng vỗ vỗ Phục Linh vai, xe ngựa lão đảo lắc lư hành tẩu một cái lớn hơn ngọ, đã nhiều ngày thiên lãnh lợi hại, Khương Quảng cùng một hương cùng nhau ngao không ít trà gừng trang ở túi nước, đông lạnh lợi hại thời điểm có thể uống điểm trà gừng ấm áp bụng, giữa trưa nửa đường nghỉ ngơi chỉnh đốn, Khương Quảng mắt sắc phát hiện bình an cùng nguyên nguyên chơi ở một khối, đều là hài tử, tuy rằng tuổi không giống nhau, lại càng thân cận một ít, đào nương như củ tận tâm tận lực hầu hạ Khương Thiệu Văn, cho hắn bưng trà đổ nước, người ngoài đều có thể thấy nàng dụng tâm nhưng mà khương thiệu văn lại không thế nào cảm kích hắn banh mặt ngữ khí lại có chút đạm mạc đào nương vất vả ngươi nhưng ngươi không phải ta hạ nhân này đó ta đều có thể chính mình tới tuy rằng hắn còn ngồi xe lăn nhưng đồ vật trên xe ngựa đều có hắn tổng không thể cùng phế nhân giống nhau trước kia ta đều là như vậy chiếu cố ngươi đào nương lại đỏ mắt này động bất động liền lưu nước mắt nhưng thật ra cùng tống đại nương tử có chút tương tự thực xin lỗi ta có chút không quá thích ứng Khương Thiệu Văn thật cẩn thận liếc mắt một cái cách đó không xa Khương Quảng, cảm nhận được hắn tầm mắt, Khương Quảng giữa mày nhíu lại, tỷ tỷ, đúng lúc này, cùng Nguyên Nguyên chơi trong chốc lát bình an bỗng nhiên đi vào bọn họ trước mặt, ngươi hảo chút sao, Khương Quảng ngữ khí ôn nhu vài phần, bình an là cái hiểu chuyện tiểu hài tử, nàng rất thích hắn, cảm ơn tỷ tỷ, ta hảo rất nhiều, bình an có điểm sợ hãi ngồi ở Khương Quảng bên cạnh Tống Cửu Uyên, Khương Quảng nhẹ nhàng chạm chạm hắn khuỷu tay, ngươi đừng bản cái mặt quái dọa người, ta không có, tống cửu viên ủy khuất, chỉ là hắn không cười thời điểm thoạt nhìn nghiêm túc, hắn mới không có nhầm vào tiểu hài tử, tỷ tỷ, ta nương thật sự thực thích cha, bình an rũ đầu, thanh âm yếu ớt tiếng mũi, mấy ngày nay ta nương mỗi ngày buổi tối đều khóc, hắn tuổi tác tiểu, không hiểu quá nhiều, chỉ biết cha bởi vì khương tỷ tỷ xa cách nương, hắn ngưỡng thiên chân khuôn mặt nhỏ, bộ dáng nghiêm túc, tỷ tỷ, ngươi có thể hỗ trợ khuyên nhủ cha sao, đứa nhỏ ngốc. Khương Quảng giơ tay nhẹ nhàng xoa hắn phát đỉnh, ngươi vẫn là tiểu hài tử, đại nhân sự tình đại nhân chính mình sẽ xử lý. Khương Thiệu Văn chỉ là còn không có nhận rõ chính mình nội tâm, cũng sợ hãi nàng sinh khí, nàng cũng không tính toán quản bọn họ chuyện tình cảm, làm nàng đi tác hợp chính mình cha cùng nữ nhân khác ở bên nhau, nàng làm không được. Cách đó không xa đào nương đang ở giúp một hương chuẩn bị cơm trưa, còn có phó nương tử, nương khóc, bình an đau lòng đào nương, Khương Quảng có thể lý giải, nhưng nàng không có kinh nghiệm khuyên tiểu hài tử nha. Nàng cầu cứu dường như nhìn về phía Tống Cửu Uyên, Tống Cửu Uyên bất đắc dĩ bật cười, ôm thanh đối Bình An nói, Bình An, ngươi nhiều bồi bồi ngươi nương hoặc là cha ngươi, nàng liền vui vẻ, thật vậy chăng, Bình An cái hiểu cái không, mắt to lại dừng ở cách đó không xa Khương Thiệu xăm bình thường, cha giống như không thế nào thích ta, không thể nào, Khương Quảng cười giải thích, ta hiện tại tự cấp cha ngươi trị chân, cho nên hắn chân không thoải mái, hắn không phải không thích ngươi, chỉ là quá khó tiếp thu rồi, cảm ơn tỷ tỷ bị cổ vũ bình an dùng sức gật đầu, theo sau thật cẩn thận hướng tới Khương Thiệu Văn đi qua đi, cha, bình an, Khương Thiệu Văn cũng từng thiệt tình đem bình an trở thành chính mình hài tử, hắn ngữ khí nhu hòa, nghe người nương nói đêm qua nổi lên bệnh sởi, hảo chút sao, đều được rồi, bị cha quan tâm, bình an khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai tròng mắt tràn đầy nho mộ, Khương Quảng xa xa nhìn, bỗng nhiên tâm sinh không đành lòng, tống cửu uyên, ngươi nói ta có phải hay không làm có chút quá mức quảng quản chỉ chính là cái gì tống cử Viên đem mới vừa nướng tốt bánh đưa cho nàng lý trí nói ngươi không có làm sai cái gì ngươi thậm chí đều không có ngăn trở bọn họ ở bên nhau là chính hắn không nghĩ ra này hết thảy cùng ngươi không có quan hệ hắn cô nương luôn là quá thiện lương ta đều hiểu khương quản dịch khai tầm mắt không thấy khương thiệu văn bọn họ từ hắn xuất hiện về sau khương quản cảm giác đều không giống nàng chính mình nàng trở nên đa sầu đa cảm một ít uống điểm canh tống cửu uyên đem ôm tốt canh thịt dê đưa cho khương Quảng, ấm áp dạ dày bộ tức khắc thoải mái đào nương bưng canh đưa đến khương thiệu văn trước mặt có lẽ là bởi vì bình an ở hắn không lại cự tuyệt chỉ là ôm thanh nói bình an ngươi cũng nhanh ăn đi cảm ơn cha bình an xem cha mẹ lại khôi phục ngày xưa bộ dáng cười lộ ra tám cái răng một nhà ba người hài hòa lại hạnh phúc khương Quảng trong lòng sáp sáp không thấy bọn họ nương bỗng nhiên cách đó không xa nguyên nguyên hét lên một tiếng, tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đang ở cùng phó mẫu nói chuyện phím Phục Linh cũng nhìn thấy, tự hồ là phó nương tử không thoải mái, dọa tới rồi nguyên nguyên. Nương tử, làm sao vậy? Phó đến vội vàng đỡ lấy sắc mặt trắng bệch phó nương tử. Khương Quảng xem tình huống không đúng, chạy nhanh đối Phục Linh nói, ngươi mau đi xem một chút ngươi tẩu tử, nương, ngươi đừng lộn xộn, có ta ở đây. Phục Linh chạy thật mau, Khương Quảng chậm rãi uống một ngụm canh thịt dê, mắt thấy phó đến đem phó nương tử bế lên xe ngựa, có phục linh ở nàng là yên tâm, cho nên dùng xong cơm trưa về sau, các nàng giúp đỡ một hương đem da hỏa cái đều thu lên, không trong chốc lát phục linh sắc mặt trầm trọng từ trên xe ngựa xuống dưới, phó mẫu ngẩn ra phục linh, người tẩu tử làm sao vậy nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệt thật vất vả tìm nữ nhi con dâu nhưng đừng xảy ra chuyện tẩu tử nàng, phục linh thở dài mang thai, này vốn là chuyện tốt nhưng hiện tại tình huống có chút phức tạp, Khương Quảng hiểu biết nàng, xem nàng thần sắc không có một tia vui sướng, liền minh bạch sự tình sợ còn có kỳ quặc mang thai, phó mẫu đáy lòng ưu thương bị xua đuổi đi, đại đại nhẹ nhàng thở ra, đây chính là chuyện tốt a, à, là thêm nhân khẩu là chuyện tốt, phó phụ cũng kích động nói, ta và ngươi nương tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi, hiện giờ trong nhà lại muốn thêm nhân khẩu, đều là phục linh ngươi mang về tới hảo phúc khí ta còn chưa nói xong. Phục Linh nhìn lướt qua từ trên xe ngựa xuống dưới phó đến, ngoan hạ tâm nói ra làm cho bọn họ lo lắng nói. Vê đúc, gòn, rờ gờ, tẩu tử này một đường sợ là sốc nảy chút, này thai tương không quá ổn, có đẻ non dấu hiệu, nàng có chút ấy nấy, đều là bởi vì tìm nàng, tẩu tử mới có thể như thế. Chương 847 đứa nhỏ này lưu không được, cái gì? Này! Khi này như thế nào cho phải, phó mẫu cấp hoang mang lo sợ, vội không ngừng nhìn về phía tướng công cùng nhi tử. Gò, gờ, phó phụ cũng biến sắc, trong lúc nhất thời cũng sinh ấy nấy, phó đến cầu xin nhìn về phía phục linh, muội muội, ngươi tẩu tử thực thích hài tử, hắn thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, nếu đứa nhỏ này thật sự giữ không nổi, cầu ngươi giữ được thân thể của nàng, nhìn ra được tới, phó đến cùng phó nương tử tình cảm thâm hậu, thời khắc mấu chốt nghĩ đến là phó nương tử an nguy, ca ca yên tâm, ta sẽ tận lực, phục linh trấn an phó đến, lại trấn an cha mẹ nói: "Hiện giờ chúng ta đã ở nửa đường, nếu là làm tẩu tử dẹp đường hồi phủ, không cái đại phu trong chừng chúng ta cũng không yên tâm, vì nay chi kế chỉ có tiếp tục lên đường, ta sẽ nhiều trong chừng chút tẩu tử." "Hảo, vất vả ngươi, Phục Linh." Phó mẫu lôi kéo Phục Linh tay: "Việc này trách ta, là ta thế nào cũng phải kéo lên nàng cùng nhau tới tìm ngươi, sớm biết rằng ta nên làm nàng cùng Nguyên Nguyên ở trong phủ chờ chúng ta." cũng không đến mức. Đây là cố chấp phó mẫu lần đầu tiên thừa nhận chính mình sai rồi. Khương Oản trong lòng cảm khái không thôi. Là, trách chúng ta, phó phụ cũng liên tiếp gật đầu, mãn nhãn ấy nấy, phó đến há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào, muốn nói quái cha mẹ sao, hắn không trách, trách chỉ trách hắn không đủ kiên định, không có che chở chút nương tử, tiểu sư thúc, Phục Linh bước nhanh chạy chậm đến Khương Oản trước mặt, ta có chút lưỡng lự, ngươi có thể hay không cũng cho ta tẩu tử bắt mạch đại để bởi vì đây là nàng thân nhân nàng nổi lòng rối loạn khương quản tỏ vẻ lý giải gật đầu nói cũng hảo ta thấy ngươi trấn cửa ải cảm ơn tiểu sư thúc phục linh trong mắt đều là cảm động ngay cả bên cạnh quan tâm trình cẩm cũng chưa bận tâm bất quá trình cẩm có chừng mực hiện tại không phải tranh sủng thời điểm khách khí cái gì ta chính là ngươi sư thúc chiếu cố vãn bối là hẳn là khương quản cười nhạt thượng cách đó không xa xe ngựa nhìn Khương Quảng tự tin cười, Khương Thiệu Văn nhéo xe lăn tay hơi hơi nắm thật chặt, hắn rời đi mấy năm nay bỏ lỡ nữ nhi quá nhiều, Quảng Quảng tự hồ đã không cần hắn, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Khương Quảng thân ảnh, làm đào nương trong lòng phát sát, Khương cô nương như vậy ưu tú, nàng mẫu thân khẳng định cũng thực ưu tú đi, cũng khó trách khôi phục ký ức hắn xem đều không muốn lại liếc nhìn nàng một cái, đào nương đáy mắt hiện ra một mặt bi thiết, từ trước cho rằng dựa bình an có thể trói chặt hắn, hiện giờ xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Khương Hoảng nhưng không nghĩ tới Khương Thiệu Văn người một nhà ý tưởng, lên xe ngựa, nàng xem phó nương tử hoảng loạn lau khô nước mắt, Khương cô nương, tẩu tử, ta tiểu sư thúc y thuật lợi hại, làm nàng cho ngươi bắt mạch ổn thỏa một ít, Phục Linh cũng thoáng nhìn nàng lặng lẽ sát nước mắt động tác, đáy lòng vô cùng ấy nấy, ta tự nhiên là tin Khương cô nương, phó nương tử nỗ lực bài trừ một nụ cười, vương chính mình thủ đoạn cấp Khương Hoảng bắt mạch, bởi vì Khương Ngoãn đã cứu nguyên nguyên, cho nên phó nương tử đối Khương quản đặc biệt có hảo cảm, mới vừa sờ đến mạch, Khương quản liền nhận thấy được không thích hợp, nàng hơi hơi nhíu mày, lại cẩn thận sờ sờ, tiểu sư thúc, làm sao vậy, Phục Linh tức khắc có chút hoảng, hay là còn có nàng không thấy ra vấn đề. Hai người tức khắc trong lòng nóng nảy lên, Phục Linh, ngươi lại bắt mạch thử xem, Khương quản buông ra phó nương tử tay, tâm tình thập phần trầm trọng, nàng tại ý thức đánh thức hệ thống, hệ thống, ta muốn nhìn nàng bụng, chủ nhân, này không hợp quy củ, hệ thống ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, Khương Quảng một câu quốc túy, hệ thống liền thành thành thật thật làm theo, thực mau, phó nương tử bụng tình huống hiện ra ở Khương Quảng trong đầu, trong lòng suy đoán được đến khẳng định, Khương Quảng nhịn không được thở dài một tiếng, tiểu sư thúc, này mạch đập xác thật cùng bình thường hoặc mạch không giống nhau, Phục Linh cẩn thận trầm tư hồi lâu, mới vừa rồi ta chỉ lo tẩu tử thiếu chút nữa đẻ non, xem không đủ cẩn thận, ân. Khương Quảng ánh mắt dừng ở phó nương tử trên người, Muốn nói lại thôi, phó nương tử là cái thông tuệ, tự nhiên nhận thấy được Khương Quảng ánh mắt không đúng. Khương cô nương, các ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta chịu đựng được. Nàng cho rằng chính mình được cái gì bệnh bất trị, sau này nàng nguyên nguyên nhưng làm sao bây giờ nột. Tiểu sư thúc, chúng ta đi ra ngoài thảo luận đi. Phục Linh trong lòng còn có rất nhiều khó hiểu, Khương Quảng trong lòng cũng hiểu được. Hoặc mạch là mỗi cái đại phu đều có thể đem ra tới, nhưng thai ngoài tử cung lại không phải huống chi dược vương cốc phần lớn là nam tử đối với phụ khoa hiểu biết tự không bằng một ít nữ đại phu thấu triệt cho nên phục linh học không nhiều lắm không đem ra tới thai ngoài tử cung cũng bình thường hảo khương quản cũng chưa nghĩ ra như thế nào cùng phó nương tử giải thích trị liệu phương pháp nàng nhìn ra phó nương tử có chút khẩn trương rời đi trước trấn an nàng nói ta cùng phục linh đi thương lượng thương lượng trị liệu biện pháp ngươi chớ có quá lo lắng cảm ơn các ngươi phó nương tử trực giác không phải thực hảo lại vẫn là mỉm cười nhìn theo các nàng xuống xe ngựa. Hai người cùng nhau trở lại thuộc về các nàng trên xe ngựa, một hương tò mò, cũng theo tiếng vào. Tiểu sư thúc, ta trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy mạch tượng, thỉnh tiểu sư thúc chỉ giáo, sư phó của ngươi là nam tử, ngươi cũng không tiếp xúc quá mầm y, không biết cũng bình thường. Khương Quảng thở dài, một ít lợi hại phụ khoa đại phu hẳn là có thể đem ra không đúng, chỉ là trần thuật sự thật, nàng đứa nhỏ này lưu không được. Cái gì? Một hương hết sức kích động, nàng kinh ngạc trợn tròn tròng mắt sư phó đây chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh a à? ta lại làm sao không biết khương quản ánh mắt dừng ở dại ra phục linh trên người ngươi tẩu tử này thai không phải tầm thường mang thai thuộc về dị vị có thai liền giống như hạt giống không loại ở trong nôi nàng dừng ở nôi ngoại như vậy hài tử không chỉ có sống không được tới còn sẽ thương tổn phó nương tử cơ thể mẹ các ngươi đều là đại phu hẳn là có thể lý giải ta ý tứ sư phó ngươi cũng cứu không được kia hài tử sao, ở một hương trong mắt, Khương Hoảng là không gì làm không được, cho nên gặp gỡ Khương quản đều không giúp được sự tình, nàng mới như vậy ngoài ý muốn, một hương, đại phu cũng là người, không phải thần, Khương Hoảng giơ tay vỗ vỗ nàng bối, có một số việc không phải ta có thể tả hữu a, à. bọn họ đều thực thích hài tử, Phục Linh mất mắt nắm chặt tay áo, trong mắt ấy nấy quá mức rõ ràng, bị Khương Hoảng xem ở trong mắt, Phục Linh, ngươi đừng quá ấy nấy, đứa nhỏ này như thế cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng tinh tế bẻ ra xoa nát dùng cổ đại có thể nghe hiểu y thuật từ ngữ giải thích nguyên lý. Một hương nghe được như lọc vào trong sương mù, phục linh nhưng thật ra lý giải thấu triệt. Nàng ngửa đầu đầy cõi lòng hy vọng nhìn Khương Oản. Tiểu sư thúc, có không dùng dược vật sẽ mất đứa nhỏ này. Ngươi nếu kiên trì dược vật sẽ mất cũng có thể. Khương Oản tạm dừng vài giây, thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng nàng là dị vị có thai, không thể kịp thời bài xuất những cái đó. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng Khương Oản vẫn là chịu đựng khổ sở nói xong, tốt nhất trị liệu biện pháp là nhân công cắt bỏ, khai đao tử sao. Phục Linh biết phía trước tiểu sư thúc mổ bụng lấy con thời điểm, nàng tin tưởng tiểu sư thúc, nhưng mọi người trong nhà chưa chắc tin tưởng A, à, chương 848 người nhẫn tâm làm nguyên nguyên như vậy tiểu không có nương sao. Thêm càng, đúng vậy, Khương Oản khẳng định gật đầu, kỳ thật sách sử thượng vẫn chưa ghi lại, nhưng một ít tạp thư thượng có nói từ xưa liền có mổ bụng biện pháp chỉ là trung y giảm nhiệt cùng cầm máu biện pháp truyền lưu khó khăn dẫn tới chân chính học được ít người dũng cảm đi nếm thử càng thiếu không có sư phó mang càng khó ra một cái nhân tài như vậy này đối phó nương tử tới nói quá tàn nhẫn một hương nghĩ đến phó nương tử đối hài tử chờ mong sống sờ sờ đem hài tử từ nàng trong cơ thể lấy ra ngẫm lại nàng liền cảm thấy đau lòng ta sẽ cho nàng thượng gây tê hương oản khe khẽ thở dài phục linh việc này là ngươi đi nói vẫn là ta đi nói tổng muốn tích cực trị liệu nếu là càng kéo dài sẽ thương đến ngươi tẩu tử ta phục linh như vậy thanh lãnh tính tình lần đầu không nhịn xuống rơi xuống nước mắt nàng muốn như thế nào đối thân nhân nói ra như vậy tàn nhẫn sự tình xem nàng gắt gao cắn môi cánh môi bị cắn xuất huyết khương quản đau lòng nàng đem nàng ôm chặt phục linh ta đi nói đi tiểu sư thúc phục linh vừa muốn nói cái gì ta đi thuyết minh trị liệu phương thức nếu là bọn họ không đáp ứng ngươi lại ra mặt thuyết phục bọn họ hảo phục linh rốt cuộc không có cự tuyệt nàng đôi mắt hồng hồng một hương vội vàng đưa cho nàng một khối khăn sư tỷ ngươi cũng đừng quá thương tâm sư phó của ta chữa khỏi phó nương tử sau này nàng muốn hài tử còn có thể lại có nếu là từ bỏ trị liệu đứa nhỏ này cùng nàng cùng nhau không có vậy không còn có hy vọng a à. một hương trải qua vừa rồi khiếp sợ lúc này đã khôi phục lý trí không thể không nói nàng sư phó biện pháp là ổn thỏa nhất Ba người thương lượng hảo về sau từ trong xe ngựa ra tới, trình cẩm cùng tống cửu viên hai người một tả một hữu đứng ở xe ngựa bên cạnh, hai người trên mặt nhiễm rõ ràng lo lắng, phó đến liền đứng ở phó nương tử xe ngựa trước mặt, trong mắt cũng tràn đầy đều là lo lắng. Phục Linh, người tẩu tử sao lại thế này a? À? phó phụ nâng phó mẫu đã đi tới. Trong lúc nhất thời đại gia tầm mắt đều dừng ở các nàng ba người trên người, việc này lại nói tiếp có chút phức tạp, Khương Quảng nắm chặt Phục Linh tay cấp cho nàng lực lượng, theo sau nhìn về phía phó đến nói còn phải phiền toái phó nương tử xuống dưới nàng có biết đến quyền lợi chúng ta đại gia ngồi một khối hảo hảo thương lượng trị liệu biện pháp hảo phó đến nghe khương Quảng nói trị liệu liền minh bạch còn có trị liệu đường sống tổng so không có bất luận cái gì hy vọng hảo đoàn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên khương thiệu văn có chút lo lắng nhìn về phía khương Quảng, đào nương tắt lo lắng nhìn hắn khương cô nương ta đứa nhỏ này có phải hay không giữ không nổi Phó nương tử trong lòng sớm có chuẩn bị, lời này vừa ra, ngữ khí đều nghẹn ngào, nàng ông chặt nguyên nguyên, làm như tự cấp cùng chính mình lực lượng, sẽ không? Phó mẫu liên tục lắc đầu, mới vừa rồi Phục Linh còn nói phải cho ngươi điều dưỡng thân mình, đem hài tử hảo hảo dưỡng dưỡng, đúng vậy, đứa nhỏ này khẳng định không có việc gì, Phó phụ không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là ở lừa mình dối người, trong miệng không ngừng nỉ non, thực xin lỗi, nương, Phục Linh đôi mắt lại đỏ, Trình Cẩm thật sự không nhịn xuống nắm chặt tay nàng, hết thảy có ta, đứa nhỏ này không phải giữ không nổi, là lưu không được. Khương Quảng xem mọi người đều nóng nảy, vội vàng nói: "Các ngươi đừng có gấp, ta từ từ giải thích, nàng đêm này thai ngoài tử cung nguyên lý giải thích cho đại gia nghe, nói thông tục một ít." Tuy rằng nghe được như lọc vào trong sương mù, nhưng phó gia người khác sâu minh bạch, đứa nhỏ này dựng dục địa phương không đúng. Trong lúc nhất thời không khí tình cảnh bi thảm, Khương Thiệu Văn trong mắt tràn đầy đều là lo lắng ngay cả nho nhỏ bình an cùng nguyên nguyên cũng chưa mở miệng, thiên nộp. M, G, G, phó mẫu che miệng khóc lớn lên, nàng thương tiếc ánh mắt dừng ở phó nương tử trên người, điên cuồng đấm chính mình ngực, trách ta, đều do ta, nếu không phải ta ngạnh kéo các ngươi một nhà ba người, đứa nhỏ này khẳng định khỏe mạnh, nương tử, ngươi trước đừng xúc động, phó phụ ôm chặt phó mẫu, sợ nàng xúc động, vội vàng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, trách ta, là ta không ngăn đón ngươi đều là ta sai trách ta trách ta phó đến ôm chặt khóc trống phó nương tử thực xin lỗi nương tử là ta không có chiếu cố hảo ngươi trong lúc nhất thời mọi người ôm đoàn khóc trống lên khương quảng không nói gì để lại cho bọn họ phát tiết thời gian bỗng nhiên phó nương tử đau hơi hơi co rút sợ tới mức phó đến vội vàng nhìn về phía khương quảng cắt nàng khương cô nương muội muội nương tử nàng ngươi đừng lộn xộn khương quảng bước nhanh tiến lên một hương cơ linh đem kim châm bao đưa qua đi khương quản một châm đi xuống phó nương tử sắc mặt đẹp một ít phó đến thế nàng xoa mồ hôi nguyên nguyên cũng quan tâm nhìn nàng nương khóc trống phó mẫu cùng phó phụ cũng cuối cùng bình tĩnh lại đối phó nương tử tràn ngập triều mến các ngươi cũng đừng quá tự trách hài tử như vậy cũng không phải đại gia nguyện ý này cũng đều không phải là mệt nhọc sóc nảy tạo thành khương quản rốt cuộc giải thích một câu nàng biết nếu là không giải thích phó nương tử trong lòng khẳng định có một cái ngật đác đối phó mẫu cùng phục linh khó tránh khỏi sẽ nhiều chút quán trách, các nàng sẽ tưởng đường dài mệt nhọc tạo thành, kỳ thật bằng không, cụ thể nguyên nhân Khương Oản không có nói tỉ mỉ, cũng không hảo bài tra, nghe vậy một hương nhẹ nhàng kéo kéo nghiêm đại phu tay áo, nghiêm đại phu vội không ngừng tiếp lời, Khương cô nương nói không sai, y thư thượng là có ghi lại, đây là dị vị có thai, hắn lại giải thích một hồi, đại khái ý tứ mọi người đều hiểu biết, phó mẫu thống khổ hỏi, cho nên muốn cùng phá thai dược phải không, không cần, ta không cần phó nương tử không muốn nàng điên cuồng phe phẩy đầu lòng bàn tay dừng ở bụng đây là ta hài tử a hắn tới không phải thời điểm phó đến cũng đầy mặt thống khổ nhưng vì nương tử hắn cần thiết như thế lựa chọn nương tử chờ ngươi điều dưỡng hảo thân thể chúng ta lại hảo hảo nên đón nàng đã đến được không ta luyến tiếc phó nương tử mềm lòng nàng hạ không được quyết định này ở đây mọi người đều có chút không đành lòng đối với đại gia tới nói đây chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh a phá thai, ở Đại Phong là cấm kỵ, liền tính ngươi không phá thai, đứa nhỏ này cũng tồn tại không đi xuống, cuối cùng kết quả chính là cùng nhau chịu chết. Khương Quảng bình tĩnh nói ra lời này, ánh mắt dừng ở nguyên nguyên trên người, ngươi nhẫn tâm làm nguyên nguyên như vậy tiểu liền không có nương sao, đúng vậy, tẩu tử, có mẹ kế liền có cha kế, ngươi không sợ nữ nhân khác ngủ ngươi nam nhân đánh ngươi tiểu hài tử sao, phục linh một ngữ kinh ngạc mọi người, lời này nàng vẫn là nghe tiểu sư thúc nói, quả nhiên, phó nương tử vừa nghe thần sắc có chút buông lỏng nàng không tha vỗ về bụng có thể hay không chờ một chút từ từ có thể khương Ngoãn xem nàng buông lỏng lúc này mới thả ra một cái làm phó gia người sợ ngây người bom có hai loại trị liệu phương pháp đệ nhất loại chính là tầm thường phá thai dược chờ rửa sạch không sạch sẽ rất có khả năng sẽ ảnh hưởng thân thể của ngươi đệ nhị loại ta cho ngươi khai đao tử đem lấy ra như vậy ngươi cũng có thể khôi phục mau một ít nói đến mặt sau Khương Quảng ngữ khí mềm vài phần, lại vẫn là làm phó gia người sợ ngây người, không chỉ có phó gia người, ngay cả Khương Thiệu Văn cùng Đào Nương bọn họ đều trợn tròn trong mắt, một bộ nghe xong cái gì khó lường nói giống nhau. Chương 849 Tôn trọng người bệnh ý nguyện, lấy Lấy ra, mọi người đều không ngốc, lý giải năng lực mãn phân, nháy mắt minh bạch Khương Quảng ý tứ, nhưng mà một đám vẫn là sợ tới mức không nhẹ, đây chính là mổ ra bụng đại sự a. Vạn nhất người nếu là không đã cứu tới làm sao bây giờ? Chớ nói phó gia người, ngay cả nghiêm đại phu cũng đầy mặt khiếp sợ, không phải không có nghe nói qua bậc này hiếm lạ sự, mà là không có chứng kiến quá loại này kỳ tích. Khương cô nương, mổ ra bụng có phải hay không nguy hiểm quá lớn chút? Phó đến nắm chặt phó nương tử tay, lúc này phó phụ cùng phó mẫu đã sợ tới mức cơ hồ thất thanh. Ca tẩu tử, ta tiểu sư thúc trước kia mổ bụng lấy ra hài tử, này không phải lần đầu tiên, phục linh sợ bọn họ sợ hãi. Tuy rằng nàng lần trước không có tham dự, nhưng cũng tin tưởng vững chắc tiểu sư thúc có thể cứu tẩu tử. Quảng quảng, vẫn luôn trầm mặt Khương Thiệu Văn bỗng nhiên mở miệng, hắn trong mắt chứa đầy lo lắng, này không phải việc nhỏ, ngươi muốn tam tư, huống chi này người bệnh vẫn là nàng sư điệt tẩu tử, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, quảng quảng như thế nào đối mặt sư môn, Khương cô nương, cha ngươi đều là vì ngươi hảo, đào nương tâm lĩnh sẽ thần, minh bạch Khương Thiệu Văn ý tứ, tuy rằng trong lòng phát sát, nhưng nàng cũng là thật sự lo lắng Khương quản y thuật, mặt khác bị bệnh còn hảo, đây chính là ở nhân thân thượng khai một cái khẩu tử A, không có kiến thức quá người căn bản là tưởng tượng không đến này có bao nhiêu khó, này thật là đáng sợ, phó mẫu lẩm bẩm ra tiếng, nhưng nàng không dám thế phó nương tử làm quyết định, chỉ có thể nắm chặt phó phụ tay áo, cha hắn, làm sao bây giờ A, vậy phải làm sao bây giờ, cha mẹ, phó đến nỗi lòng phức tạp lại khổ sở, thượng một giây còn ở kinh hỷ có hài tử lúc này lại gặp phải như vậy gian nan lựa chọn. Hắn nắm phó nương tử tay, bỗng nhiên nhìn về phía Khương Oản, Khương cô nương, này hai loại biện pháp, loại nào đối thân thể thương tổn lớn hơn nữa, nếu lưu không được, hắn muốn lựa chọn đối nàng nương tử thương tổn nhỏ nhất, phá thai dược nếu là dùng không lo, rất có khả năng sẽ khiến cho chung thân không dựng, càng quan trọng khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, Khương Oản nhịn không được thở dài, loại này thời đại đó là như thế, phụ khoa con đường này còn gánh thì nặng mà đường thì xa đến nỗi mổ cung, tự nhiên cũng sẽ thương tập bụng, nhưng ta càng có nắm chắc thế nàng điều trị hảo thân mình. Các ngươi yên tâm, phía trước quảng quảng còn đã cứu một cái hoài song sinh tử thai phụ. Tống cửu uyên nghe Khương Quảng đề qua phía trước mạo hiểm sự tình, hai người tình chàng ý thiếp khi, Khương Quảng đem chính mình làm đại sự đều cùng Tống cửu uyên đề qua. Tuy rằng lúc ấy không có tự mình gặp qua, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng quảng quảng y thuật, bởi vì nàng đã sáng tạo quá không ngừng một lần kỳ tích. Sư phó của ta tay ổn thật sự, các ngươi đừng quá lo lắng. Một hương cũng kiên định đứng ở Khương Quảng bên này. Trong lúc nhất thời có vẻ Khương Thiệu Văn cùng đào nương bọn họ một nhà ba người có chút đột ngột. Bọn họ vừa mới gặp mặt, không tính nhiệm Khương Quảng cũng bình thường. Nhưng đối phương là Khương Thiệu Văn, Khương Quảng làm không được đối mặt người xa lại giống nhau bình tĩnh. Xem phó nương tử còn ở do dự, Khương Quảng đơn giản nói, phó nương tử, việc này cấp không được, ngươi hiện tại thân mình suy yếu hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau chờ ngươi suy xét hảo về sau lại nói cho ta cùng phục linh là mặc kệ cuối cùng quyết định là cái gì chúng ta đều đừng nóng vội phó đến đau lòng nương tử nhưng mà hắn tạm thời có thể làm chỉ có trấn an nàng cảm xúc ta ngẫm lại phó nương tử lưỡng lự lại luyến tiếc hài tử trong lúc nhất thời không khí thập phần quái dị khương cô nương mùi mùi ta cùng nương tử trước thương lượng thương lượng chờ có kết quả chạy lại nói cho các ngươi phó đến đỡ phó nương tử lên xe ngựa nhìn bọn họ bóng dáng phục linh đỏ mắt tại sao lại như vậy a à? rõ ràng bọn họ là tốt như vậy người phục linh ngươi là đại phu khương quảng nhắc nhở nàng ngươi cần thiết muốn bình tĩnh ngươi nếu là đi theo một khối cộng tình ai tới trị liệu tiểu sư thúc ta sẽ khống chế chính mình phục linh dùng sức gật gật đầu bị phó nương tử đau lòng ôm vào trong ngực phục linh nương biết ngươi đứa nhỏ này thiện lương khẳng định tự trách việc này thật sự không trách ngươi mắt thấy phó gia người trấn an phục linh khương quảng bất động thần sắc trở về trên xe ngựa đoàn người thu thập chỉnh tề về sau tiếp tục xuất phát phục linh ở nàng nương trên xe ngựa một hương nhỏ giọng nói sư phó ta cảm giác phó nương tử sẽ không dễ dàng đáp ứng một hương ngươi là đại phu khương quảng nghĩ đến kiếp trước phát sinh y nháo nhắc nhở một câu chúng ta đã đem tốt nhất trị liệu phương án cung cấp cho các nàng cuối cùng lựa chọn quyền ở bọn họ chính mình trên tay, nếu là bọn họ phi thường chống cự mổ bụng, vậy dược vật trị liệu, vì cái gì, một hương không hiểu, bọn họ là đại phu, cuối cùng mục đích còn không phải là vì người bệnh càng tốt sao, bởi vì sở hữu giải phẫu không phải vạn vô nhất thất, Khương Quảng đem một hương trở thành nữ nhi giống nhau bồi dưỡng, liền kiên nhẫn cùng nàng giải thích, cho dù nàng là người phục linh sư tỷ tổ tử, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất phát sinh không thể kháng nhân tố, nàng trên đường có cái sự tình gì, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là chúng ta hại chết nàng, cho nên chúng ta tuyệt đối tuyệt đối không thể miễn cưỡng người bệnh, trừ phi đối phương đã tới rồi không thể lựa chọn thời khắc, chúng ta tự động làm ra tối ưu lựa chọn, không phải khương ngoãn quản cua ẻ, vẫn là vi phạm người bệnh ý nguyện, đối phương nếu là làm ra mất đi lý trí sự tình, chỉ sợ kết quả sẽ tệ hơn, ta đã biết, sư phó, hôm nay một hương bị không ít đánh sâu vào, Nàng trầm mặt ngồi ở tại chỗ tự hỏi. Đúng lúc này, Tống Cửu Huyên lên xe ngựa, hắn tự nhiên ngồi ở Khương Quảng thần sắc. Quảng Quảng, nếu muốn mổ bụng, này hoàn cảnh có phải hay không quá kém chút? Phía trước Quảng Quảng làm phẫu thuật thời điểm, đều sẽ tìm cái phi thường sạch sẽ bịt kín không gian. Đúng vậy, Khương Quảng gật đầu nói, đúng là bởi vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên ta mới làm cho bọn họ chậm rãi tự hỏi, ta trước phái người chuẩn bị đi. Tống Cửu Huyên tư tâm cũng không nghĩ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn không quan tâm người khác chỉ là lo lắng quảng quảng trong lòng lưu lại bóng ma hảo khương quản không có phủ định bọn họ làm tốt tùy thời giải phẫu chuẩn bị lại không nghĩ rằng ngày hôm sau con đường một cái thành trấn khi phó nương tử kiên định đối khương Quảng cùng phục linh nói thực xin lỗi khương cô nương phục linh ta cùng tướng công thương lượng qua vẫn là dùng phá thai dược dược vật trị liệu đi vì cái gì phục linh thanh âm thoáng cất cao ý thức được thái độ không đúng vội vàng phóng mềm thanh âm tẩu tử ta tiểu sư thúc thật sự đã làm cùng loại giải phẫu, ta biết, phó nương tử khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, nhưng thân thể phát gia chịu chi cha mẹ, này động đao tử không phải việc nhỏ, khôi phục cũng không phải một hai ngày sự tình, nguyên nguyên lại chỉ cần ta mang nàng, nàng nói này đó bất quá là sợ hãi động đao tử, kỳ thật Khương Quảng đều minh bạch, cho nên nàng trầm mặt, phía trước bị Khương Quảng giáo dục quá một hương tuy rằng tưởng khuyên bảo, rốt cuộc vẫn là im miệng, chỉ có phục linh cấp không được, tẩu tử, ta tiểu sư thúc chẩn bệnh sẽ không làm lỗi, ta biết Khương cô nương y thuật cao minh, phó nương tử rõ ràng có chút nôn nóng, nàng vội vàng nói, nhưng ta thật sự không nghĩ ở trên người khai một cái vết đau, chương 850 nàng vô pháp cưỡng bách một cái người bệnh, tiểu sư thúc, phục linh cầu cứu dường như nhìn về phía Khương quản, Khương Quảng đối thượng nàng bất lực ánh mắt, than nhẹ một câu nói, phó nương tử, sử dụng phá thai dược tác dụng phụ ta phía trước nói rất rõ ràng, lựa chọn quyền ở chính ngươi nàng vô pháp đi cưỡng bách một cái người bệnh ta kiên trì phó nương tử trong mắt tràn đầy đều là kiên định xem ra sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý phục linh ánh mắt dừng ở bồi nàng tiến vào phó đến trên người ca ngươi cũng là như vậy tưởng muội muội ta đương nhiên muốn dùng ổn thỏa chút biện pháp nhưng ngươi tẩu tử kiên trì phó đến cảm giác bên hông bị nhẹ nhàng ninh một phen tươi cười cũng xấu hổ vài phần ngươi tẩu tử sợ đau xưa nay bị kéo quát tới tay đều đau khóc chíp chíp Nàng không dám khai đao tử, sư phó của ta sẽ cho nàng thượng thuốc tê, sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đau. Phục Linh vẫn cứ còn ở nỗ lực, nhưng phó nương tử quyết tâm, "Muội muội, ngươi không cần khuyên ta." Đem hài tử sống sờ sờ từ trong cơ thể lấy ra, phó nương tử làm không được. Đối thượng bọn họ hai vợ chồng kiên định ánh mắt, Phục Linh cứng họng, nàng ngước mắt nhìn về phía bên ngoài đứng cha mẹ. Phó phụ cùng phó mẫu càng không có ý kiến, nói đến cùng là khai đao tử quá mức sợ hãi. Phục Linh ngươi đi hiệu thuốc bốc thuốc đi. Khương Quảng đưa cho Phục Linh một trương ôn hòa chút phương thuốc, uống dược về sau, ngươi muốn cẩn thận quan sát tình huống của nàng. Hy vọng phó nương tử vận khí tốt một ít, hài tử tháng còn không lớn, có thể một lần lưu sạch sẽ. Ta đã biết, tiểu sư thúc, Phục Linh đầy mặt xin lỗi, nàng đối tiểu sư thúc đầy bụng tín nhiệm, nhưng nàng người nhà tự hồ cũng không phải như thế. Quảng quảng, ta làm tống dịch đi chọn mua một ít vật tư, ngươi có cái gì thiếu cùng hắn nói. Tống cửu uyên xảo dịu dời đi đề tài, tự nhiên nắm nàng xuống xe ngựa, lộng chút mới mẻ thịt trở về đông lạnh thường, còn lại tùy hắn. Khương Quảng mi mắt công công, bước vào lâm thời khách điếm trước, quay đầu đối ngơ ngẩn đào nương Khương Thiệu Văn nói, dùng quá cơm về sau ta tới cấp ngươi châm cứu thuốc tắm. Hảo, Khương Thiệu Văn nội tâm là vui mừng, ít nhất việc này liên lụy không đến quảng quảng, hắn nỗ lực đối Khương Quảng bài trừ một nụ cười. Ai ngờ Khương Quảng nói xong đã theo Tống Cửu Uyên vào khách điếm, ánh mắt cũng vẫn chưa ở trên người hắn nhiều hơn dừng lại. Khương Thiệu Văn trong mắt tràn ngập thất vọng, đào nương nhẹ giọng trấn an hắn. Các ngươi rốt cuộc tách ra nhiều năm như vậy, cảm tình muốn dựa chậm rãi ở chung, cấp không được. Ta biết, Khương Thiệu Văn che giấu đáy mắt cô đơn, giơ tay xoa xoa ngây thơ bình an đầu. Bình an, về sau ngươi phải đối tỷ tỷ tốt một chút, bảo hộ tỷ tỷ. Bình an biết, bình an kiên định gật đầu, chỉ cần cha cùng nương vui vẻ, hắn sẽ nỗ lực bảo hộ tỷ tỷ. Phục Linh mang theo trình cẩm đi bắt dược, phó gia người đại để tâm tình không tốt lắm, đều qua ở phòng không có ra tới. Khương Quảng Tống cửu uyên cùng một hương nghiêm đại phu bốn người ăn một đốn nóng hầm hập đồ ăn, nghỉ ngơi một lát. Khương Quảng mang theo một hương vào Khương Thiệu văn phòng, bọn họ một nhà ba người cũng dùng quá cơm. Đào Nương, ngươi mang theo bình an đi cách vách đi. Khương Thiệu văn lần nữa đuổi đi muốn hỗ trợ Đào Nương. Đào Nương không tha liếc mắt nhìn hắn, mới nắm bình an rời đi. Bắt đầu đi cũng không phải lần đầu tiên cho hắn thi châm, Khương Quảng động tác tự nhiên cầm lấy kim châm tiêu độc, một hương ở một bên dơ kim châm bao, thường thường cấp Khương Quảng sát một sát mồ hôi, phó nương tử cự tuyệt khai đao tử trị liệu cũng hảo, Quảng Quảng, này quá mạo hiểm, liếc Khương Quảng thanh thanh lãnh lãnh mặt, Khương Thiệu Văn thật sự không nhịn xuống nói ra chính mình trong lòng lời nói, sư phó của ta có nắm chắc mới có thể nói như thế, một hương rất là không phục, nhân gia phó gia người không tin sư phó liền thôi hắn chính là sư phó thân cha, hắn như thế nào có thể không tin sư phó, khi sư phó đến nhiều thương tâm a, à, cha tin ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Khương Thiệu Văn sợ Khương Quảng hiểu lầm, muốn hảo hảo cùng hắn giải thích, Khương Quảng lạnh mặt, Khương Đại Nhân, nếu là chúng ta đại phu đều sợ hãi trị người chết, có phải hay không bệnh gì đều không cần trị, trước cuộc bất luận cái gì bệnh đều có nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chúng ta đại phu không thể như thế, chỉ cần người bệnh muốn sống, chúng ta liền phải khuynh tẩn toàn lực giúp nàng sống khương thiệu văn há miệng thở dốc còn muốn giải thích ta không phải ý tứ này chỉ là ngươi đừng lộn xộn ta ở châm cứu để ý ta này châm thứ thiên khương quảng bàn tay trắng nhéo kim châm thanh âm đạm mạc khương thiệu văn có thể rõ ràng nhận thấy được nàng cùng chính mình khoảng cách rất xa rõ ràng khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương như thế nào trưởng thành cùng khi còn nhỏ hoàn toàn không giống nhau a à? khương thiệu văn có chút thất bại trong đầu không khỏi hiện ra ngưng nhi bộ dáng khương quản cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì kim châm một châm lại một châm rơi xuống chỉ chốc lát sau liền trác đầy hắn một thân mới vừa rồi còn tinh thần sáng láng cùng khương quản nói chuyện khương thiệu văn dần dần đã ngủ một hương không nhịn xuống phun tàu sư phó người khác không tin ngươi liền tính hắn chính là cha ngươi liền hắn đều không tin ngươi ta thật sự là tức giận ngươi tức giận cái gì a à? khương quản dở khóc dở cười điểm điểm cái trán của nàng ta vừa rồi hành châm bước đi ngươi thấy rõ ràng không có rõ ràng rõ ràng một hương vội không ngừng gật đầu phục mà lại ngượng ngùng gãi gãi đầu ta còn không có chân chính thử qua đâu cho nên lực đạo khẳng định không bằng sư phó không có biện pháp tổng hội có cơ hội thực tiễn khương quản mang theo một hương một chút dược liệu bỏ vào nóng bỏng trong nước lúc này đây nàng không có lại thêm linh tuyền thủy có chút dược liệu vốn chính là không gian sinh trưởng dược hiệu vốn là so tầm thường dược liệu hảo hảo quá nhanh ngược lại dễ dàng chọc người sinh nghi. Ta nghe sư tỷ nói, nơi này khoảng cách dược vương cốc không xa lắm. Một hương nhỏ giọng cùng Khương Quảng nói chuyện, Khương Quảng đương nhiên biết, rốt cuộc năm đó lưu đầy khi bọn họ cũng từng đi ngang qua dược vương cốc. Tuy rằng cùng lúc trước lưu đầy khi không phải cùng cái phương hướng qua đi, nhưng một lần nữa tới một lần, trong đó tư vị đặc biệt phức tạp. Ta biết, dược vương cốc trong cốc sư huynh muội đông đảo, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cùng ta nói. Khương Quảng rốt cuộc không phải dược vương cốc sinh trưởng ở địa phương, tuy rằng có chút người kinh sợ với nàng y thuật, nhưng tổng hội có không có mắt tìm tới môn, không làm gì được nàng, sợ là sẽ từ một hương vào tay. Sư phó yên tâm, lòng ta môn thanh, một hương cười hắc hắc, nàng có sư phó sư tỷ còn có các sư bá chống lưng, cái gì đều không sợ. Hai người khi nói chuyện thuốc tắm đã chuẩn bị tốt, cũng tới rồi rút châm thời điểm, Khương Quảng một chút nhổ xuống kim châm, Khương Thiệu Văn cũng sâu kính chuyển tỉnh, cả người nói không nên lời nhẹ nhàng hắn vừa định mở miệng khương Quảng liền đối mới vừa tiến vào tống dịch nói vẫn là cái phía trước giống nhau tắm gội xong ngươi thấy hắn ấn ấn chân đúng vậy tống dịch một trương nghiêm túc mặt tiến lên một phen bế lên khương thiệu văn làm khương thiệu văn một cái trung niên nam nhân vạn phần xấu hổ đúng lúc này phục linh phanh 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 gõ vang lên cửa phòng ngữ khí đặc biệt vội vàng tiểu sư thúc không hảo ta tẩu tử uống lên đọa tử canh vẫn luôn xuất huyết giống như khống chế không được, tống dịch kinh trong tay Khương Thiệu Văn lại quăng ngã trở về trên giường, một hương vội vàng nhìn về phía Khương Quảng, sư phó, đi thôi, Khương Quảng thở dài, phó nương tử vận khí không tốt, chung quy không tránh thoát, chương 851 ngươi tưởng lưu lại cho nàng nhặt xác cũng có thể, quảng quảng, bị tống dịch không cẩn thận ném tới trên giường Khương Thiệu Văn đầy mặt nôn nóng, ngươi, phục linh là ta sư điệp nàng thân nhân xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều không thể ngồi xem mặc kệ. Khương Quảng ngước mắt hồi nhìn Khương Thiệu Văn, hơn nữa ta là đại phu, đến từ tử thần trong tay đoạt người. Nàng duy nhất bất đắc dĩ chính là, phó nương tử đây là ăn hai trọng khổ, thật giống như vốn nên sinh mổ sản phụ, thế nào cũng phải kiên định chính mình đi thuận sản, kết quả không thuận xuống dưới, lại bị kéo đi mổ, cuối cùng thuận sản cùng mổ bụng khổ đều ăn một lần. Các nàng đi ra ngoài thời điểm, Phục Linh cấp không có ngày xưa bình tĩnh, tiểu sư thúc, ta nghĩ cách, chính là huyết vẫn là ngăn không được, ta đã chuẩn bị giải phẫu phòng, tống cửu huyên đứng ở phục linh bên cạnh người, hắn minh bạch khương ngoãn sẽ không thấy chết mà không cứu, hắn có thể làm, chính là làm nàng không có nỗi lo về sau, ta đi trước nhìn xem, khương ngoãn bước chân bay nhanh, phục linh ở nàng bên cạnh người, tiểu sư thúc, ta lúc trước nên nhiều khuyên nhủ nàng, ngươi khuyên cũng vô dụng, người không biết không sợ, không trải qua quá lại như thế nào sẽ sợ hãi khương quản lời này một chữ không lậu rơi vào ra tới tìm nàng phó đến trong tai phó đến cấp miệng mạo phao trong mắt cũng ẩn ẩn hiện ra hối hận khương cô nương cầu ngài cầu ngài cứu cứu ta nương tử ba người nói chuyện khi đã bước vào phó nương tử phòng phó phụ là nam tử bên ngoài tránh phục linh khương cô nương cầu xin các ngươi phó mẫu đỡ trên mặt không hề huyết sắc phó nương tử trong mắt súc khởi nước mắt nếu là biết như vậy hung hiểm bọn họ lúc ấy trói cũng muốn đem con dâu bị trói tay thuật ta Phó nương tử đã đau nói không nên lời lời nói, nàng dưới thân một bãi vết máu, bên ngoài nguyên nguyên sợ tới mức qua oa khóc lớn, đào nương nắm bình an ra tới, nguyên nguyên, ngươi trước cùng ca ca chơi được không? Nàng khẩn trương nhìn chầm chầm cửa phòng, khương quảng tay đã đáp ở phó nương tử mạch đập thượng, nàng thần sắc nghiêm túc, ta cần thiết lập tức đem nàng trong cơ thể dựng túi lấy ra, không, phó nương tử còn ở kiên trì, khương cô nương, ta này. Đau là bình thường đi, nàng nghĩ thầm, ai phá thai không đau đâu chỉ là hài tử ở kể ra rời đi không cam lòng tẩu tử này nơi nào là bình thường đau a à? phục linh đều sắp tức chết rồi nàng hận sắc không thành thép bình thường dưới tình huống sẽ không lưu nhiều như vậy huyết cũng sẽ không ngăn không được bình thường tới nói phá thai dược vốn là có nguy hiểm khương Quảng lạnh mặt nhìn về phía bên cạnh phó đến lại vãn một ít thần tiên khó cứu ngươi phụ trách thuyết phục nàng chúng ta đi thay quần áo nàng công đạo tống cửu uyên an bài người đưa đến phòng chính mình mang theo phục linh cùng một hương đi cách phát. Lần này các ngươi hai cái cùng nhau khi ta trợ thủ, đi vào đại phong nhiều năm như vậy, Khương Oản đã dần dần đem kiếp trước giải phẫu dùng khí giới cân nhắc một ít ra tới, thậm chí nàng còn làm ra giảng dị châm ống, là, sư phó, một hương thanh âm vang dội, nàng chờ đợi ngày này đợi lâu lắm, rốt cuộc có thể đi theo sư phó học đồ vật lạp, Phục Linh cũng kích động gật gật đầu, tiểu sư thúc, tẩu tử nếu là không muốn làm sao bây giờ lúc này đây nàng không cơ hội không muốn. Khương Quảng nhanh nhẹn lấy ra mấy bộ quần áo làm các nàng đều thay, nàng thân mình căng không được bao lâu, sợ là muốn hôn mê. Này quần áo tuy rằng so ra kém hiện đại vô khuẩn phục, ít nhất sạch sẽ, có thể tạo được bảo hộ tác dụng, chờ bọn họ đi vào tống cửu uyên chuẩn bị phòng khi. Quả nhiên thấy phó đến đêm đã té xỉu phó nương tử đặt ở trên giường. Khương cô nương, muội muội cầu các ngươi cứu cứu ta nương tử. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Khương Quảng tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh, công đạo một hương rửa sạch hảo khí giới, lại làm phục linh chuẩn bị sở cần dược liệu, ta. Ta có thể hay không bồi nàng, phó đến nắm phó nương tử tay luyến tiếc rải khai, Khương Quảng trực tiếp nhìn về phía cửa đứng tống cửu uyên, ngươi đem hắn mang đi, phó công tử, đừng ảnh hưởng quảng quảng cứu người, tống cửu uyên thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp đem phó đến kéo đi rồi, xem hắn không tình nguyện. Khương Quảng lạnh lùng nói, ngươi tưởng lưu lại cho nàng nhặt xác cũng có thể, ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, có ta ở đây đâu phục linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng lại tiếp tục sửa sang lại trong tay dược vật thật sự không rảnh trấn an phó đến chuẩn bị tốt khương quản toàn tâm toàn ý bắt đầu đầu nhập cứu trị từ trước khương quản chỉ cảm thấy cổ đại không thể so hiện đại phương tiện nghiên cứu thời gian lâu rồi nàng mới phát hiện nàng có thể đem cổ đại cùng hiện đại tri thức vận dụng ở bên nhau cổ xưa y thuật có không ít hiện đại người không thể tưởng được diệu pháp nàng có thể thông hiểu đạo lý trong phòng giải phẫu chặt chẽ tiến hành bên ngoài phó đến ghé vào trên cửa dùng sức hướng bên trong nghe động tĩnh được rồi khương quảng ra tay ngươi nương tử khẳng định không có việc gì trình cẩm đều đã thói quen khương quảng loại này thao tác hắn tức giận nói ngươi đừng quấy rầy nàng chính là ở cứu ngươi nương tử trước đây các ngươi nếu là trực tiếp làm khương quảng giải phẫu cũng không đến mức nháo thành như vậy trách ta ta liền không nên dựa vào nàng phó đến thống khổ ngồi sổng trên mặt đất lúc này cũng không sức lực cùng trình cẩm tranh luận xem hắn như vậy suy sụp Trình Cẩm bỗng nhiên có chút ảo não, đây chính là hắn tương lai đại cửu ca, nói chuyện như vậy trắng ra, này không phải đắc tội với người sao? Hắn cầu cứu dường như nhìn về phía Tống Cửu Uyên, Tống Cửu Uyên có chút vô ngữ, người bớt tranh cãi sẽ chết, thứ này có đôi khi xác thật có chút thiếu tấu, ta người này nói chuyện thẳng, ái nói đại lời nói thật, Trình Cẩm xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này phó đến không rảnh cùng hắn so đo, chỉ hai tròng mắt lỗ trống nhìn chằm chằm cửa phòng. Phó phụ cùng phó mẫu ôm Nguyên Nguyên cũng chờ ở cửa, Nguyên Nguyên vẫn luôn nháo tìm nương, đào nương mang theo bình an đùa với Nguyên Nguyên, lúc này mới trấn an có chút nôn nóng Nguyên Nguyên, nửa canh giờ về sau, bên trong còn không có bất luận cái gì động tĩnh, phó đến cấp vào đầu bức tai, phao xong thuốc tắm Khương Thiệu Văn bị tống dịch đẩy ra tới, hắn nhìn về phía tống cửu uyên, khoảng ngoãn ở bên trong, về đúc, gon, rờ gờ, ân, tống cửu uyên đại để nhìn ra hắn đáy mắt lo lắng, khó được trấn an một câu ngươi phải tin tưởng hoảng hoảng, ta tin nàng. Khương Thiệu Văn chân lại khôi phục một ít tri giác, tuy rằng vẫn là vô lực, ít nhất chứng minh đây là một cái tốt tiến bộ. Hắn lòng bàn tay đáp ở hai chân thượng, khẩn trương cực kỳ. Đào nương xem hắn như thế để ý Khương Hoảng, trong lòng chua xót không thôi, nàng ánh mắt lại dừng ở bình an trên người. Có lẽ nàng sớm nên mang theo bình an hảo hảo sinh hoạt, thời gian lặng yên mà qua, liền ở phó đến đệ thập thứ hận không thể xông vào bị tống cửu uyên ngăn trở khi. Cửa phòng bị mở ra, lộ ra phục linh kia trương mỏi mệt mặt nàng nhẹ giọng nói tẩu tử mệnh bảo vệ rốt cuộc bị thương thân thể sau này dựng dục con nối giỏi hy vọng có chút xa vời này vẫn là bởi vì tiểu sư thúc y thuật hảo nếu không phải tiểu sư thúc tẩu tử này mệnh cũng không biết có thể hay không cướp về phó đến nằm liệt ngồi dưới đất ảo não gào khóc phó mẫu cùng phó phụ đầy mặt đau lòng phục linh vất vả các ngươi phó phụ lau một phen nước mắt hắn trước hết bình tĩnh lại tuy rằng ngươi tiểu sư thúc đau lòng ngươi nhưng việc nào ra việc đó, nàng cứu trị ngươi tẩu tử thù lao chúng ta nhất định dâng lên, bọn họ không thể vẫn luôn tiêu hao nữ nhi nhân tình. Chương 852 Đào nương, nàng giống như không cần ta, ta sẽ cùng tiểu sư thúc nói. Phục Linh hơi hơi gật đầu, lại đối phó đến nói, tẩu tử hiện tại còn không có tỉnh lại, thuốc tê dược hiệu không nhanh như vậy, ta đây có thể đi vào bồi bồi nàng sao? Phó đến lau khô nước mắt, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương, rửa sạch hảo tự mình ra tới khương hoảng hồi nàng, có thể nhưng không thể đi vào quá nhiều người Làm nàng hảo hảo tỉnh dưỡng đi Cảm ơn ngươi Khương cô nương Phó đến trước mắt cảm kích Thình thịch trực tiếp quỳ gối Khương Quảng trước mặt Hắn hận không thể trực tiếp cấp Khương Quảng khái mấy cái vang đầu Đứng lên đi Khương Quảng ý bảo tống dịch đem người nâng dậy tới Ta chữa bệnh Các ngươi cấp bạc Tiền hóa thanh toán xong Mới vừa rồi bọn họ lời nói Khương Quảng cũng nghe ở trong tai Nàng vừa lúc cũng không nghĩ bị thiếu nhân tình Này Đây là hai chuyện khác nhau Phó phụ vội không ngừng tranh nhau nói, cấp bạc là thù lao, lại cũng vô pháp ngăn cản ngươi đối nhà của chúng ta ân tình. Đúng vậy, huống chi ngươi còn giúp chúng ta tìm được muội muội Phó đến thập phần may mắn, nếu không phải Khương Quảng thiện tâm, bọn họ nếu là không có cùng muội muội tương nhận nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không hiểu biết, nếu không phải nhận thức nàng, lúc này nương tử tình huống thật đúng là khó mà nói, thuận tay mà làm. Khương Quảng khách khí vẫy vẫy tay, đối thượng cách đó không xa bình an sùng bái đôi mắt nhỏ. Tỷ tỷ thật là lợi hại a, à. tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, Bình An nải thanh nải khí thanh âm làm ngốc Lăng Đào nương cùng Khương Thiệu Văn hoàng hồn, bọn họ không thể không tin tưởng, Khương Oản so với bọn hắn tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều rất nhiều, rốt cuộc là bọn họ xem nhẹ nàng, Đào nương nhìn về phía Khương Oản trong mắt nhiễm hy vọng, nói cách khác Khương Thiệu Văn chân thật sự có thể trị hảo đi, cứ việc hắn không yêu chính mình, Đào nương vẫn là hy vọng hắn có thể hảo, cảm ơn khương quản đưa cho bình an một cái ôn nhu hiền lành cười ở phó đến vội vàng vọt vào trong phòng khi tống cửu uyên cũng đã tiến lên nhẹ nhàng thấy nàng nhéo nhéo vai buổi tối đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi ân ừ. khương quản quơ quơ cổ xương cổ xác thật có chút mệt nàng đối phục linh nói ngươi tẩu tử cái này tình huống khả năng lại muốn tại chỗ tỉnh dưỡng chút thời gian ta lưu lại chiếu cố nàng đi phục linh cũng không nghĩ chính mình rời đi về sau tiểu sư thúc thật vất vả thế tẩu tử giữ được mệnh phát sinh không tốt sự tình ta đây bồi ngươi. Trình cẩm không sợ phó gia cha mẹ bất đắc dĩ ánh mắt, kiên định đứng ở phục linh bên này. Cũng hảo, Khương Quảng Tự sẽ không buộc phó nương tử lên đường, nàng cái này tình huống, sợ nhất chính là cảm nhiễm. Rốt cuộc trời giá rét, nếu là không tỉnh dưỡng hảo, mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi đi. Tống cửu viên đau lòng Khương Quảng, nắm tay nàng, có chút lạnh, hắn nhịn không được thế nàng chà sát. Khương cô nương ngươi vội lâu như vậy, mau trở về nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta, phó mẫu chính mình là cái người bệnh, đối bọn nhỏ nhưng thật ra thật sự dụng tâm, một khắc cũng luyến tiếc rời đi, ân, ừ. Khương Quảng đem một hương lưu lại, công đạo nàng vạn nhất có chuyện gì nhưng tùy thời tìm nàng, một hương cũng cảm thấy đây là một cái học tập cơ hội, tích cực lưu lại, chỉ có nghiêm đại phu thập phần tiếc núi, đây là nữ tử giải phẫu, hắn nhưng thật ra muốn học tập A, chỉ là nhân gia người nhà khẳng định không vui. Vì thế nghiêm đại phu đem một hương kéo đến một bên tỉ mỉ tìm hỏi cái kia quá trình. Một hương dùng ánh mắt ý bảo Khương Oản. Khương Oản dở khóc dở cười. Ngươi cha nuôi muốn biết ngươi liền nói cho hắn đi. Đều là người một nhà. Khương cô nương đại khí. Nghiêm đại phu là thật cảm thấy Khương Oản đại khí. Người khác có cái gì tốt phương thuốc cất dấu lưu trữ gia truyền. Duy độc Khương Oản. Tự hồ một chút cũng không lo lắng đồ vật bị người khác học qua đi. Nghiêm đại phu. Chúng ta đều là đại phu lý nên đem y thuật phát dương quan đại khương Quảng mỉm cười giải thích một câu đương nhiên một ít ta sáng tạo độc đáo phương thuốc đến trải qua vô số thực tiễn được đến nghiệm chứng mới có thể truyền ra đi bằng không gặp được cá biệt dị ứng hoặc là mặt khác bệnh biến chứng người bệnh không hảo trị cổ y chú trọng vĩnh viễn là một người một phương bất đồng người dùng bất đồng phương thuốc ta minh bạch nghiêm đại phu nghe một hương nhất nhất giải thích nghe được ngực mênh mông hận không thể tìm cái người bệnh đương trường thực tiễn một chút Tống cửu uyên lặng yên không một tiếng động mang theo Khương Quảng trở về nhà ở, nhìn bọn họ bóng dáng, Khương Thiệu Văn thập phần khổ sở, đi thôi, ta đẩy ngươi trở về nghỉ ngơi, đào nương đẩy Khương Thiệu Văn, bình an đi theo nàng phía sau, xem hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm Khương Quảng. đào nương có chút trầm mặt, đào nương, nàng giống như không cần ta, Khương Thiệu Văn thanh âm ẩn dấu chút nghẹn ngào, hắn giống như là một hồi đại mộng, đại mộng tỉnh lại, từ nhỏ ở hắn bên chân dáng hắn làm nũng tiểu cô nương bỗng nhiên liền trưởng thành, nàng trưởng thành độc lập đến tự hồ không cần nàng cái này đương cha, nàng như thế nào sẽ không cần ngươi, đào nương thì thào nói, nàng chỉ là thói quen không có ngươi nhật tử, là, ta bỏ lỡ nàng mười mấy năm trưởng thành, Khương Thiệu Văn rũ mắt, nắm tay gắt gao nắm, gân xanh bạo khởi, tưởng hận, hận người đều đã không ở, loại này tìm không thấy kẻ thù cảm giác quá thống khổ, ngươi có thể đền bù nàng, đào nương kinh thanh tế ngữ, Trải qua qua trước đánh sâu vào, nàng đáy lòng tuy rằng còn đặc biệt khổ sở. Vê đúp vê đúp có, o, cũng đã dần dần nhận rõ hiện thực. Nếu không phải một sớm tao ngộ kẻ xấu, bọn họ hai cái căn bản là sẽ không tương ngộ. Đào nương, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Khương Thiệu Văn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đào nương, trong mắt khắc chế không rơi lệ. Chính là cái loại này, rõ ràng nàng liền ở ngươi trước mặt, lại cảm giác khoảng cách rất xa, đặc biệt xa, ta biết. Đào nương tiếp lời, Nàng hiểu lắm, hiện giờ hai người bọn họ còn không phải là loại tình huống này sao, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, chúng ta mới có thể khôi phục đến từ trước. Khương Thiệu Văn hoài niệm cái kia ở chính mình trước mặt làm nũng nữ nhi, hiện giờ Khương Ngoãn đối mặt hắn khi trong mắt không có gì ôn nhu, đào nương há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nàng tưởng nói toạt kính khó viên, nàng cùng hắn, thật giống như hắn cùng nàng giống nhau, vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại từ trước đi, cha. Nho nhỏ bình an bỗng nhiên mở miệng, hắn đi theo đào nương phía sau, trong mắt mang theo khó hiểu, đối nàng hảo không phải có thể sao, hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy, chỉ biết phải đối người trong nhà hảo, chỉ cần hắn đối tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ cũng nhất định sẽ cùng hắn hảo đi. Khương Thiệu Văn Linh quan chợt lóe, vỗ đầu nói, đúng vậy, ta như thế nào si ngốc đâu, vẫn là bình an đánh thức cha, chỉ cần cha kiên trì không ngừng đối với ngươi tỷ tỷ hảo tỷ tỷ ngươi chậm rãi là có thể thích ứng đi, khẳng định sẽ, đào nương dơ lên một nụ cười, trong lòng lại là không quá xác định, nàng đối hắn hảo nhiều năm như vậy, tự hồ cũng không hòa tan hắn lạnh băng tâm, một nhà ba người từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Khương Oản cũng mang theo tống cửu uyên vào không gian, hắn trực tiếp an bài nói, ta cho ngươi chuẩn bị nước ấm, ngươi trước tắm gội, tống cửu uyên hiểu biết Khương Oản, như vậy một đài giải phẫu xuống dưới, trên người nàng đều là mùi máu tươi, khẳng định tưởng tẩy tẩy ta đây chờ ngươi chuẩn bị tốt, Khương quảng bãi lạng dọn này tiểu băng ghế, liền ngồi ở quả trong rừng, không gian không có phong, nhưng nhìn một lưu quả tử vẫn là không tự giác gợi lên khóe miệng, chương 853 nàng nên sẽ không trách sư phó đi, Quảng Quảng, mau tới tắm gội, không trong chốc lát, Tống Cửu Huyên kêu Khương Quảng, trở lại trong phòng, Khương Quảng liền phát giác gia hỏa này càng ngày càng chu đáo, thùng gỗ mạo nước ấm, phía trên tựa hồ còn rải cánh hoa, lượng lờ hương khí xông vào mũi, Khương quản bỗng nhiên có chút tưởng đậu một đầu hắn, Tống Cửu Uyên, muốn hay không cùng nhau tẩy, nam nhân nháy mắt đỏ lỗ tai, hắn ác liệt đem người ôm vào trong ngực, người xác định, đón nhận hắn khắc chế đôi mắt, Khương quản không có can đảm lại đậu hắn, nàng hừ nhẹ một tiếng, vội lâu như vậy, có chút đói, minh bạch, này liền đi cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, Tống Cửu Uyên giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng chóp mũi, bước nhanh rời đi phòng, hắn sợ chính mình lại không ra đi, sẽ khắc chế không được chính mình nhìn hắn rời đi bóng dáng, Khương Oản khóe miệng cong cong, chờ nàng tắm gội xong ra tới. Tống Cửu Uyên đã chuẩn bị ăn khuya, tuy rằng tay nghề giống nhau, nhưng đều là không gian xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn, vị tự nhiên không kém, mỹ mỹ ăn no, Tống Cửu Uyên đem Khương Oản ôm về phòng tử, hảo hảo nghỉ một chút. Ta không nháo ngươi, lúc này đây phó nương tử mổ bụng lấy dựng túi vẫn là có chút nguy hiểm, Khương Quảng một lần lo lắng nàng chịu đựng không nổi, tuy rằng chỉ có một giờ, nhưng nàng cơ hồ là độ cao căng chặt, xác thật có chút mệt, bên người là tống cửu uyên quen thuộc hơi thở, Khương Quảng an tâm nhắm mắt lại, cơ hồ dây ngủ, nhìn nàng mỏi mệt khuôn mặt nhỏ, tống cửu uyên vô cùng đau lòng, có thể tưởng tượng đến nàng lại không phải thấy chết mà không cứu tính tình, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, ngốc cô nương, cũng không biết nhiều thương tiếc chính mình một ít, hắn mềm nhẹ ở Khương Quảng trên trán rơi xuống một cái hôn, theo sau ôm lấy nàng cũng đã ngủ, chờ Khương Quảng ngủ cái trời đất u ám lên khi, Đánh giá đã qua 7-8 tiếng đồng hồ Bất quá bọn họ là ở không gian nghỉ ngơi Bên ngoài không trung vẫn là đen tuyền Bởi vì biết nàng không gian tuyệt đối an toàn Cho nên tống cử viên ngủ đến đặc biệt kiên định Cũng chưa chú ý tới Khương Hoảng đã tỉnh lại Nàng tay chân nhẹ nhàng lấy ra hắn đáp ở chính mình trên eo tay Trước rửa mặt, theo sau lại làm một ít đơn giản thức ăn Không biết sao lại thế này Nàng bỗng nhiên muốn ăn bánh cuốn Nghĩ đến liền làm, bánh cuốn mới vừa làm tốt Tống Cửu Biên đánh ngáp từ phòng trong ra tới, "Quản quản, ngươi lên như thế nào không gọi ta, xem ngươi ngủ đến như vậy hương, chúng ta cũng không nóng nảy, liền nghĩ làm ngươi ngủ nhiều ngủ." Khương Quản quơ quơ trước mặt bánh cuốn, "Mau đi rửa mặt, tẩy xong cùng nhau dùng cơm sáng." "Hảo." Tống Cửu Biên nhanh nhẹn đi rửa mặt hảo, Khương Quản đã dọn xong chén đũa, đánh trả ma chút sữa đậu nành, "Thơm quá." Tống Cửu Biên mặt mày phi dương, bỗng nhiên ôm lấy Khương Quản eo, "Tối hôm qua ngươi ngủ đến quá sớm." Ta phải thu điểm lợi tức, ân, Khương Quảng mê hoặc nhướng mày, dây tiếp theo nam nhân đại trưởng thủ sẵn nàng cái ót, môi hôn lên, vừa mới rửa mặt quá hai người trong miệng đều là kem đánh răng thanh hương, này kem đánh răng là Khương Quảng tự chế, mang theo chút cây ăn quả hương vị, sớm thành thói quen nam nhân tác hôn Khương Quảng có chút trầm mê, thẳng đến tống cửu biên buông ra nàng, hảo, cơm sáng mau lạnh, hắn thô lệ lòng bàn tay mềm nhẹ xẹt qua Khương Quảng môi, lại cầm khăn mềm nhẹ lau mới vừa rồi kích động khi lưu lại chỉ bạc. May mắn không gian có thể bảo trì độ ấm. Khương Quản tức giận trừng hắn một cái, ửng đỏ mặt nóng bỏng, nàng đột nhiên uống một ngụm sữa đậu nành. Hảo uống, ta nếm nếm, Tống Cửu Uyên cũng nếm một ngụm, nàng có lẽ là ở sữa đậu nành thêm đường trắng, ngọt tư tư, giống như hắn giờ phút này tâm tình, như là lau mật giống nhau. Phía trước ta nghe ngươi nói, giải phẫu quá người đến quan sát mấy ngày, nếu là chúng ta đi trước rời đi, phục linh có thể ứng phó sao tống cử uyên cũng không nghĩ khương quản cực cực khổ khổ cứu giúp người cuối cùng chết sớm ta sẽ hảo hảo công đạo nàng khương quản nghĩ đến phó nương tử nàng có loại trực giác nàng tỉnh lại sợ là vô pháp tiếp thu bụng vết sẹo hành đều nghe ngươi tống cử uyên cũng không nghi ngờ khương quản quyết định hai người tốt tốt đẹp đẹp ăn một đốn cơm sáng tống cử uyên có chút chưa đã thèm quảng quảng cái này bánh cuốn nếu là lấy ra đi ngươi nên sẽ không cùng trình cẩm giống nhau nhìn chầm chầm nó sinh bạc đi Khương Quảng dở khóc dở cười, ta xác thật ái bạc, bất quá có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ chúng ta thành hôn về sau, ta phải không làm thu nương cùng khâu nhạn các nàng đi bận việc, ngươi trong lòng có dự tính là được. Tống cửu uyên không nhịn xuống tiếng lên dáng nàng, dạy cho người khác cũng hảo, ta không nghĩ ngươi mỗi lần muốn ăn thời điểm đều mệt chính mình, đến nỗi để lộ bí mật, hắn có rất nhiều biện pháp làm đối phương tâm miệng. Gò, gờ, ta xem là chính ngươi thèm ăn, Khương Quảng vô ngữ trừ trừ miệng sắc trời thượng sớm, hai người ngồi ở không gian đọc sách, chỉ là không chờ hừng đông, nàng cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, Khương Oản cùng Tống Cửu Uyên liếc nhau, may bọn họ là ở không gian ngủ, bằng không liền cái hảo giác đều ngủ không được, đi ra ngoài đi, Tống Cửu Uyên biết Khương Oản xưa nay khẩu thị tâm phi, thực tế vẫn là quan tâm bạn bè thân thích, hai người ra không gian, bên ngoài một hương thật cẩn thận gõ vang cửa phòng, sư phó, sao lại thế này, Khương Quảng mở ra cửa phòng, Biểu tình nhìn không ra bất giận, một hương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, ta vốn dĩ không nghĩ tìm ngươi, nhưng sư tỷ nói vẫn là kêu ngươi qua đi nhìn xem an tâm, nóng lên, khương quản sách theo hộp y tế, tống cửu viên thuần thục cho nàng khoác kiện áo ngoài, bọn họ hướng tới phó nương tử giờ phút này ngủ nhà ở đi qua đi, là có chút nóng lên, một hương giải thích nói, quan trọng nhất chính là, sư tỷ nói nàng còn có chút xuất huyết, này xác thật có chút khó làm, khương quản nhăn mày, thời đại này giải phẫu vô khuẩn điều kiện xác thật so ra kém hiện đại cho nên có tình huống khác cũng bình thường. Mấy người bước nhanh tới rồi phó nương tử nhà ở, một hương như cũ đem trong phòng nam nhân toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Chỉ có các nàng sư thúc đồ ba người khi, Phục Linh có chút nôn nóng nói, sư phó, rõ ràng hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp. Vừa rồi nàng đột nhiên lại bắt đầu xuất huyết, ta lần đầu tiên phát hiện chính mình y thuật còn còn chờ tăng lên. Ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Khương Quảng Trấn An vỗ vỗ nàng bối, đây là nàng thân nhân, phục linh làm không được bình tĩnh cũng thực bình thường nàng đầu ngón tay dừng ở phó nương tử mạch đập thượng lại sốt lên chăn nhìn nhìn theo sau nhẹ nhàng thở ra sợ bóng sợ gió một hồi có lẽ là bởi vì đây là nàng thân nhân cho nên phục linh quan tâm sẽ bị loạn a à, lúc này ngốc người đổi thành phục linh cùng một hương hay là nàng lại chẩn bệnh sai lầm huyết lượng còn ở bình thường phạm vi khương Quảng thấp giọng cấp ra giải thích lại bắt chút dược nàng lần này bị thương căn bản ngươi nhớ rõ cùng ca ca ngươi nói ba năm nội đều không cần mang thai. Hảo, Phục Linh vội gật đầu, đến nỗi nóng lên, tiểu sư thúc không ở nàng cũng có thể khống chế được. Công đạo xong, Khương Oản vừa muốn rời đi, dừng bệnh thượng phó nương tử chậm rãi mở mắt ra mắt, nàng đáy mắt đầu tiên là toát ra một mặt nghi hoặc, theo sau cảm nhận được bụng truyền đến đau đau, nóng rát, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Các ngươi cho ta bụng mở miệng qua tử, kia biểu tình là đầy mặt khiếp sợ, một hương thật lo lắng nàng sẽ đột nhiên bùng nổ. Nàng nên sẽ không trách sư phó đi. Chương 854 Ta kỳ thật là bầu trời thần tiên, linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần chính mình không giải trừ, chẳng sợ đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải, thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng gà, phía trước chỉ là thần vương, hắn là đế quân, đồng dạng không có biện pháp giải quyết loại này ước định, vì phòng ngừa gia hỏa này thay đổi, xuất hiện phản vệ hiện tượng, danh sư đại lục liền từng chuyên môn định ra mặc dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách cũng vô pháp tránh thoát linh hồn gian ước định a à, linh hồn khế ước đích xác vô pháp từ thức hải trung phân liệt đi ra ngoài nhưng ta dung hợp ngay cả thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể đem loại này khế ước hóa giải rớt cũng không khó chỉ cần có cũng đủ lực lượng banh kích khế ước nơi chỗ là có thể làm được tàn nhẫn nhân đạo linh hồn khế ước là thành lập ở thiên đạo cơ sở thượng đặc thù lực lượng liền thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải, hóa giải cái linh hồn khế ước, chỉ cần xử lý thích đáng, lại có gì khó, thì ra là thế. Trương Huyền ánh mắt chợt lóe, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ đem ta đưa tới thần giới, giải thích xong, tàn những người không hề nhiều lời, trên người hơi thở càng thêm tuyên cổ xa xưa, phía sau hắc động trở nên càng thêm thật lớn, hiển nhiên nói chuyện công phu, lại cắn nuốt không biết nhiều ít lực lượng, làm bổ dưỡng, Trương Huyền hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng cường, Lạc Nhược Hy cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng truyền âm lại đây, chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng nghi hoặc tiêu hết, Trương Huyền hít sâu một hơi, trong tay trường kiếm đột nhiên giơ lên, một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi, ầm vang, cường đại nhất kiếm ý, lại lần nữa thi triển mà ra, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, sinh tử toàn không để bụng, lại có chuyện gì có thể ngăn trở. Này nhất chiêu kiếm pháp Tuy rằng là không đạt tới đế quân lĩnh ngộ, lại ẩn chứa trong lòng hết thảy chấp niệm, đem trong cơ thể thiên như hữu tình công pháp, phát huy tới rồi cực hạn, hô, nhất kiếm đem tàn những người công kích, trảm thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhược Hy cũng ra tay, tay ngọc quay cuồng, kiếm mang như tuyết, nàng kiếm pháp cùng kiếm thần thiên vị kia thanh niên có chút tương tự, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái, các ngươi chiêu số là rất lợi hại, nhưng đối lập ta, vẫn là kém chút, nhẹ nhàng cười, tàn nhẫn người lại lần nữa xuống phía dưới chọc tới, trong nháy mắt, che trời, bàn tay đem thiên địa đều bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt sao trời đều phản phất phải bị ngạnh sinh sinh đánh hạ tới, phốt, phốt, trương huyền cùng lạc nhược khi đồng thời bay ngược mà ra, người ở không trung máu tươi cuồng phun, lấy hai người thực lực, thế nhưng ngăn cản không được, gia hỏa này rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới, làm càng. Phân thân đi nhanh đạp tới, mỗi đi một bước, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy thanh âm, từ xa nhìn lại, bức cách mười phần, luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn tu vi so với trương huyền, chút nào không yếu, một quyền dơ lên, lực lượng xông lên cửu thiên, cùng tàn những người đối chạm vào, đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được nhất chiêu, trương huyền che lại cái trán thành tựu đế quân, phân thân như cũ không thay đổi trang bức bản tính, như vậy hoa mỹ trang bức, còn không bằng đem lực lượng tập trung lên, quy lực lớn hơn nữa, đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ đã chết, chúng ta đều sẽ chết. Tiểu hoàng gà hét lớn một tiếng, đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt, không trung đều giống bị bật lửa, dư lại sáu đại đế quân, cũng từng người thi triển thủ đoạn, bảy vị đế quân liên hợp, hủy thiên diệt địa, một phương thiên địa ở trước mặt đều ngăn cản không được, nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng tàn nhẫn người, công kích đi vào trước mặt, hắc động đột nhiên biến đại chớp mắt công phu liền đem lực lượng cắn nuốt sạch sẽ tăng cường phản kích mà ra phanh 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 bảy vị đế quân cùng trương huyền đám người giống nhau bay ngược mà ra mười đại đế quân liên hợp ở bên nhau thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu gia hỏa này như thế nào sẽ như vậy cường đại các ngươi có thể đã chết nhất chiêu đánh tan mọi người tàn những người về phía trước một bước thủ đoạn vừa lật lại lần nữa chụp xuống dưới bọn chuột nhắc dám ngươi cùng với hét lớn một tiếng phía trước kiếm thần thiên vị kia lão giả đột ngột xuất hiện, che ở trước mặt, trong tay trường kiếm hóa thành ngân hà, đế quân. Hắn cũng là đế quân thực lực, Trương Huyền đồng tử co rụt lại, vị này lão giả lúc trước đi theo thanh niên phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất phong hào thần vương, thi triển ra lực lượng mới phát hiện, thế nhưng cũng là một vị đế quân cường giả, nếu hắn là đế quân, vị kia thanh niên là cái gì, hắn bản thân chính là kiếm thần thiên đế quân dãy giũa đứng thân tới lạc nhược hy cắn răng nói kia truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu trương huyền rốt cuộc nhịn không được hắn là lạc nhược hy vừa định trả lời không gian một trận vặn vẹo ngay sau đó nhìn đến kiếm thần thiên vị này đế quân đồng dạng bay ngược đi ra ngoài dừng ở cách đó không xa tạp ra một cái hố to trương huyền hiện tại thực lực cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa quá hắn đều chống lại không được hắn mặc dù tu vi không yếu kiếm thuật cao minh như cũ không phải đối thủ ha ha đế quân một đám gà vườn chó xóm mà thôi hôm nay ta liền diệt cửu thiên diệt này thần giới đem hết thảy quy tắc sang bằng đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại tàn những người điên cuồng cười to bốn phía không gian không ngừng sụp xuống phụ trợ hắn như yêu như ma làm sao bây giờ trương huyền nắm tay siết chặt vừa rồi hắn cùng phân thân đều thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu thậm chí trước mắt lạc nhược hy cũng đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới, cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu, chẳng lẽ thần giới, thật sự không ai có thể ngăn trở trước mắt vị này, tùy ý hắn đem thế giới hủy diệt, duy nhất biện pháp là đem ngươi thiên đạo có thiếu, trở về thiên đạo bản thân, làm thiên đạo đem hắn trấn áp. Lạc nhược hy tú quyền siết chặt, hốc mắt phím hồng, trở về thiên đạo bản thân. Trương Huyền biết nàng ý tứ, trong đầu thư viện, bản thân là thiên đạo một bộ phận, một khi trở về, thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn hoàn chỉnh có lẽ liền có thể chữa trị lỗ hỏng tự mình đem tàn những người bài xích đi ra ngoài thật giống như nhân thể miễn dịch hệ thống miễn dịch hệ thống hoàn chỉnh virus tới dễ dàng xua đuổi hỏng rồi chống cự không được virus xâm lấn cường tráng nửa người cũng sẽ bởi vậy tử vong chỉ là hắn quá cường đại mặc dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh cũng vô pháp trấn áp đi trương huyền lắc đầu virus miễn dịch hệ thống là có thể chém giết, nhưng mảnh hổ đâu, lại cường miễn dịch hệ thống, lại có biện pháp nào, trước mắt vị này, chỉ là bình thường thần vương, chẳng sợ phong hào, thiên đạo đều có thể dễ dàng giết chết, có thể so đế quân đều phải cường đại. Đã là không phải thiên đạo có thể chống lại, này. Lạc nhược khi tạm dừng một chút, trắng tinh ngọc diện thượng lộ ra mất mát chi sắc, đúng vậy. Không có biện pháp trấn áp, nhưng là, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn là có thể tỉnh lại, chém giết vị này, cũng không khó, hắn. Trương Huyền nhíu mày, ta mang ngươi đi gặp hắn, liền ở tự tại thiên. Hít sâu một hơi, Lạc Nhược Hy cắn răng một cái, xoay người liền về phía trước bay đi, muốn chạy trốn. Tàn nhẫn người hừ lạnh, xuống phía dưới nhấn một cái, phanh, Lạc Nhược Hy từ không trung rơi xuống, ngươi. Trương Huyền kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới, kiếm ý huy hoàng mà ra, ken 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 lại lần nữa bị tàn những người ngăn trở các ngươi đi mau ta tới ngăn trở hắn biết bọn họ lại tưởng cứu vớt thần giới phương pháp mà không phải đào tẩu phân thân cùng bất tử đế tôn hét lớn một tiếng che ở phía trước lạc thất thất cũng lắc mình biến hóa trở về tỉnh không châu bản thể bốn phía không gian động lại lên đi thấy mọi người phấn đấu quên mình che ở mặt sau không sợ sợ tử vong trương huyền hốc mắt đỏ lên bất quá cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm lôi kéo lạc nhược hy thân thể nhoáng lên, cắt qua không gian, ngay sau đó đã xuất hiện ở tự tại thiên phạm vi, tự tại thiên hiện tại đã không có phía trước tự tại, thần giới sụp đổ, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, Người nói hắn ở nơi nào, không rảnh đi quan sát người thường sinh hoạt, Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài, nếu nàng nói người nọ, thật có thể cứu vớt thần giới, chính mình hy sinh thì đã sao, hắn là phụ thân ta, người mặc dây trung máu, chính là hắn, Bất tử đế quân, từng là hắn thú sủng lạc nhược hy điều tức một chút giải thích nói phụ thân trương huyền bừng tỉnh đại ngộ khó trách vẫn luôn cảm thấy mặt dây trung máu cùng lạc nhược hy tương tự rồi lại bất đồng nguyên lai là nàng phụ thân như vậy cũng liền giải thích vì sao bất tử đế quân lưu lại kia đạo ý niệm nhìn đến mặt dây sau lập tức nhận chính mình là chủ phụ thân ngươi cũng là đế quân hoặc là có được siêu việt đế quân thực lực nhịn không được nói thư viện hỗn loạn là mặt dây trung máu làm chính mình khôi phục thanh tỉnh chẳng lẽ, không chỉ có nàng là đế quân, phụ thân cũng là, thậm chí càng cường đại hơn, nếu là cái dạng này lời nói, lại vì sao sẽ hôn mê, lại yêu cầu thiên đạo có thiếu, mới có thể làm này thanh tĩnh, hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo, lạc nhược hy tú quyền siết chặt, thiên đạo, phụ thân ngươi, là thiên đạo, trương huyền chấn động, không thể tin được, là 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không được kia chỉ bàn tay to, lâm vào hôn mê thiên đạo băng tán thành tam bộ phận thiên đạo có tự cùng thiên đạo có thiếu tiến vào không gian loạn lưu ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên duy trì thần giới cân bằng muốn làm hắn khôi phục chỉ có đem tản ra bộ phận thu thập cho nên ta mới như thế quyết tuyệt không thể thất bại mới chuyên môn tiến vào danh sư đại lục nghiên cứu xuân thu đại điển nghĩ cách chiến thắng khổng sư cùng khổng sư thời điểm chiến đấu làm ơn chuyện của hắn cũng là cái này, Lạc Nhược Hy nói Trương Huyền bừng tỉnh danh sư đại lục mới vừa nhận thức không lâu trước mắt nữ hài liền cùng chính mình giảng thuật quá nàng chuyện xưa muốn cứu một vị trí thân chính mình lúc ấy còn không rõ hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng là nàng phụ thân hơn nữa vẫn là thần giới thiên đạo thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người hơn nữa sinh nhi dục nữ sao hay khống chế thiên đạo tự nhiên người trong cơ thể không có thiên đạo mảnh nhỏ đột nhiên, ý thức được nàng ngôn ngữ trung không thích hợp, Trương Huyền nhìn qua, hay khống chế, cùng chính mình loại này dung hợp ở trong cơ thể, là hai loại khái niệm, ta chỉ là khống chế, cũng không phải thiên đạo một bộ phận. Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy lên, chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu tróc ra tới là được, cũng không cần nàng cũng tử vong, cứ việc loại này vận mệnh, không muốn tiếp thu, lại cũng không muốn trước mắt nữ hài, đã chịu thương tổn ta đem trong cơ thể thiên đạo có thiếu tróc ra tới phụ thân ngươi là có thể sống lại thậm chí đem tàn những người đánh chết đúng không trương huyền xem ra này ta cũng không xác định ngẩng đầu nhìn nhìn đã sụp đổ thần giới lạc nhược khi chần chờ thần giới là phụ thân căn cơ hiện tại căn cơ đều như vậy liền tính thanh tĩnh thật sự có thể đem cái kia cường đại tàn những người đánh bại sao thật khó mà nói xem ra ngươi cũng không thể khẳng định một khi đã như vậy cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ có chính mình nghĩ cách. Trương Huyền cắn chặt răng, ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên chính đế, nếu ở phối hợp thượng khổng sư, chưa chắc không thể thắng lợi, khổng sư. Hắn. Lạc nhược hy nhíu mày, khổng sư đã chết đúng không? Hắn vẫn chưa chân chính tử vong, nếu đoán không sai, hắn bị ngươi chém giết, chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng ngụy gió mạnh giống nhau là bẩm sinh thai hồn thể trương huyền nói nhìn đến ngụy gió mạnh liền hiểu được khổng sư cái gọi là bảo trì linh trí hẳn là cùng hắn giống nhau là bẩm sinh thai hồn thể có thể làm được thai trung không mê hơn nữa trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau sống lại chỉ là vấn đề thời gian lạc nhược khi sửng sốt tự hồ nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này qua đi nhìn xem sẽ biết đoán không tồi hắn hẳn là đã khôi phục bằng không Thắng những cái đó học sinh, không có khả năng liền triều tịch hải cũng chưa đi. Trương Huyền nói, khổng sư những cái đó học sinh, tử huyên của thánh đám người, mỗi người thực lực mạnh mẽ, liền tính không có đế quân trợ giúp, cũng tất nhiên có biện pháp tiến vào triều tịch hải, nhưng lại một cái cũng chưa thấy, tất nhiên là có càng chuyện quan trọng chờ, muốn sấn sở hữu đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm thời điểm đi làm, mà loại này chuyện quan trọng, rõ ràng chính là làm khổng sư khôi phục, này lạc nhược hy trong lòng chấn động bừng tỉnh đại ngộ đi thôi không hề giải thích một tay một hoa trương huyền một lần nữa đi vào khổng sư cư trú nơi quả nhiên nhìn đến một cái lão giả khoanh chân huyền phù ở không trung thấy bọn họ đi vào hơi hơi mỉm cười tới không phải khổng sư lại là người nào vị này muôn đời chi sư quả nhiên không làm chính mình thất vọng cùng suy đoán giống nhau thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở triều tịch hải thời điểm một lần nữa sống lại ngươi lạc nhược hy kiều khu nhất chấn, nàng biết đế quân có thể sống lại, bất tử đế quân cũng sống lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, ta giấu giếm thiên đạo, trước tiên liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau, u hồn trong ao cái kia không có tên người khổng lồ, chính là ta lưu lại, ngày đó bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng vừa mới vừa khôi phục thôi, khổng sư hơi hơi mỉm cười, hắn tinh thông thời gian năng lực, hoặc nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, trên thực tế vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu, vài thập niên thời gian, đều có, chúng ta ba người thực lực, là rất mạnh, nhưng muốn thắng qua tàn những người, cũng không dễ dàng như vậy, thấy khổng sư quả thực khôi phục, lạc nhược hy như cũ lắc đầu, không phải trướng người khác uy phong, diệt chính bình chí khí, mà là sự thật, vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp, cũng chưa ngăn trở đối phương, mặc dù gia tăng một cái khổng sư, lại có thể như thế nào, đồng dạng thay đổi không được cục diện, chúng ta đơn cái thực lực, thậm chí liên hợp ở bên nhau, đích xác không phải đối phương đối thủ, nhưng nếu đem mọi người lực lượng, đều dung hợp ở một người trên người đâu, khổng sư cười nhìn qua, dung hợp ở một người trên người, lần này không riêng lạc nhược khi nhíu mày, Trương Huyền cũng tràn đầy nghi hoặc, cái kia bàn tay có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo đều đánh tan, thực lực chi cường, chân thật đáng tin, tàn những người đem cổ lực lượng này toàn bộ hấp thu, lại cắn nuốt thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, đơn cái lấy ra tới, đích xác không phải đối thủ, khổng sư nói, nhưng liên hợp ở bên nhau, đem lực lượng tập trung ở một người trên người. Liền chưa chắc đi, như thế nào tập trung, lạc nhược khi nhìn qua, nói đơn giản, làm lên khó, đế quân đã đứng ở thần giới nhất đỉnh, nếu dễ dàng như vậy hấp thu người khác lực lượng, nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy, trì trệ không tiến, rất đơn giản chúng ta đem trên người lực lượng tập trung ở trương huyền trên người một khi hắn có thể phá tan đế quân gông cùng xiềng xích là có thể cứu thần giới khổng sư nói ta trương huyền sửng sốt vì cái gì là ta linh tê đế tôn tu luyện chính là tự do tự tại siêu thoát tự nhiên nhưng có phụ thân cùng thiên đạo chế ước có vướng bận người liền vĩnh viễn không có biện pháp chân chính siêu thoát nếu ta không nhìn lầm lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu ngươi cũng từng từ bỏ quá tính toán bị ta chém giết đi khổng sư nói lạc nhược hy nói không ra lời thời điểm chiến đấu đích xác từng có loại này tính toán cho nên hai người giao thủ vừa mới bắt đầu thời điểm từng người lưu trữ chuẩn bị ở sau tựa như luận bàn không giống sinh tử vật lộn vô pháp siêu thoát tự nhiên cũng liền phát huy không ra mạnh nhất lực lượng mặc dù cấp cho lại nhiều chân khí đồng dạng vô pháp đánh sâu vào kia tối cao cảnh giới đến nỗi ta khổng sư gật đầu nói lòng mang thương sinh muốn phổ độ thiên hạ, lại không muốn người khác vì ta hy sinh, nhân từ quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu tâm tàn nhẫn một ít, đem dị linh tộc diệt tộc, liền sẽ không có hiện tại cục diện, lúc trước nếu năng tướng dị linh tộc nhân toàn bộ diệt sát, tàn nhẫn người liền không khả năng sống lại, cũng sẽ không có tình huống hiện tại, cho nên ta cũng không thích hợp. Mà Trương Huyền, công pháp hài lòng, không có khuyết tật. Chú trọng sống ra chính mình, chẳng sợ thân chết chỉ cần sống được không thẹn, liền trong lòng bằng phẳng. Loại người này có được lớn hơn nửa bao dung, lớn hơn nửa phát triển không gian, chỉ có như vậy mới có thể đi càng cao, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, liền tử vong đều không để bụng, lại như thế nào sẽ bị mặt khác sự tình sở ràng buộc. Này, Trương Huyền nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy khổng sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua, không cần chối từ, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, liền tính ra đến cập, ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể sau ngươi làm được càng tốt. Linh tê đế tôn trong cơ thể tuy không có thiên đạo mảnh nhỏ, lại hàng năm khống chế thiên đạo, đối thiên đạo có thuộc về chính mình lý giải, ta khống chế thiên đạo có tự, nếu chúng ta đem lực lượng giáo huấn cho ngươi, ngươi trong cơ thể liền sẽ có được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, phối hợp thượng phân thân cửu thiên hỗn độn kim liên, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, trưởng càng khôn, chiến cửu tiêu. Diệt vạn vật, hảo đi, thấy đối phương đã làm ra quyết định, chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, Trương Huyền gật gật đầu, ầm vang, khoanh chân làm tốt, nháy mắt công phu, hai cổ hùng hồn lực lượng, liền từ hai sườn rót dũng mà đến, Trương Huyền toàn thân cứng đờ, cả người phản phất trong phút chốc hóa thân thiên đạo, bay lượng ở trên chính tầng trời, linh hồn, thân thể, chân khí, đều ở nháy mắt được đến tẩy lễ, càng ngày càng cường, càng ngày càng hùng hồn, các ngươi cũng muốn ngăn ta cũng hảo, giết các ngươi, lại đi đem trương huyền chém giết, đem lạc thất thất cùng phân thân đám người chụp phi, tàn những người lạnh lùng cười, phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, đích xác rất cường đại, bất quá, cùng hắn so, như cũ yếu đi một ít, triều tịch hải đem thần giới ra khỏi thành thị ngoại linh khí, cơ hồ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hiện tại này đó lực lượng, đều hóa thành hắn gửi nuôi, giơ tay nhấc chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, này đó đế quân, Thần vương, cứ việc đại biểu thần giới nhất định, như củ bất kham một kích, lúc này tàn nhẫn người, phản phất đại biểu toàn bộ thần giới, không người có thể chắn, thần giới diệt vong, chúng ta tồn tại cũng không ý nghĩa, ta vân ly, cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu thật lớn ngũ trảo kim long, lăng không hướng hắn nhào tới, liền ngươi, không xứng, tàn nhẫn nhân thủ trưởng nhéo, kim long liền treo ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào giải dụa đều chạy thoát không xong. Lão hữu, chờ ta, đỡ mảnh đế quân cũng một tiếng trống to, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không đi vào trước mặt, bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn biểu hiện ra tới, ngọn lửa chiếu rọi không trung, huyền minh đại đế, bản tôn nải một đầu đại quy, tựa như nâng lên chư thiên, tứ đại thần thú, trấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, đều trở nên thông thả xuống dưới, càng không phản phất ở nháy mắt định trụ. Phanh 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 phanh, liên tục bốn trưởng, tàn những người đem bốn thú trấn áp xuống dưới, trong mắt hiện lên một đạo nùng liệt sát ý, nếu các ngươi tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi, tiếng gầm gừ trung, đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ mặt sát, liền cảm thấy dơ lên cánh tay căng thẳng, ở không trung ngừng lại, muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có, ngay sau đó, mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một bóng người từ không trung chậm rãi đi ra, đúng là Trương Huyền, lúc này thanh niên toàn thân lực lượng mênh mông, sau vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, tự thiên mà đến, tựa như cả người chính là một cái thế giới, tiến bộ không ít, tàn nhẫn người ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, vì sao ngắn ngủn vài phút quan cảnh, thực lực của đối phương có như thế thật lớn biến hóa, bất quá, gia tăng rồi lại như thế nào. Toàn thịnh kỳ thần giới, đều ngăn cản không được, ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được ta, một tiếng hừ lạnh, tàn nhẫn người lại lần nữa chụp lạc mà xuống trương huyền trường kiếm giơ lên đón đi lên hai bên chiến đấu ở bên nhau không gian từng đạo xé rách dòng khí khắp nơi tán loạn trương huyền có thể hay không thắng lợi tự tại thiên khổng sư nơi dừng chân lạc nhược hy tràn đầy lo lắng xem qua đi nàng cùng khổng sư đem lực lượng truyền lại cấp trương huyền tự thân tu vi đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp bậc không bằng phía trước như vậy huy hoàng bất quá cấp bậc ở nơi nào bãi chỉ cần lực lượng cũng đủ chung có một ngày, có thể một lần nữa khôi phục bằng vào hiện tại thực lực, muốn thắng qua. Rất khó. Trừ phi, hắn có thể lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng, trầm mặc một lát, Khổng Sư nói, mười mấy đế quân liên hợp đều không thể thắng qua tàn những người, mặc dù bọn họ đem lực lượng toàn bộ truyền lại cấp đối phương, muốn thắng qua cũng không dễ dàng như vậy, sở dĩ làm như vậy là bởi vì lực lượng chỉ có tập trung ở một người trên người mới có khả năng chạm vào đỉnh điểm mới có khả năng chân chính siêu việt cực hạn đột phá tự mình siêu việt đế quân lực lượng lạc nhược hy ánh mắt xa xưa phụ thân còn thanh tĩnh thời điểm từng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói nhưng nàng vô pháp làm được chính mình âu yếm nam tử có thể làm được sao hắn nhất định có thể hắn có một viên bất khuất tâm cùng đối thế giới này ngạo nghễ nhìn ra nàng trong lòng nghi vấn khổng sư cười nói phanh 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 liên tục mấy chiêu xuống dưới, Trương Huyền Hổ khẩu rạn nứt, ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết thương, dữ tận đáng sợ, cùng khổng sư nói giống nhau, mặc dù dung hợp bọn họ hai người lực lượng, trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, như cũ không phải đối thủ, ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, bất quá như vậy. Tàn nhẫn người lạnh lùng cười, dù sao không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì đều sẽ bị giết, một khi đã như vậy, ta muốn chết ở ngươi mạnh nhất công kích dưới hít sâu một hơi, Trương Huyền ngừng lại, không ở tiến công, ngược lại nhìn về phía trước mắt tàn những người, hảo, ta thành toàn ngươi, cho ngươi mạnh nhất công kích, nghe hắn nói như vậy, tàn những người sửng sốt một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay dơ lên, rầm, một đạo thanh quan xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên chụp lạc mà xuống, quả nhiên là mạnh nhất công kích, toàn bộ thần giới đều phát ra nổ vang, tựa như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái thật lớn hố động, hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền vẫn chưa tránh né, phanh, đầu tạc vỡ ra tới, linh hồn khắp nơi tán loạn, Trương Huyền. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhật, lạc thất thất tựa như nổi điên, vân ly đại đế đám người cũng trừng lớn đôi mắt, không ngừng run run. Thấy như vậy một màn khổng sư cùng lạc nhược hy cũng tất cả đều sửng sốt, bổn ý là làm hắn đột phá công cùng xiền xích, đánh sâu vào siêu việt đế cảnh cảnh giới, như thế nào không đi phản kháng, cam tâm chịu chết, như vậy chẳng phải cô phụ bọn họ một phen hảo tâm không đúng là bất tử đế quân bất tử phương pháp đang ở kỳ quái khổng sư đột nhiên mở miệng mọi người ngay sau đó nhìn đến đầu nổ tung thậm chí linh hồn vỡ vụn trương huyền ngực mặt dây đột nhiên nổ tung một giọt máu huyền phù dựng lên bốc cháy lên hình thành một đoàn cực nóng ngọn lửa trong ngọn lửa một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh chậm rãi mà ra hắn mượn dùng lực lượng của đối phương cùng mặt dây trung máu Đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia lìa, Lạc Nhược khi đồng tử co rút lại, dục hỏa trùng sinh sau Trương Huyền, trong cơ thể thế nhưng không có thiên đạo thư viện, không có thiên đạo quấy nhiễu, thoát ly thiên đạo, hắn như thế nào làm được, Khổng Sư cũng tràn đầy không thể tin được, thiên đạo cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một, vì thoát khỏi, hắn không thể không hồn phi phách tán, mượn dùng u hồn trì một lần nữa ngưng tụ hồn phách, trước mắt vị này, chỉ bị chém giết một chút, liền hoàn toàn thoát khỏi dùng biện pháp gì, ta đã biết. Hắn dùng tàn những người thoát khỏi linh hồn khế ước biện pháp. Lạc nhược khi phản ứng lại đây, linh hồn khế ước trói định chủ nhân cùng người hầu, chủ nhân không giải trừ, người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế. Thiên đạo thư viện cũng là như thế này, có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước, trói định linh hồn, bất tử sẽ không thoát ly, nhưng... Tàn những người mượn dùng cái loại này đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước, cụ thể phương pháp, trương huyền phía trước kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá chỉ sợ khi đó liền động tâm tư lúc này mới cố ý liều chết làm này thi triển ra mạnh nhất lực lượng đối hắn công kích mượn dùng loại này lực lượng dục hỏa trùng sinh không nghĩ tới quả nhiên đại hoạch thành công thì ra là thế đây mới là đột phá đế quân phương pháp từ trong ngọn lửa đi ra trương huyền trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười như là minh bạch cái gì đột nhiên vẫy tay một cái một bên phân thân lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay lại đây, trong phút chốc, cùng tự thân hoàng mỹ dung hợp, nháy mắt công phu, mọi người cảm giác, trước mắt Trương Huyền, như là biến thành cửu thiên, cửu thiên chính là hắn, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, hỗn loạn cửu thiên, lập tức ổn định xuống dưới, cửu thiên hỗn độn kim liên, cửu thiên ra đời khi xuất hiện, có thể ổn định cửu thiên, lúc này phân thân cùng tự mình hoàng mỹ dung hợp, tuy hai mà một, cũng chẳng khác nào hắn khống chế loại này lực lượng không chỉ có như thế dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên tu vi hắn vốn là đạt tới đỉnh cảnh giới xuất hiện buông lỏng tự hồ tùy thời đều sẽ đột phá chủ tớ tình huynh đệ tình sư sinh tình cha mẹ tình tình yêu dung hợp ở bên nhau nguyên lai chính là thế gian vạn vật đây mới là người mặt mang mỉm cười trương huyền lẩm bẩm tự nói thiên đạo thư viện thoát ly linh hồn khoảnh khắc hắn hiểu được là người nhìn thế giới mới có thế giới vẫn là trước có thế giới sau có người là phong động vẫn là tâm động vấn đề này tuyên cổ bất hủ bối rối vô số người đương nhiên hiện tại này đó đều không quan trọng không có sinh mệnh không có tình cảm thế giới liền tính tồn tại lại có gì ý nghĩa cho nên đột phá tình yêu lúc sau là chúng sinh tình là đang chéo thiên hạ tình cảm thế gian vạn vật đều có tình cảm có tình mới có thế giới có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh ái là tình ghét là tình, cao hứng, là tình, thống khổ, là tình, ly biệt, là tình, gặp nhau, cũng là tình, muôn vàng tình ý, vì ta sử dụng, một tiếng hô nhỏ, trương huyền trong cơ thể giam cầm cảnh giới, nháy mắt phá vỡ, đế quân gông cùng xiền xích, đột phá, trong nháy mắt, phản phất chạm đến một thế giới hoàn toàn mới cùng đại môn, linh hồn được đến nhanh chóng tẩm bổ, vô số hỗn độn chi khí, dũng lại đây, thân thể cũng bay nhanh tăng lên, phía trước chỉ có hấp thu linh lực, mới có thể tiến bộ, mà hiện tại không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, cho dù là đối phương thanh quan, đều có thể vì ta sở hữu, tuy hai mà một, ngươi. Tàn những người không nghĩ tới, chính mình toàn lực công kích, không những không đem này chém giết, ngược lại thành toàn hắn, khí qua qua. Gọi bậy, một tiếng gầm lên, lại lần nữa công kích xuống dưới, ngươi oán hận cao cao tại thượng đế quân, không ở không gian loạn lưu trung cứu chính mình, là tình cảm thấy từng là ta người hầu, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng cường đại hơn, đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế được ngươi, ngươi lại như thế nào thắng đến quá ta, không bị ta khống chế, đạm đạm cười, trương huyền thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng một trảo, nguyên bản tung hoành vô địch tàn những người, đã bị vô số tình cảm dây nhỏ, giam cầm ở bên nhau bó tay bó chân vô pháp nhúc nhích chỉ cần có tình liền phải bị hắn sử dụng bị hắn khống chế ngươi tàn nhẫn người trong mắt tràn đầy sợ hãi trương sư ta là ngươi người hầu đừng giết ta ta nguyện ý linh hồn hiến tế hiện tại lại nói này đó đã chậm hơi hơi mỉm cười trương huyền lắc lắc đầu khống chế thiên hạ chi tình người hầu linh tinh đối với hắn tới nói đã không bất luận cái gì ý nghĩa giết thần cấp nhiều người như vậy bị thương chính mình bạn gái, lạc thất thất cùng với nhiều như vậy bằng hữu, hôm nay, lại sao có thể khoan thứ, không, cảm nhận được hắn quả quyết, tàn những người đồng tử co rút lại, giọng nói chưa kết thúc, lập tức cảm thấy trên người một trận kịch liệt đau đớn, phanh, trong nháy mắt gian, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rót dũng, phía trước, triều tịch hải cắn nuốt rất sở hữu lực lượng, lúc này toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về, đã khô kiệt hoang dã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Này, như vậy liền giết Vân Ly Đại Đế, Bất Tử Đế Quân, Linh Lung Tiên Tử A đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Vừa rồi bọn họ cùng tàn những người đã giao thủ, biết đáng sợ, như vậy cường đại người, thế nhưng tùy tay hủy diệt, vị này trương huyền. Rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi, chẳng lẽ đế quân phía trên, thật sự còn có mặt khác cảnh giới, hắn thành công, khổng sư cùng lạc nhược hy, buông ra siết chặt nắm tay đây là thiên đạo một bộ phận, ta đây hiện tại liền trả lại thiên đạo, nhìn đến vừa rồi từ chính mình trong cơ thể, bị tách ra tới, thiên đạo có thiếu, như cũ ở không trung huyền phù, trương huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra, ông, từ trọng sinh liền cùng với hắn thư viện, ầm ầm được khảm ở thần giới không trung phía trên, đại trung minh vang, không ngừng hỏng mất thần giới, mắt thường có thể thấy được thông thả khôi phục, hỗn loạn dòng khí, cũng một lần nữa tụ lại lên, sụp đổ thần giới, rốt cuộc ngừng lại, khô khốc linh khí, cũng cùng với tàn những người tử vong, chậm rãi sống lại, xem ra, thần giới muốn một lần nữa nên đón linh khí sống lại thời đại. Trương Huyền cười, triều tịch hải lỗ thủng, cùng với thiên đạo bổ toàn, đã khôi phục, thần giới khôi phục trước kia rầm rộ, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Huyền, bên này, mới vừa làm xong này đó, trong đầu vang lên một thanh âm, Trương Huyền sửng sốt một chút, một bước bước ra, này một bước, không biết bay rất xa, ngay sau đó nhìn đến một thanh niên đứng ở trước mặt, đúng là phía trước truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia, tiền bối, ngươi, nhìn đến là hắn, trương huyền sửng sốt, phía trước liền cảm thấy vị này, sâu không lường được, hiện tại mới phát hiện, so với chính mình, cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã là đạt tới đế quân nhất đỉnh, so với phía trước lạc nhược hy, đều cường đại không biết nhiều ít, thẳng hô tên của ta có thể, ta kêu. Nhíp đồng thanh niên trên người tản mát ra thẳng tiếng không lùi kiếm ý, nhàn nhạt nói, nhiếp đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, cùng ta tới, mà ngươi thấy ca ca ta. Gọi là nhiếp đồng thanh niên nhoẻn miệng cười, về phía trước cất bước mà ra, Trương Huyền theo sát ở sau người, không biết bay rất xa, ở một cái ngọn núi trước ngừng lại, ngay sau đó thấy được một cái khác thanh niên, dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai hàng lông mày dơ lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể nhìn thấu cảm giác, này thực lực. Trương Huyền rung lên, trước mắt vị này thanh niên thực lực, thế nhưng so với hắn còn phải cường đại, đồng dạng đột phá đế quân gông cùng xiền xích, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa dày nặng, tại hạ, nhiếp vân. Thanh niên đạm đạm cười, nhìn lại đây, cũng chính là nhiếp linh tê, ngươi trong miệng lạc nhược hy phụ thân, nhược hy phụ thân, Trương Huyền chấn động, ngươi là thần giới thiên đạo. Phía trước Lạc Nhược Hy nói qua, chính mình phụ thân, là thiên đạo, như thế nào đều không thể tưởng được, là như thế này một người tuổi trẻ người, ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn, biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này, là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể. Nhíp Vân đạm đạm cười, Trương Huyền không thể tin được, thần giới thế nhưng là trước mắt người này sáng tạo, khi thực lực của hắn, nên có bao nhiêu cường, không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo ngươi lại là thiên đạo vì sao tùy ý tàn những người tàn sát bừa bãi mà không ra tay trương huyền nhìn qua nếu không phải chính mình đột phá thần giới vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ vì sao trước mắt người này mặc kệ không hỏi thậm chí liền nữ nhi sinh tử đều quan tâm không trả lời hắn vấn đề nhiếp vân nhàn nhạt nhìn qua ngươi cho rằng thần giới phía trên còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao này trương huyền tạm dừng một chút hẳn là có đi tuy rằng chưa thấy qua nhưng nếu hắn có thể tu luyện đến loại này cảnh giới có lẽ những người khác cũng có thể thậm chí càng cường thật giống như trước mắt vị này ta từng hoài nghi thần giới phía trên sẽ có càng cường đại sinh mệnh cho nên dùng hết toàn lực nhìn trộm cuối cùng đưa tới càng cao thế giới phản vệ một cái bàn tay phá không mà xuống nhiếp vân nhìn qua lúc ấy nếu ta trốn tránh vô cùng có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị mạc bình không còn có nửa cái sinh mệnh. Cho nên, chặn lại chiêu này, nhưng cũng bởi vậy, hóa thân thiên đạo bị phân liệt đi ra ngoài, loại tình huống này, ta tưởng khôi phục, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, nhưng... Ta minh bạch, muốn chân chính siêu thoát thần giới công cùng xiền xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới ở ngoài, lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được, cho nên, muốn nhìn xem, có hay không sinh mệnh, có thể đột phá đế quân gông cùng xiền xích, đạt tới cùng ta bình tề nông nổi, cho nên, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm, đưa đến tầng chót nhất thế giới. Phân biệt ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái không thuộc về thế giới này linh hồn. Mà ngươi, cuối cùng không làm ta thất vọng, nhiếp vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua, cũng là vì ngươi. Trương Huyền trong lòng chấn động, khó trách, có thể xuyên qua lại đây, không nghĩ tới đều là trước mắt vị này việc làm ha hả nhiếp vân nhẹ nhàng cười nói bản thân thuộc về thế giới này liền có đối thế giới kính sợ muốn đột phá thế giới công cùng xiền xích khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều ta cũng là tâm niệm vừa động cũng không nghĩ tới ngươi thật sự có thể thành công ta trương huyền sắc mặt đỏ lên nếu không phải khổng sư ta căn bản không có khả năng đạt tới loại tình trạng này không có khổng sư vô tư phụng hiến muốn đạt tới hiện tại cảnh giới, căn bản không có khả năng làm được, cơ hội ta cho hắn, không nắm chắc được mà thôi. Cùng Linh Tê so đấu, kỳ thật chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội, đáng tiếc, hắn lựa chọn tránh lui, cho rằng chính mình để lại chuẩn bị ở sau, có thể toàn thân mà lui, trên thực tế lại là mất đi dũng mãnh tinh tiến, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu liền điểm này tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể cùng chi chống lại, nhiếp vân nói, trương huyền trầm mặt không nói lúc ấy hai người chiến đấu hắn đều xem ở trong mắt khổng sư đích xác ở quả quyết thượng có chút thiếu thỏa cũng có khả năng hắn không muốn chém vết lạc nhược hy đi đáng tiếc liền này nhất niệm chi gian bỏ lỡ thăng cấp cơ hội nếu khổng sư thắng lợi nhược hy liền sẽ chết một lát sau trương huyền nhìn qua lông mày nhăn lại chẳng lẽ trước mắt vị này liền nữ nhi sinh tử đều mặc kệ có ta ở đây nàng sẽ không chết nhiếp vân đạm đạm cười người hiện tại thực lực cùng ta cũng không kém bao nhiêu ngươi cảm thấy hai người thực lực sống chết trước mắt muốn cứu người có thể làm được hay không này trương huyền cười khổ đột phá đế quân cùng đế quân là hai khái niệm nếu hắn thật sự nguyện ý ra tay đích xác có thể ở cuối cùng thời điểm đem người cứu hơn nữa bảo đảm một chút thương đều chịu không nổi linh tê là ta một cái khác thê tử lạc khuynh thành sở sinh cho nên nàng ngụy trang tên họ lạc vì có thể làm nàng tin tưởng không xử trí theo cảm tính đến bây giờ vẫn luôn cho rằng ta còn lâm vào hôn mê nhiếp vân cười khổ một tiếng ta cái này cha cũng coi như làm được đủ tàn nhẫn như vậy đi chuyện này vẫn là ngươi cùng nàng giải thích đi rốt cuộc nàng hiện tại tâm tư đã chuyển dời đến trên người của ngươi ta cái này lão cha phỏng chừng đều nhớ không nổi ha ha ta tạm thời liền không xuất hiện tránh né thượng một đoạn thời gian lại nói bằng không thật sợ nàng nháo đến long trời lỡ đất. Nhìn đến trước mắt vị này như thế không đáng tin cậy lão cha, da mặt vừa kéo, Trương Huyền đành phải đáp ứng, hảo đi, không đáp ứng cũng không có biện pháp, ai làm chính mình bắt cóc nhân gia nữ nhi, thiên đạo thư viện, là ta một đạo ý niệm biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiền xích, ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực, đột phá gông cùng xiền xích, thuyết minh năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm phụ thân cũng coi như vui mừng, đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, chương 855 vậy ngươi đáp ứng ta, không được rời đi ta, linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần chính mình không giải trừ, chẳng sợ đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải, thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng gà, phía trước chỉ là thần vương, hắn là đế quân đồng dạng không có biện pháp giải quyết loại này ước định, vì phòng ngừa gia hỏa này thay đổi, xuất hiện phản vệ hiện tượng, danh sư đại lục liền từng chuyên môn định ra, mặc dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng vô pháp tránh thoát linh hồn gian ước định A, à, linh hồn khế ước, đích xác vô pháp từ thức hải trung phân liệt đi ra ngoài, nhưng ta dung hợp ngay cả thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể, đem loại này khế ước hóa giải rớt, cũng không khó. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng, quanh kích khế ước nơi chỗ là có thể làm được tàn nhẫn nhân đạo linh hồn khế ước là thành lập ở thiên đạo cơ sở thượng đặc thù lực lượng liền thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải hóa giải cái linh hồn khế ước chỉ cần xử lý thích đáng lại có gì khó thì ra là thế trương huyền ánh mắt chợt lóe cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng coi như cảm tạ đem ta đưa tới thần giới giải thích xong tàn nhẫn người không hề nhiều lời trên người hơi thở càng thêm tuyên cổ xa xưa phía sau hắc động trở nên càng thêm thật lớn, hiển nhiên nói chuyện công phu, lại cắn nuốt không biết nhiều ít lực lượng, làm bổ dưỡng, trương huyền, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng cường, lạc nhược hy cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng truyền âm lại đây, chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng nghi hoặc tiêu hết, trương huyền hít sâu một hơi, trong tay trường kiếm, đột nhiên dơ lên, một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi, ầm vang, cường đại nhất kiếm ý, lại lần nữa thi triển mà ra sinh đương phục quy thuận chết đương trường tương tư sinh tử toàn không để bụng lại có chuyện gì có thể ngăn trở này nhất chiêu kiếm pháp tuy rằng là không đạt tới đế quân lĩnh ngộ lại ẩn chứa trong lòng hết thảy chấp niệm đem trong cơ thể thiên như hữu tình công pháp phát huy tới rồi cực hạn hô nhất kiếm đem tàn những người công kích trảm thành hai nữa cùng thời khắc đó lạc nhược hy cũng ra tay tay ngọc quay cuồng kiếm mang như tuyết nàng kiếm pháp cùng kiếm thần thiên vị kia thanh niên có chút tương tự, mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Các ngươi chiêu số là rất lợi hại, nhưng đối lập ta, vẫn là kém chút, nhẹ nhàng cười, tàn nhẫn người lại lần nữa xuống phía dưới chọc tới, trong nháy mắt, che trời, bàn tay đem thiên địa đều bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt sao trời đều phản phất phải bị ngạnh sinh sinh đánh hạ tới, phốt, phốt, trương huyền cùng lạc nhược khi đồng thời bay ngược mà ra, người ở không trung máu tươi cuồng phun, lấy hai người thực lực, thế nhưng ngăn cản không được, gia hỏa này rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới, làm càng. Phân thân đi nhanh đạp tới, mỗi đi một bước, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy thanh âm, từ xa nhìn lại, bức cách mười phần, luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn tu vi so với trương huyền, chút nào không yếu, một quyền dơ lên, lực lượng xông lên cửu thiên, cùng tàn những người đối chạm vào, đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được nhất chiêu, trương huyền che lại cái trán thành tựu đế quân, phân thân như cũ không thay đổi trang bức bản tính, như vậy hoa mỹ trang bức, còn không bằng đem lực lượng tập trung lên, quy lực lớn hơn nữa, đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ đã chết, chúng ta đều sẽ chết, tiểu hoàng gà hét lớn một tiếng, đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt, không trung đều giống bị bật lửa, dư lại sáu đại đế quân, cũng từng người thi triển thủ đoạn, bảy vị đế quân liên hợp, Vĩ thiên diệt địa, một phương thiên địa ở trước mặt đều ngăn cản không được, nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng tàn nhẫn người, công kích đi vào trước mặt, hắc động đột nhiên biến đại, chớp mắt công phu liền đem lực lượng cắn nuốt sạch sẽ, tăng cường phản kích mà ra, phanh 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 phanh, bảy vị đế quân cùng trương huyền đám người giống nhau, bay ngược mà ra, mười đại đế quân, liên hợp ở bên nhau, thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu, gia hỏa này, như thế nào sẽ như vậy cường đại, các ngươi có thể đã chết nhất chiêu đánh tan mọi người, tàn những người về phía trước một bước, thủ đoạn vừa lật, lại lần nữa chụp xuống dưới, bọn chuột nhắc dám ngươi, cùng với hét lớn một tiếng, phía trước kiếm thần thiên vị kia lão giả, đột ngột xuất hiện, che ở trước mặt, trong tay trường kiếm hóa thành ngân hà, đế quân. Hắn cũng là đế quân thực lực, trương huyền đồng tử co rụt lại, vị này lão giả lúc trước đi theo thanh niên phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất phong hào thần vương, thi triển ra lực lượng mới phát hiện, thế nhưng cũng là một vị đế quân cường giả. Nếu hắn là đế quân, vị kia thanh niên, là cái gì? Hắn bản thân chính là kiếm thần thiên đế quân. Dãy dụa đứng thân tới, lạc nhược hy cắn răng nói, kia, truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu? Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được, hắn là. Lạc nhược hy vừa định trả lời, không gian một trận vặn vẹo, ngay sau đó nhìn đến kiếm thần thiên vị này đế quân, đồng dạng bay ngược đi ra ngoài, dừng ở cách đó không xa tạp ra một cái hố to trương huyền hiện tại thực lực cùng đối kiếm đạo lĩnh ngộ vượt xa quá hắn đều chống lại không được hắn mặc dù tu vi không yếu kiếm thuật cao minh như cũ không phải đối thủ ha ha đế quân một đám gà vườn chó xóm mà thôi hôm nay ta liền diệt cửu thiên diệt này thần giới đem hết thảy quy tắc sang bằng đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại tàn những người điên cuồng cười to bốn phía không gian không ngừng sụp xuống phụ trợ hắn như yêu như ma làm sao bây giờ trương huyền nắm tay siết chặt vừa rồi hắn cùng phân thân đều thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu thậm chí trước mắt lạc nhược hy cũng đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu chẳng lẽ thần giới thật sự không ai có thể ngăn trở trước mắt vị này tùy ý hắn đem thế giới hủy diệt duy nhất biện pháp là đem ngươi thiên đạo có thiếu trở về thiên đạo bản thân làm thiên đạo đem hắn trấn áp Lạc Nhược khi tú quyền siết chặt, hốc mắt phím hồng, trở về thiên đạo bản thân. Trương Huyền biết nàng ý tứ, trong đầu thư viện, bản thân là thiên đạo một bộ phận, một khi trở về, thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn hoàn chỉnh, có lẽ liền có thể chữa trị lỗ hổng, tự mình đem tàn những người bài xích đi ra ngoài, thật giống như nhân thể miễn dịch hệ thống, miễn dịch hệ thống hoàn chỉnh, virus tới, dễ dàng xua đuổi, hỏng rồi, chống cự không được virus xâm lấn, cường tráng nửa người cũng sẽ bởi vậy tử vong chỉ là hắn quá cường đại mặc dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh cũng vô pháp trấn áp đi trương huyền lắc đầu virus miễn dịch hệ thống là có thể chém giết nhưng mảnh hổ đâu lại cường miễn dịch hệ thống lại có biện pháp nào trước mắt vị này chỉ là bình thường thần vương chẳng sợ phong hào thiên đạo đều có thể dễ dàng giết chết có thể so đế quân đều phải cường đại đã là không phải thiên đạo có thể chống lại này Lạc Nhược Hy tạm dừng một chút, trắng tinh ngọc diện thượng lộ ra mất mát chi sắc, đúng vậy. Không có biện pháp trấn áp, nhưng là, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn là có thể tỉnh lại, chém giết vị này, cũng không khó, hắn. Trương Huyền nhíu mày, ta mang ngươi đi gặp hắn, liền ở tự tại thiên. Hít sâu một hơi, Lạc Nhược Hy cắn răng một cái, xoay người liền về phía trước bay đi, muốn chạy trốn. Tàn nhẫn người hừ lạnh, xuống phía dưới nhấn một cái, phanh lạc nhược hy từ không trung rơi xuống ngươi trương huyền kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới kiếm ý huy hoàng mà ra ken 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 lại lần nữa bị tàn những người ngăn trở các ngươi đi mau ta tới ngăn trở hắn biết bọn họ lại tưởng cứu vớt thần giới phương pháp mà không phải đào tẩu phân thân cùng bất tử đế tôn hét lớn một tiếng che ở phía trước lạc thất thất cũng lắc mình biến hóa trở về tỉnh không châu bản thể bốn phía không gian động lại lên đi thấy mọi người phấn đấu quên mình che ở mặt sau, không sợ sợ tử vong, Trương Huyền hốc mắt đỏ lên, bất quá, cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, lôi kéo lạc nhược hy, thân thể nhoán lên, cắt qua không gian, ngay sau đó đã xuất hiện ở tự tại thiên phạm vi, tự tại thiên hiện tại đã không có phía trước tự tại, thần giới sụp đổ, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, người nói hắn, ở nơi nào, không rảnh đi quan sát người thường sinh hoạt, Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài. Nếu nàng nói người nọ, thật có thể cứu vớt thần giới, chính mình hy sinh thì đã sao, hắn là phụ thân ta, người mặt dây trung máu, chính là hắn, bất tử đế quân, từng là hắn thú sủng. Lạc Nhược Hy điều tức một chút, giải thích nói, phụ thân, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vẫn luôn cảm thấy mặt dây trung máu cùng Lạc Nhược Hy tương tự, rồi lại bất đồng, nguyên lai là nàng phụ thân, như vậy cũng liền giải thích, vì sao bất tử đế quân lưu lại kia đạo ý niệm, nhìn đến mặt dây sau lập tức nhận chính mình là chủ, phụ thân ngươi cũng là đế quân. Hoặc là có được siêu việt đế quân thực lực, nhịn không được nói, thư viện hỗn loạn, là mặt dây trung máu, làm chính mình khôi phục thanh tĩnh, chẳng lẽ, không chỉ có nàng là đế quân, phụ thân cũng là, thậm chí càng cường đại hơn, nếu là cái dạng này lời nói, lại vì sao sẽ hôn mê, lại yêu cầu thiên đạo có thiếu, mới có thể làm này thanh tĩnh, hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo, lạc nhược hy tú quyền siết chặt, thiên đạo. Phụ thân ngươi là thiên đạo. Trương Huyền chấn động, không thể tin được là 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không được kia chỉ bàn tay to, lâm vào hôn mê, thiên đạo băng tán thành tam bộ phận, thiên đạo có tự cùng thiên đạo có thiếu, tiến vào không gian loạn lưu, ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên, duy trì thần giới cân bằng, muốn làm hắn khôi phục, chỉ có đem tản ra bộ phận thu thập cho nên ta mới như thế quyết tuyệt không thể thất bại mới chuyên môn tiến vào danh sư đại lục nghiên cứu xuân thu đại điển nghĩ cách chiến thắng khổng sư cùng khổng sư thời điểm chiến đấu làm ơn chuyện của hắn cũng là cái này lạc nhược hy nói trương huyền bừng tỉnh danh sư đại lục mới vừa nhận thức không lâu trước mắt nữ hài liền cùng chính mình giảng thuật quá nàng chuyện xưa muốn cứu một vị trí chí thân chính mình lúc ấy còn không rõ hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng là nàng phụ thân, hơn nữa vẫn là thần giới thiên đạo, thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, hơn nữa sinh nhi dục nữ sao, hay khống chế thiên đạo tự nhiên. Người trong cơ thể, không có thiên đạo mảnh nhỏ. Đột nhiên, ý thức được nàng ngôn ngữ trung không thích hợp, Trương Huyền nhìn qua, hay khống chế, cùng chính mình loại này dung hợp ở trong cơ thể, là hai loại khái niệm, ta chỉ là khống chế, cũng không phải thiên đạo một bộ phận. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy lên, chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu tróc ra tới là được, cũng không cần nàng cũng tử vong, cứ việc loại này vận mệnh, không muốn tiếp thu, lại cũng không muốn trước mắt nữ hài, đã chịu thương tổn, ta đem trong cơ thể thiên đạo có thiếu tróc ra tới, phụ thân ngươi là có thể sống lại, thậm chí đem tàn những người đánh chết đúng không? Trương Huyền xem ra, này, ta cũng không xác định, ngẩng đầu nhìn nhìn đã sụp đổ thần giới, lạc nhược khi chần chờ. Thần giới là phụ thân căn cơ, hiện tại căn cơ đều như vậy, liền tính thanh tĩnh, thật sự có thể đem cái kia cường đại tàn những người đánh bại sao? Thật khó mà nói, xem ra ngươi cũng không thể khẳng định, một khi đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ có chính mình nghĩ cách. Trương Huyền cắn chặt răng, ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên chính đế, nếu ở phối hợp thượng khổng sư, chưa chắc không thể thắng lợi, khổng sư. Hắn, Lạc Nhược Hy nhíu mày, khổng sư đã chết đúng không? Hắn vẫn chưa chân chính tử vong, nếu đoán không sai, hắn bị ngươi chém giết, chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng ngụy gió mạnh giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể, Trương Huyền nói, nhìn đến ngụy gió mạnh, liền hiểu được, khổng sư cái gọi là bảo trì linh trí, hẳn là cùng hắn giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể, có thể làm được thai trung không mê hơn nữa trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau sống lại chỉ là vấn đề thời gian lạc nhược khi sửng sốt tự hồ nàng không nghĩ tới sẽ là như thế này qua đi nhìn xem sẽ biết đoán không tồi hắn hẳn là đã khôi phục bằng không hắn những cái đó học sinh không có khả năng liền triều tịch hải cũng chưa đi trương huyền nói khổng sư những cái đó học sinh tử uyên cổ thánh đám người mỗi người thực lực mạnh mẽ liền tính không có đế quân trợ giúp cũng tất nhiên có biện pháp tiến vào triều tịch hải nhưng lại một cái cũng chưa thấy tất nhiên là có càng chuyện quan trọng chờ muốn sấn sở hữu đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm thời điểm đi làm mà loại này chuyện quan trọng rõ ràng chính là làm khổng sư khôi phục này lạc nhược hy trong lòng chấn động bừng tỉnh đại ngộ đi thôi không hề giải thích một tay một hoa trương huyền một lần nữa đi vào khổng sư cư trú nơi quả nhiên nhìn đến một cái lão giả khoanh chân huyền phù ở không trung thấy bọn họ đi vào hơi hơi mỉm cười tới không phải khổng sư, lại là người nào, vị này muôn đời chi sư, quả nhiên không làm chính mình thất vọng, cùng suy đoán giống nhau, thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở triều tịch hải thời điểm, một lần nữa sống lại, ngươi. Lạc nhược hy kiều khu nhất chấn, nàng biết đế quân có thể sống lại, bất tử đế quân cũng sống lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, ta giấu giếm thiên đạo, trước tiên liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau u hồn trong ao cái kia không có tên người khổng lồ, chính là ta lưu lại, ngày đó bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng vừa mới vừa khôi phục thôi, khổng sư hơi hơi mỉm cười, hắn tinh thông thời gian năng lực, hoặc nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, trên thực tế vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu, vài thập niên thời gian, đều có, chúng ta ba người thực lực, là rất mạnh, nhưng muốn thắng qua tàn những người, cũng không dễ dàng như vậy thấy khổng sư quả thực khôi phục lạc nhược hy như cũ lắc đầu không phải trướng người khác uy phong diệt chính mình chí khí mà là sự thật vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp cũng chưa ngăn trở đối phương mặc dù gia tăng một cái khổng sư lại có thể như thế nào đồng dạng thay đổi không được cục diện chúng ta đơn cái thực lực thậm chí liên hợp ở bên nhau đích xác không phải đối phương đối thủ nhưng nếu đem mọi người lực lượng đều dung hợp ở một người trên người đâu khổng sư cười nhìn qua, dung hợp ở một người trên người, lần này không riêng lạc nhược hy nhíu mày, trương huyền cũng tràn đầy nghi hoặc, cái kia bàn tay có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo đều đánh tan, thực lực chi cường, chân thật đáng tin, tàn những người đem cổ lực lượng này toàn bộ hấp thu, lại cắn nuốt thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, đơn cái lấy ra tới, đích xác không phải đối thủ, khổng sư nói, nhưng liên hợp ở bên nhau, đem lực lượng tập trung ở một người trên người liền chưa chắc đi như thế nào tập trung lạc nhược khi nhìn qua nói đơn giản làm lên khó đế quân đã đứng ở thần giới nhất đỉnh nếu dễ dàng như vậy hấp thu người khác lực lượng nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy trì trệ không tiến rất đơn giản chúng ta đem trên người lực lượng tập trung ở trương huyền trên người một khi hắn có thể phá tan đế quân gông cùng xiềng xích là có thể cứu thần giới khổng sư nói ta trương huyền sửng sốt vì cái gì là ta linh tê đế tôn tu luyện chính là tự do tự tại siêu thoát tự nhiên nhưng có phụ thân cùng thiên đạo chế ước có vướng bận người liền vĩnh viễn không có biện pháp chân chính siêu thoát nếu ta không nhìn lầm lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu ngươi cũng từng từ bỏ quá tính toán bị ta chém giết đi khổng sư nói lạc nhược hy nói không ra lời thời điểm chiến đấu đích xác từng có loại này tính toán cho nên hai người giao thủ vừa mới bắt đầu thời điểm từng người lưu trữ chuẩn bị ở sau tựa như luận bàn không giống sinh tử vật lộn vô pháp siêu thoát tự nhiên cũng liền phát huy không ra mạnh nhất lực lượng mặc dù cấp cho lại nhiều chân khí đồng dạng vô pháp đánh sâu vào kia tối cao cảnh giới đến nỗi ta khổng sư gật đầu nói lòng mang thương sinh muốn phổ độ thiên hạ lại không muốn người khác vì ta hy sinh nhân từ quá nhiều cũng là khuyết điểm nếu tâm tàn nhẫn một ít đem dị linh tộc diệt tộc liền sẽ không có hiện tại cục diện lúc trước nếu năng tướng dị linh tộc nhân toàn bộ diệt sát tàn những người liền không khả năng sống lại cũng sẽ không có tình huống hiện tại cho nên ta cũng không thích hợp mà trương huyền công pháp hài lòng không có khuyết tật chú trọng sống ra chính mình chẳng sợ thân chết chỉ cần sống được không thẹn liền trong lòng bằng phẳng loại người này có được lớn hơn nửa bao dung lớn hơn nửa phát triển không gian chỉ có như vậy mới có thể đi càng cao, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư, liền tử vong đều không để bụng, lại như thế nào sẽ bị mặt khác sự tình sở ràng buộc. Này! Trương huyền nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy khổng sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua, không cần chối từ, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, liền tính ra đến cập, ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể sau ngươi làm được càng tốt, Linh tê đế tôn trong cơ thể tuy không có thiên đạo mảnh nhỏ, lại hàng năm khống chế thiên đạo, đối thiên đạo có thuộc về chính mình lý giải, ta khống chế thiên đạo có tự, nếu chúng ta đem lực lượng giáo húng cho ngươi, ngươi trong cơ thể liền sẽ có được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, phối hợp thượng phân thân cửu thiên hỗn độn kim liên, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, trưởng càng khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật, hảo đi, thấy đối phương đã làm ra quyết định, chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, trương huyền gật gật đầu ầm vang, khoanh chân làm tốt, nháy mắt công phu, hai cổ hùng hồn lực lượng, liền từ hai sườn rót dũng mà đến, trương huyền toàn thân cứng đờ, cả người phản phất trong phút chốc hóa thân thiên đạo, bay lượng ở trên chín tầng trời, linh hồn, thân thể, chân khí, đều ở nháy mắt được đến tẩy lễ, càng ngày càng cường, càng ngày càng hùng hồn, các ngươi cũng muốn ngăn ta. Cũng hảo, giết các ngươi, lại đi đem trương huyền chém giết, đem lạc thất thất cùng phân thân đám người chụp phi, tàn nhẫn người lạnh lùng cười, phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, đích xác rất cường đại, bất quá, cùng hắn so, như cũ yếu đi một ít, triều tịch hải đem thần giới ra khỏi thành thị ngoại linh khí, cơ hồ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hiện tại này đó lực lượng, đều hóa thành hắn gửi nuôi, giơ tay nhất chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, này đó đế quân, thần vương, cứ việc đại biểu thần giới nhất đỉnh, như cũ bất kham một kích, lúc này tàn những người, phản phất đại biểu toàn bộ thần giới, không người có thể trắng, thần giới diệt vong, chúng ta tồn tại cũng không ý nghĩa, ta Vân Ly, cùng ngươi đồng quy vu tận, Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu thật lớn ngũ trảo kim long, lăng không hướng hắn nhào tới, liền ngươi, không xứng, tàn nhẫn nhân thủ trưởng nhéo, kim long liền treo ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào giải dụ, đều chạy thoát không xong, lão hữu, chờ ta, đỡ mảnh đế quân cũng một tiếng trống to, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không đi vào trước mặt, bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn biểu hiện ra tới, ngọn lửa chiếu rọi không trung, huyền minh đại đế, bản tôn nải một đầu đại quy, tựa như nâng lên chư thiên, tứ đại thần thú, trấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, đều trở nên thông thả xuống dưới, càng không phản phất ở nháy mắt định trụ, phanh, phanh 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 phanh, liên tục bốn chưởng, tàn những người đem bốn thú trấn áp xuống dưới trong mắt hiện lên một đạo nùng liệt sát ý nếu các ngươi tìm chết ta liền thành toàn các ngươi tiếng gầm gừ trung đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ mạt sát liền cảm thấy dơ lên cánh tay căng thẳng ở không trung ngừng lại muốn giết bọn hắn hỏi qua ta không có ngay sau đó mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một bóng người từ không trung chậm rãi đi ra đúng là trương huyền lúc này thanh niên toàn thân lực lượng mênh mông sau vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng tự thiên mà đến tựa như cả người chính là một cái thế giới, tiến bộ không ít, tàn nhẫn người ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, vì sao ngắn ngủn vài phút quan cảnh, thực lực của đối phương có như thế thật lớn biến hóa, bất quá, gia tăng rồi lại như thế nào. Toàn thịnh kỳ thần giới, đều ngăn cản không được, ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được ta, một tiếng hừ lạnh, tàn nhẫn người lại lần nữa chụp lạc mà xuống, trương huyền trường kiếm dơ lên, đón đi lên, hai bên chiến đấu ở bên nhau, không gian từng đạo xé rách dòng khí khắp nơi tán loạn trương huyền có thể hay không thắng lợi tự tại thiên khổng sư nơi dừng chân lạc nhược hy tràn đầy lo lắng xem qua đi nàng cùng khổng sư đem lực lượng truyền lại cấp trương huyền tự thân tu vi đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp bậc không bằng phía trước như vậy huy hoàng bất quá cấp bậc ở nơi nào bãi chỉ cần lực lượng cũng đủ chung có một ngày có thể một lần nữa khôi phục bằng vào hiện tại thực lực muốn thắng qua rất khó Trừ phi, hắn có thể lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng, trầm mặt một lát, Khổng Sư nói, mười mấy đế quân liên hợp đều không thể thắng qua tàn những người, mặc dù bọn họ đem lực lượng toàn bộ truyền lại cấp đối phương, muốn thắng qua cũng không dễ dàng như vậy, sở dĩ làm như vậy là bởi vì lực lượng chỉ có tập trung ở một người trên người, mới có khả năng chạm vào đỉnh điểm, mới có khả năng chân chính siêu việt cực hạn, đột phá tự mình siêu việt đế quân lực lượng lạc nhược hy ánh mắt xa xưa phụ thân còn thanh tĩnh thời điểm từng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói nhưng nàng vô pháp làm được chính mình âu yếm nam tử có thể làm được sao hắn nhất định có thể hắn có một viên bất khuất tâm cùng đối thế giới này ngạo nghễ nhìn ra nàng trong lòng nghi vấn khổng sư cười nói phanh 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 liên tục mấy chiêu xuống dưới trương huyền hổ khẩu trạng nứt ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết thương dữ tận đáng sợ cùng khổng sư nói giống nhau mặc dù dung hợp bọn họ hai người lực lượng trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh thiên đạo như cũ không phải đối thủ ha ha còn tưởng rằng nhiều lợi hại bất quá như vậy tàn nhẫn người lạnh lùng cười dù sao không phải đối thủ của ngươi sớm muộn gì đều sẽ bị giết, một khi đã như vậy ta muốn chết ở ngươi mạnh nhất công kích dưới hít sâu một hơi trương huyền ngừng lại không ở tiến công ngược lại nhìn về phía trước mắt tàn nhẫn người hảo, ta thành toàn ngươi, cho ngươi mạnh nhất công kích. Nghe hắn nói như vậy, tàn những người sửng sốt một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay dơ lên, rầm, một đạo thanh quan xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên chụp lạc mà xuống, quả nhiên là mạnh nhất công kích, toàn bộ thần giới đều phát ra nổ vang, tựa như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái thật lớn hố động, hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền vẫn chưa tránh né, phanh, đầu tạc vỡ ra tới, linh hồn khắp nơi tán loạn, Trương Huyền thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhật, lạc thất thất tựa như nổi điên, vân ly đại đế đám người cũng trừng lớn đôi mắt, không ngừng run run thấy như vậy một màn khổng sư cùng lạc nhược hy cũng tất cả đều sửng sốt, bổn ý là làm hắn đột phá gông cùng xiền xích, đánh sâu vào siêu việt đế cảnh cảnh giới, như thế nào không đi phản kháng, cam tâm chịu chết, như vậy, chẳng phải cô phụ bọn họ một phen hảo tâm, không đúng, là bất tử đế quân bất tử phương pháp, đang ở kỳ quái, khổng sư đột nhiên mở miệng, mọi người ngay sau đó nhìn đến, đầu nổ tung, thậm chí linh hồn vỡ vụn trương huyền, ngực mặt dây đột nhiên nổ tung, một giọt máu huyền phù dựng lên, bốc cháy lên, hình thành một đoàn cực nóng ngọn lửa, trong ngọn lửa, một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh, chậm rãi mà ra, hắn. Mượn dùng lực lượng của đối phương, cùng mặt dây trung máu, đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia lìa, lạc nhược khi đồng tử co rút lại, dục hỏa trùng sinh sau trương huyền, trong cơ thể thế nhưng không có thiên đạo thư viện, không có thiên đạo quấy nhiễu, thoát ly thiên đạo, hắn như thế nào làm được, khổng sư cũng tràn đầy không thể tin được, thiên đạo cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một, vì thoát khỏi, hắn không thể không hồn phi phách tán, mượn dùng u hồn trì một lần nữa ngưng tụ hồn phách, trước mắt vị này, chỉ bị chém giết một chút, liền hoàn toàn thoát khỏi, dùng biện pháp gì, ta đã biết. Hắn dùng tàn những người thoát khỏi linh hồn khế ước biện pháp. Lạc Nhược khi phản ứng lại đây, linh hồn khế ước trói định chủ nhân cùng người hầu, chủ nhân không giải trừ, người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế. Thiên đạo thư viện cũng là như thế này, có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước, trói định linh hồn, bất tử sẽ không thoát ly, nhưng... Tàn những người mượn dùng cái loại này đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước, cụ thể phương pháp, trương huyền phía trước kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá, chỉ sợ khi đó liền động tâm tư, lúc này mới cố ý liều chết, làm này thi triển ra mạnh nhất lực lượng đối hắn công kích, mượn dùng loại này lực lượng, dục hỏa trùng sinh, không nghĩ tới, quả nhiên đại hoạch thành công, thì ra là thế, đây mới là đột phá đế quân phương pháp, từ trong ngọn lửa đi ra trương huyền, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như là minh bạch cái gì, đột nhiên vẫy tay một cái, một bên phân thân, lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay lại đây, trong phút chốc, cùng tự thân hoàng mỹ dung hợp, nháy mắt công phu, mọi người cảm giác, nước mắt Trương Huyền như là biến thành cửu thiên, cửu thiên chính là hắn, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, hỗn loạn cửu thiên lập tức ổn định xuống dưới, cửu thiên hỗn độn kim liên, cửu thiên ra đời khi xuất hiện, có thể ổn định cửu thiên, lúc này phân thân cùng tự mình hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, cũng chẳng khác nào hắn khống chế loại này lực lượng, không chỉ có như thế, dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên tu vi, hắn vốn là đạt tới đỉnh cảnh giới, xuất hiện buông lỏng tự hồ tùy thời đều sẽ đột phá chủ tớ tình huynh đệ tình sư sinh tình cha mẹ tình tình yêu dung hợp ở bên nhau nguyên lai chính là thế gian vạn vật đây mới là người mặt mang mỉm cười trương huyền lẩm bẩm tự nói thiên đạo thư viện thoát ly linh hồn khoảnh khắc hắn hiểu được là người nhìn thế giới mới có thế giới vẫn là trước có thế giới sau có người là phong động vẫn là tâm động vấn đề này tuyên cổ bất hủ bối rối vô số người đương nhiên hiện tại này đó đều không quan trọng, không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới liền tính tồn tại, lại có gì ý nghĩa, cho nên, đột phá tình yêu lúc sau là chúng sinh tình. Là đang chéo thiên hạ tình cảm, thế gian vạn vật đều có tình cảm, có tình mới có thế giới, có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh, ái là tình, ghét là tình, cao hứng là tình, thống khổ là tình, ly biệt là tình, gặp nhau cũng là tình, muôn vàng tình ý vì ta sử dụng một tiếng hô nhỏ trương huyền trong cơ thể giam cầm cảnh giới nháy mắt phá vỡ đế quân gông cùng xiềng xích đột phá trong nháy mắt phản phất chạm đến một thế giới hoàn toàn mới cùng đại môn linh hồn được đến nhanh chóng tẩm bổ vô số hỗn độn chi khí dũng lại đây thân thể cũng bay nhanh tăng lên phía trước chỉ có hấp thu linh lực mới có thể tiến bộ mà hiện tại không gian loạn lưu hỗn độn chi khí cho dù là đối phương thanh quan đều có thể vì ta sở hữu tuy hai mà một, ngươi. Tàn nhẫn người không nghĩ tới, chính mình toàn lực công kích, không những không đem này chém giết, ngược lại thành toàn hắn, khí qua qua. Gọi bậy, một tiếng gầm lên, lại lần nữa công kích xuống dưới, ngươi oán hận cao cao tại thượng đế quân, không ở không gian loạn lưu trung cứu chính mình, là tình, cảm thấy từng là ta người hầu, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng cường đại hơn đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế được ngươi, ngươi lại như thế nào thắng đến quá ta, không bị ta khống chế, đạm đạm cười, trương huyền thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng một trảo, nguyên bản tung hoành vô địch tàn những người, đã bị vô số tình cảm dây nhỏ, giam cầm ở bên nhau, bó tay bó chân, vô pháp nhúc nhích, chỉ cần có tình, liền phải bị hắn sử dụng, bị hắn khống chế, ngươi, tàn những người trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương sư ta là ngươi người hầu, đừng giết ta. Ta nguyện ý linh hồn hiến tế, hiện tại lại nói này đó, đã chậm. Hơi hơi mỉm cười, Trương Huyền lắc lắc đầu, khống chế thiên hạ chi tình, người hầu linh tinh đối với hắn tới nói, đã không bất luận cái gì ý nghĩa, giết thần cấp nhiều người như vậy, bị thương chính mình bạn gái, lạc thất thất cùng với nhiều như vậy bằng hữu, hôm nay, lại sao có thể khoan thứ, không, cảm nhận được hắn quả quyết, tàn những người đồng tử co rút lại, giọng nói chưa kết thúc, lập tức cảm thấy trên người một trận kịch liệt đau đớn, phanh, trong nháy mắt gian, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rót dũng, phía trước, triều tịch hải cắn nuốt trước sở hữu lực lượng, lúc này toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về, đã khô kiệt hoang dã, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, này, như vậy liền giết, vân ly đại đế, bất tử đế quân, linh lung tiên tử A đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được vừa rồi bọn họ cùng tàn những người đã giao thủ, biết đáng sợ, như vậy cường đại người, thế nhưng tùy tay hủy diệt, vị này trương huyền. Rốt cuộc đạt tới loại nào nông nổi, chẳng lẽ đế quân phía trên, thật sự còn có mặt khác cảnh giới, hắn thành công, khổng sư cùng lạc nhược hy, buông ra siết chặt nắm tay, đây là thiên đạo một bộ phận, ta đây hiện tại liền trả lại thiên đạo, nhìn đến vừa rồi từ chính mình trong cơ thể, bị tách ra tới, thiên đạo có thiếu, như cũ ở không trung huyền phù, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra, ông, từ trọng sinh liền cùng với hắn thư viện, ầm ầm được khảm ở thần giới không trung phía trên, đại trung minh vang, không ngừng hỏng mất thần giới, mắt thường có thể thấy được thông thả khôi phục, hỗn loạn dòng khí, cũng một lần nữa tụ lại lên, sụp đổ thần giới, rốt cuộc ngừng lại, khô khốc linh khí, cũng cùng với tàn những người tử vong, chậm rãi sống lại, xem ra, thần giới muốn một lần nữa nên đón linh khí sống lại thời đại. Trương Huyền cười triều tịch hải lỗ thủng cùng với thiên đạo bổ toàn đã khôi phục thần giới khôi phục trước kia rầm rộ chỉ là vấn đề thời gian trương huyền bên này mới vừa làm xong này đó trong đầu vang lên một thanh âm trương huyền sửng sốt một chút một bước bước ra này một bước không biết bay rất xa ngay sau đó nhìn đến một thanh niên đứng ở trước mặt đúng là phía trước truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia tiền bối ngươi nhìn đến là hắn trương huyền sửng sốt phía trước liền cảm thấy vị này sâu không lường được Hiện tại mới phát hiện, so với chính mình cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã là đạt tới đế quân nhất đỉnh, so với phía trước Lạc Nhược Hy, đều cường đại không biết nhiều ít, thẳng hô tên của ta có thể, ta kêu. Nhiếp Đồng. Thanh niên trên người tản mát ra thẳng tiếng không lùi kiếm ý, nhàn nhạt nói, Nhiếp Đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày, lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, cùng ta tới, mà ngươi thấy ca ca ta. Gọi là Nhiếp Đồng thanh niên nhếch miệng cười về phía trước cất bước mà ra, Trương Huyền theo sát ở sau người, không biết bay rất xa, ở một cái ngọn núi trước ngừng lại, ngay sau đó thấy được một cái khác thanh niên, dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai hàng lông mày dơ lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể nhìn thấu cảm giác, này thực lực. Trương Huyền rung lên, trước mắt vị này thanh niên thực lực, thế nhưng so với hắn còn phải cường đại, đồng dạng đột phá đế quân gông cùng xiền xích, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa dày nặng, tại hạ nhiếp vân. Thanh niên đạm đạm cười, nhìn lại đây, cũng chính là. Nhiếp linh tê, ngươi trong miệng lạc nhược hy phụ thân, nhược hy phụ thân, trương huyền chấn động, ngươi. Là thần giới thiên đạo, phía trước lạc nhược hy nói qua, chính mình phụ thân, là thiên đạo, như thế nào đều không thể tưởng được, là như thế này một người tuổi trẻ người, ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn, biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này, là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể nhiếp vân đạm đạm cười trương huyền không thể tin được thần giới thế nhưng là trước mắt người này sáng tạo kia thực lực của hắn nên có bao nhiêu cường không đúng nếu thần giới là ngươi sáng tạo ngươi lại là thiên đạo vì sao tùy ý tàn những người tàn sát bừa bãi mà không ra tay trương huyền nhìn qua nếu không phải chính mình đột phá thần giới vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ vì sao trước mắt người này mặc kệ không hỏi thậm chí liền nữ nhi sinh tử đều quan tâm, không trả lời hắn vấn đề, nhíp vân nhàn nhạt nhìn qua, ngươi cho rằng thần giới phía trên còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao? Này. Trương Huyền tạm dừng một chút, hẳn là có đi, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nếu hắn có thể tu luyện đến loại này cảnh giới, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí càng cường, thật giống như trước mắt vị này, ta từng hoài nghi, thần giới phía trên sẽ có càng cường đại sinh mệnh cho nên dùng hết toàn lực nhìn trộm cuối cùng đưa tới càng cao thế giới phản vệ một cái bàn tay phá không mà xuống nhiếp vân nhìn qua lúc ấy nếu ta trốn tránh vô cùng có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị mạc bình không còn có nửa cái sinh mệnh cho nên chặn lại chiêu này nhưng cũng bởi vậy hóa thân thiên đạo bị phân liệt đi ra ngoài loại tình huống này ta tưởng khôi phục chỉ là một đạo ý niệm mà thôi nhưng ta minh bạch muốn chân chính siêu thoát thần giới công cùng xiền xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới ở ngoài, lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được, cho nên, muốn nhìn xem, có hay không sinh mệnh, có thể đột phá đế quân gông cùng xiền xích, đạt tới cùng ta bình tề nông nổi, cho nên, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm, đưa đến tầng chót nhất thế giới. Phân biệt ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái không thuộc về thế giới này linh hồn mà ngươi, cuối cùng không làm ta thất vọng, nhiếp vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua, cũng là vì ngươi. Trương Huyền trong lòng chấn động, khó trách, có thể xuyên qua lại đây, không nghĩ tới đều là trước mắt vị này việc làm, ha hả. Nhiếp vân nhẹ nhàng cười, nói, bản thân thuộc về thế giới này, liền có đối thế giới kính sợ, muốn đột phá thế giới công cùng xiền xích, khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, ta cũng là tâm niệm vừa động, cũng không nghĩ tới ngươi thật sự có thể thành công ta trương huyền sắc mặt đỏ lên nếu không phải khổng sư ta căn bản không có khả năng đạt tới loại tình trạng này không có khổng sư vô tư phụng hiến muốn đạt tới hiện tại cảnh giới căn bản không có khả năng làm được cơ hội ta cho hắn không nắm chắc được mà thôi cùng linh tê so đấu kỳ thật chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội đáng tiếc hắn lựa chọn tránh lui cho rằng chính mình để lại chuẩn bị ở sau có thể toàn thân mà lui, trên thực tế lại là mất đi dũng mãnh tinh tiến, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu liền điểm này tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể cùng chi chống lại, nhiếp vân nói, trương huyền trầm mặt không nói, lúc ấy hai người chiến đấu, hắn đều xem ở trong mắt, khổng sư đích xác ở quả quyết thượng có chút thiếu thỏa, cũng có khả năng, hắn không muốn chém giết lạc nhược hy đi, đáng tiếc, liền này nhất niệm chi gian, bỏ lỡ thăng cấp cơ hội, nếu khổng sư thắng lợi, nhược hy liền sẽ chết một lát sau trương huyền nhìn qua lông mày nhăn lại chẳng lẽ trước mắt vị này liền nữ nhi sinh tử đều mặc kệ có ta ở đây nàng sẽ không chết nhiếp vân đạm đạm cười ngươi hiện tại thực lực cùng ta cũng không kém bao nhiêu ngươi cảm thấy hai người thực lực sống chết trước mắt muốn cứu người có thể làm được hay không này trương huyền cười khổ đột phá đế quân cùng đế quân là hai khái niệm nếu hắn thật sự nguyện ý ra tay đích xác có thể ở cuối cùng thời điểm đem người cứu, hơn nữa bảo đảm, một chút thương đều chịu không nổi. Linh Tê, là ta một cái khác thê tử lạc khuynh thành sở sinh, cho nên nàng ngụy trang tên, họ lạc. Vì có thể làm nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ vẫn luôn cho rằng ta còn lâm vào hôn mê. Nhiếp vân cười khổ một tiếng, ta cái này cha cũng coi như làm được đủ tàn nhẫn. Như vậy đi, chuyện này vẫn là ngươi cùng nàng giải thích đi, rốt cuộc, Nàng hiện tại tâm tư đã chuyển dời đến trên người của ngươi, ta cái này lão cha, phỏng chừng đều nhớ không nổi. Ha ha, ta tạm thời liền không xuất hiện, tránh né thượng một đoạn thời gian lại nói, bằng không, thật sợ nàng nháo đến long trời lở đất, nhìn đến trước mắt vị này như thế không đáng tin cậy lão cha, da mặt vừa kéo, Trương Huyền đành phải đáp ứng, hảo đi, không đáp ứng cũng không có biện pháp, ai làm chính mình bắt cóc nhân gia nữ nhi, Thiên đạo thư viện, là ta một đạo ý niệm biến thành là căn cơ, cũng là gông cùng xiền xích, ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực, đột phá gông cùng xiền xích, thuyết minh năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm phụ thân, cũng coi như vui mừng, đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, chương 856 những người đó còn gọi Khương Hoảng Sư Thúc, A Quang Na không giống từ trước mãn nhãn lệ khí, thâm thúy diện mạo xứng với sáng người mắt to, đẹp khẩn, thấy Khương Quản, nàng cồng kềnh vọt lại đây, ông chặt Khương Quản, đã lâu không thấy, Khương Quản nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, mặt mày nhiễm vui mừng, khí sắc không tồi, xem ra ngươi ở dược vương cốc nhật tử quá thực không tồi, đó là tự nhiên, ta cha mẹ hiện giờ cầm sắc hòa minh, ta cũng không có phiền lòng sự, đương nhiên vui vẻ, A Quang Na tính tình tiêu sái, Khương Quản còn không có hỏi, liền đem âu dương lão đầu cùng a quan tuyết hòa hảo sự tình báo cho nghe nói tiểu sư huynh quá tốt tốt đẹp đẹp khương Quảng cũng thay bọn họ vui vẻ con mẹ người thân mình điều dưỡng như thế nào có cha ta cùng đại bá ở hiện giờ đã cùng thường nhân vô dị a quan na ánh mắt lại dừng ở tống cử uyên cùng bọn họ phía sau mọi người trên người ngay sau đó trong mắt phím mất mát phía trước cứu ta vị kia dũng sĩ hiện giờ thế nào khương Quảng nàng như thế nào còn nhớ rõ dịch dung sau chính mình a à? nàng theo bản năng nhìn về phía tống cửu uyên quả nhiên hắn ánh mắt lạnh vèo vèo khương ngoãn một cái giật mình hắn hiện giờ cũng quá không tồi nương tử hiền huệ hài tử ngoan ngoãn nàng liền không hiểu được liền gặp qua một lần người như thế nào a quan na có thể nhớ thương lâu như vậy nghe vậy a quan na đáy mắt hiện ra một mặt thoải mái hắn quá hảo là được ta đang muốn tùy các sư huynh đi tuyết sơn hái thuốc nếu các ngươi tới ta quá mấy ngày lại đi đó là nàng xoay người cùng vài vị dược vương cốc các đệ tử trò chuyện. M, G, G, những người đó không quen biết Khương Oản, nhưng nghe A Quang Na vừa nói, lập tức hô, gặp qua Khương Sư Thúc, Tiểu Sư Thúc Hảo, Sư Phó cùng Sư Thúc đều ở trong cốc, Tiểu Sư Thúc tới đúng là thời điểm, này đó đệ tử có nam có nữ, đều là thanh xuân niên thiếu bộ dáng, Khương Oản tận lực cười hiền lành một ít, các ngươi Hảo, có A Quang Na mang chúng ta đi vào liền Hảo, các ngươi đi vội các ngươi đi, tốt, sư thúc tái kiến, tiểu sư thúc ở trong cốc ở lâu mấy ngày, chờ chúng ta trở về hướng tiểu sư thúc thỉnh giáo vấn đề. Bọn họ trên mặt tràn đầy sáng lạng tươi cười, A Quang Na nhìn theo bọn họ đi xa, trong cốc sư huynh tỷ nhóm đều thực chiếu cố ta, nàng từ trước liền sẽ độc, bây giờ còn có đại bá giáo nàng y, mấy ngày này là nàng quá nhất ngày tháng thoải mái. A Quang Na, ngươi xác định muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này nói chuyện, Tống Cửu huyên nhìn thấy Khương Quảng bị đông lạnh đỏ khuôn mặt nhỏ, biểu tình có chút bất đắc dĩ. A à, Quang Na lúc này mới phản ứng lại đây, nàng xin lỗi nói, nhìn ta, rất cao hứng, Khương Oản, ta nghe cha nói ngươi trước kia chưa từng có đã tới dược vương cốc, lần này nhưng đến nhiều trụ mấy ngày, nàng tự quen thuộc vãn trụ Khương Oản khuỷu tay, chọc đến tống cửu uyên biểu tình cứng đờ, cô nương này có điểm không nhãn lực kính, nghiêm đại phu nhỏ giọng cùng một hương nói thầm, không nhìn thấy vương gia biểu tình hắc có thể tích thủy sao, một hương lại đầy mặt hâm mộ, nàng cùng sư phó quan hệ thật tốt, Ta về sau cũng muốn như vậy tiêu sái, chỉ cần ngươi tưởng, hiện tại liền có thể. Đại để đối với đại phong sở hữu đại phu tới nói, có thể tới dược vương cốc là phi thường vinh hạnh sự tình. Nghiêm đại phu đánh giá dược vương cốc một thảo một một, trong mắt tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Nhưng thật ra Khương Thiệu Văn một nhà ba người có chút xấu hổ, xem Khương Hoảng như vậy được hoan nghênh, lại lần nữa đổi mới bọn họ tam quan. Đây chính là dược vương cốc A, chính là đại phong hoàng thất đều không nhất định có thể thỉnh đến nơi đây mặt đại phu nhưng những người đó còn gọi Khương Quảng Sư Thúc, này bối phận cũng cao đáng sợ. Khương Thiệu Văn vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên xe ngựa, bình an vui sướng quan sát đến dược vương cốc hết thảy, mắt to đều là tò mò, cha, những người đó ở vội cái gì a? À? rất xa bình an thoáng nhìn đoàn người ở xử lý dược liệu, vào đông không có gì thái dương, nhưng bọn hắn vẫn là đem dược liệu bào chế hảo đặt ở dưới mái hiên phơi khô, ở bào chế dược liệu, nghiêm đại phu rất có hứng thú nhìn chầm chầm những người đó, một hương càng là xem thẳng mắt, Khương Quảng cùng A Quang Na đi ở phía trước, dọc theo đường đi A Quang Na đều ở giới thiệu dược vương cốc bên trong bố cục. Bên này là các đệ tử khởi túc học tập địa phương, ta mang các ngươi đi gặp đại bá cùng cha ta. Hảo, Khương Quảng vẫn chưa cự tuyệt, nhưng thật ra A Quang Na thoáng nhìn trong xe ngựa mọi người, nghĩ nghĩ kêu cá nhân lại đây. Huyền Minh Sư Huynh, này đó đều là tiểu sư thúc khách nhân, có không thỉnh ngươi hỗ trợ trước an bài chỗ ở. Tiểu sư thúc hảo, huyền minh cũng là y thánh đồ đệ, càng là phục linh thân sư đệ, chỉ là nhập môn so phục linh vãn rất nhiều, nhưng thực tế tuổi tác xác thật không nhỏ. Hắn đối Khương Oản sớm có nghe thấy, cho nên nghe A Quang Na giới thiệu về sau nhìn về phía Khương Oản trong mắt tản ra ánh sáng. Ngươi hảo, Khương Oản khẽ gật đầu, nàng đại sư huynh đặt tên cũng thật tùy ý, đều là dùng dược liệu mệnh danh, chư vị khách nhân, mời theo ta tới. Huyền Minh cùng Khương Oản chào hỏi qua về sau, liền nhìn về phía một hương cùng Tống Cửu Uyên đám người, ta cùng Oản Oản cùng nhau. Tống Cửu Uyên vài bước đi đến khương ngoãn trước mặt, khách khí đối huyền nói rõ, ngươi cho bọn hắn an bài là được, xem khương ngoãn khẽ gật đầu, Huyền Minh lúc này mới không quản Tống Cửu Uyên, mà là mang theo một hương cùng Khương Thiệu Văn bọn họ cùng nhau vào khách viện, tỷ tỷ như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau nha, Bình An ngưỡng thiên chân con ngươi, tò mò đánh giá cách đó không xa khương ngoãn các nàng, ta cùng sư phó đều là dược vương cốc người, các ngươi tới là khách nhân sư phó của ta là hồi dược vương cốc, một hương kiêu ngạo ngẩn cổ, sư phó khẳng định là đi gặp sư bá cùng sư thúc, ngươi cũng biết quảng quảng khi nào nhận sư phó, Khương Thiệu Văn không hiểu ra sao, này đó cùng Khương Quảng tuổi sắp xỉ người đều kêu nàng sư thúc, như vậy nàng sư phó rốt cuộc là người phương nào, hắn hiện giờ đối nữ nhi tràn ngập tò mò, không biết, một hương lắc đầu, nàng nhập sư môn thời điểm sư phó đã sớm đã là dược vương cốc đệ tử, nàng liền tính biết, cũng không nghĩ nói cho hắn, ai làm hắn đối sư phó không hảo đâu. Mặt khác một bên, A Quang Na mang theo Khương Quảng cùng Tống Cửu Uyên hướng nàng cha trong viện đi. Bất quá nàng không cùng Khương Quảng nói, máu mũ tình thâm, so với đại bá, nàng đương nhiên bất công nàng cha. Tiểu sư thúc, cha ta cùng đại bá nhắc mãi ngươi thật dài một đoạn thời gian, bọn họ gần nhất ở nghiên cứu một cái phương thuốc, còn nói ngươi nếu là ở nói khẳng định có thể làm ít công to. A Quang Na lời này đảo không phải nịnh hót Khương Quảng, nàng y thuật là rõ như ban ngày ba người nói đi vào một chỗ tiểu viện cửa còn chưa tới gần khương quản liền nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh mau trứng ngươi giảng điểm đạo lý được không là ngươi nói này cây dược liệu dược tính càng tốt hiện tại không tác dụng trách ta lạc nếu không phải ngươi lộn xộn này dược hiệu năng mất đi hiệu lực sao hai người một đống tuổi còn cãi nhau âu dương lão đầu càng là không khách khí nói ta là ngươi đệ ngươi một cái đương ca ca cũng không biết nhường điểm ta nghe ta đổi thành cái này phương thuốc đây là phương thuốc tử có thể tùy tiện làm sao, cốc chủ trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, A Quan Na dở khóc dở cười nói, bọn họ hai anh em một ngày không xảo Thái Dương liền đánh phía Tây ra tới, chương 857 Phục Linh chính là hắn nữ nhi, đi được gần chút, Khương Quảng Xuyên thấu qua cửa sổ thấy Âu Dương lão đầu cùng cốc chủ hai người chính bào chế cái gì dược liệu, miệng chưa từng nghe qua, mà A Quan Tuyết khôi phục không tồi, nàng chính ôm nhu cười, động tác ưu nhã cho bọn hắn pha nước trà cha ngươi lại muốn chơi xấu. Khương Quảng dở khóc dở cười, nàng ngước mắt đối tống cửu uyên nói, bọn họ thấy ta hẳn là sẽ thực kinh ngạc. Khi chúng ta cho bọn hắn một kinh hỷ, tống cửu uyên khóe miệng công công, nhìn thấy hai vị sư huynh, Khương Thiệu Văn cấp quảng quảng tạo thành mặt trái cảm xúc tựa hồ tiêu tán một ít, kết quả không chờ các nàng mở miệng, A Quang Na kích động đẩy ra cửa phòng, hô to một câu, cha, đại bá, các ngươi nhìn xem ai tới chính ồn ào đến đỏ mặt tía tai Âu Dương lão đầu cùng cốc chủ cùng nhau quay đầu lại, liền thấy Khương Ngoãn thẳng tắp đứng ở cửa. Tiểu sư muội Âu Dương lão đầu kích động nhảy dựng lên, ném xuống trong tay dược liệu liền hướng cửa hướng. Cốc chủ cảm xúc hàm xúc một ít, lại cũng kích động trong mắt tỏa ánh sáng. Sư muội hai vị sư huynh, đã lâu không thấy nha. Khương Ngoãn cười oai oai đầu, nắm tống cửu uyên vào phòng. A Quang Na vội vàng đuổi kịp, người này nha đầu thúi, tách ra lâu như vậy, chúng ta không tới tìm ngươi ngươi liền không tới dược vương cốc âu dương lão đầu vẫn như củ mạnh miệng thực hắn ghét bỏ liếc mắt một cái tống cửu uyên vương gia cũng tới a à, quảng quảng ở nơi nào bổn vương liền ở nơi nào tống cửu uyên hiểu biết âu dương lão đầu tính tình nhưng thật ra không cùng hắn sinh khí đối cốc chủ hắn lại khách khí một ít quảng quản thường xuyên tưởng các ngươi hai vị sư huynh các ngươi hảo hảo ôn chuyện hắn nhưng thật ra tự quen thuộc tùy ý tìm vị trí ngồi xuống A à, Quang Tuyết tiến lên giữ chặt Khương Quảng tay, phía trước ngươi đã cứu ta cùng Nana, khi đó đi được cấp, hơn nữa ta còn không có phản ứng lại đây, cũng chưa hảo hảo cảm tạ ngươi, sư tẩu nói cái gì, ngươi là ta tiểu sư huynh nương tử, chính là ta thân tẩu tẩu, Khương Quảng nhìn về phía trầm mặt ít lời lại mặt lộ vẻ mỉm cười cốc chủ, sư huynh các ngươi còn không biết đi, Phục Linh tìm được nàng thân cha mẹ, vốn là muốn mang theo bọn họ cùng nhau hồi dược vương cốc, bất quá trên đường gặp gỡ chút sự tình. Ta liền trước tới rồi, nàng tìm được cha mẹ, luôn luôn bình tĩnh cốc chủ lần đầu mất đúng mực, hắn biểu tình hơi đổi, ánh mắt phức tạp, một phương diện hắn là ở thế phục linh vui vẻ, một phương diện, lại có chút không tha, rốt cuộc là chính mình dưỡng nhiều năm như vậy cô nương, hiện giờ dược vương cốc sợ là lưu không được, ngươi kia đồ để tìm thân cha mẹ là chuyện tốt, ngươi khóc tan cái liên làm cái gì, Âu Dương lão đầu cố ý nói như vậy, ngươi dưỡng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nhân gia còn có thể quên ngươi không thành. Ngươi nói bậy gì đó, bị Âu Dương lão đầu như vậy nói chêm chọc cười, cốc chủ hạ xuống tâm tình thực mau giảm bớt lại đây. Hắn nói, ta là lo lắng bọn họ đối phục linh không tốt, đứa nhỏ này đừng nhìn thanh lãnh, kỳ thật nội tâm đặc biệt yêu cầu thân nhân quan ái, chỉ là không yêu biểu đạt. Sư huynh yên tâm, ta đã thấy nàng cha mẹ cùng huynh trưởng, bọn họ tìm phục linh rất nhiều năm, đối phục linh đều cũng không tệ lắm. Khương Quảng nói đem gặp gỡ phục linh cha mẹ sự tình một năm một mười nói cho cốc chủ nghe, nàng minh bạch, ở cốc chủ đáy lòng, Phục Linh chính là hắn nữ nhi, cho nên hắn mới có thể như vậy lo lắng. Nghe Khương Ngoãn nói xong, Âu Dương lão đầu tức giận trắng cốc chủ liếc mắt một cái, xem đi, này có cái gì hảo lo lắng, tìm đối hảo cha mẹ tương đương nhiều những người này yêu thương Phục Linh, nếu là bọn họ đối Phục Linh không tốt, này không phải còn có chúng ta dược vương cốc sao, trở về dược vương cốc này đó thời gian, Âu Dương lão đầu nhưng thật ra đối dược vương cốc nhận đồng cảm càng cao, người nói rất đúng, là ta nghĩ sai rồi cốc chủ ngữ khí nhẹ nhàng vài phần hắn nhưng thật ra còn không có đệ đệ nghĩ đến thông thấu nói xong phục linh sự tình cốc chủ hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn khương quản nói lập tức tân niên các ngươi liền lưu tại dược vương cốc qua tân niên lại rời đi đi vừa lúc dược vương cốc không ít sùng bái đệ tử của ngươi muốn gặp ngươi thật lâu ngươi có thể lưu lại giảng bài bọn họ cũng chưa thấy qua ta như thế nào liền như vậy sùng bái ta khương quản có chút ngốc nàng trong trí nhớ gặp qua dược vương cốc người cũng không nhiều trừ bỏ các sư huynh cũng liền phục linh cùng với dược vương các lần đó tỉ thí khi gặp qua trưởng lão a phục linh hồi dược vương cốc về sau trong miệng dài nhất đề người chính là ngươi cốc chủ cười nói bọn họ tưởng không biết đều khó nghe nói ngươi tuổi so với bọn hắn còn nhỏ một đám đều kinh ngạc không được rõ ràng chính ngươi cũng thường xuyên đem tiểu sư muội treo ở bên miệng âu dương lão đầu ngạo kiều hừ một tiếng nếu ta không có tiên kiến ngươi nào có cơ hội có được như vậy thông minh sư muội hắn đây là cố ý nhắc nhở cốc chủ hắn phía trước không dễ dàng nhận thương quản vi sư muội đâu cốc chủ bị nói biểu tình ngượng ngùng thôi đi chính ngươi còn không phải giống nhau mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau a à quan tuyết dở khóc dở cười đứng dậy quảng quảng tới vừa lúc ngươi sư huynh mấy ngày trước đây mới thay đổi chút lợn rừng thịt trở về ta đi nấu cơm nương ta bồi ngươi cùng nhau a à quan na chơi tâm trọng nhưng nàng thông cảm mẫu thân mẫu thân thân mình tuy rằng đã khôi phục không ít rốt cuộc thể nhược một ít nàng không thể gặp nàng mệt nhọc, ta tới giúp các ngươi. Khương Quảng cũng muốn đứng dậy đi hỗ trợ, bị A Quang Na đè lại, hôm nay đến làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Nàng nhìn về phía Khương Quảng trong mắt mang theo một tia kỳ quái cảm xúc, Khương Quảng cảm thấy mặt danh, chờ các nàng hai mẹ con vừa đi, Âu Dương lão đầu mới đè thấp thanh âm nói, kia gì, tiểu sư muội A Quang Na biết ngươi chính là cứu nàng vị kia dũng sĩ, Khương Quảng. Nàng mộng bức nhìn về phía Tống Cửu Uyên, việc này trừ bỏ bọn họ hai cái, biết đến người hẳn là không nhiều lắm đi. Nàng đoán, Âu Dương lão đầu chột dạ vuốt chồng râu, hắn đôi mắt tim, cũng đoán cái thất thất bát bát, cùng nữ nhi hai người tính toán, đến, người này khẳng định là Khương Hoảng A, khi nàng còn hỏi ta dũng sĩ hiện tại thế nào, Khương Hoảng vô ngữ mắt trợn trắng, tống cửu huyên lại đôi mắt một thâm, phía trước A Quan Na nhưng phi vị kia dũng sĩ không gã, hiện giờ biết người là Oảng Quản, nên sẽ không, hắn không dám thâm tưởng, nắm Khương Hoảng tay càng thẫn sợ là vì làm ngươi đừng loạn tưởng. Âu Dương lão đầu có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi không nên cùng Khương Hoảng nói. Hảo đi, Khương Hoảng không tưởng miệt mài theo đuổi những cái đó sự tình, chỉ là cao hứng cùng hai vị sư huynh nói. Sư huynh, ta cũng thu một cái đồ nhi, nàng thiên tư thực không tồi. Người đâu, Âu Dương lão đầu ra bên ngoài vừa thấy, cũng không nhìn thấy những người khác a. À, Khương Hoảng cười cười, trừ bỏ nàng ta còn mang theo những người khác đơn giản làm huyền minh an bài bọn họ đi khách viện nghỉ ngơi còn có những người khác cốc chủ tới hứng thú gần nhất tới tìm thầy trị bệnh ít người các đệ tử đang lo mỗi cái người bệnh đương điển hình nếu tới chính là tới tìm thầy trị bệnh người bệnh cũng khá tốt làm các đệ tử rèn luyện rèn luyện ân ừ, khương quản cũng không tính toán gạt bọn họ vì thế nói cha ta không chết lần này cũng đi theo ta tới dược vương cốc cha ngươi vừa rồi còn khuyên cốc chủ trấn định âu dương lão đầu nhảy dựng lên sợ có người cướp đi khương oản dường như, chương 858 ai đều không thể khi dễ quảng oản, bao gồm sư huynh, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, liền tính tiểu sư muội cha còn sống, tiểu sư muội vẫn là chúng ta tiểu sư muội a, cốc chủ không phải cái sẽ sạc người chủ, nhưng lúc này cũng nhịn không được dỗi Âu Dương lão đầu, khí Âu Dương lão đầu râu đều sắp kiều lên, này không giống nhau, hắn bực bội bắt một phen tóc, cốc chủ hài hước nói, có cái gì không giống nhau, tính ta lười đến cùng ngươi nói, Âu Dương lão đầu liếc liếc mắt một cái tống cửu uyên, tiểu tử ngươi đến che chở điểm chúng ta quảng quảng, bằng không tiểu tâm ta độc chết ngươi, các sư huynh yên tâm, ai đều không thể khi dễ quảng quảng, tống cửu uyên từ từ bưng trà lên uống lên lên, mặc dù là các sư huynh cũng không được, được rồi, cửu biệt gặp lại, liêu chút vui vẻ, khương quảng đánh gãy mấy người ngươi tới ta đi, thực mau A Quang Na mẹ con liền làm tốt nóng hầm hập cơm trưa, A Quang Na nghịch ngợm cười, ngươi yên tâm, huyền minh sẽ chiêu đãi những cái đó khách nhân buổi tối thỉnh bọn họ cùng nhau dùng cơm cốc chủ vẫn là thực hiếu khách trừ bỏ tìm việc hắn đối bên ngoài tới khách nhân thực hữu hảo hảo nha khương quản cùng tống cửu uyên vây quanh bàn lớn tử ngồi xuống trung gian a quan tuyết cầm công đổ cấp khương Hoảng vẫn luôn gấp đồ ăn tiểu sư muội ta làm đồ ăn cũng không biết phù hợp không phù hợp ngươi khẩu vị ăn ngon khương Quảng đảo không phải hống nàng a quan tuyết khẩu vị rốt cuộc trọng nàng cũng thích cây nào đó trình độ đi lên nói còn tính khẩu vị nhất trí. Một bữa cơm ăn mọi người đều thực vui vẻ, thậm chí Âu Dương lão đầu còn lôi kéo Khương Ngoãn thảo luận phương thuốc, vẫn là A Quan Tuyết xem bất quá, tức giận giữ chặt hắn, sư muội vẫn luôn bôn ba lên đường, khẳng định mệt, Nana, na, ngươi trước đưa bọn họ đi nghỉ ngơi, đúng đúng đúng, liền ngươi nói nhiều, cốc chủ đối Khương Hoảng hòa ái cười cười, ta ở trong cốc cho ngươi để lại một chỗ sân, ngươi mang theo. Hắn liếc mắt một cái tống cửu biên ngươi dẫn hắn cùng đi nghỉ một chút, khi chỗ sân chính là cho ngươi chuẩn bị, ngươi về sau tưởng trở về tùy thời trở về, đây là ngươi nhà mẹ đẻ, cảm ơn sư huynh, Khương Ngoãn nghe xong trong lòng cảm động, hai vị sư huynh thật là đem nàng thương tiếc vãn bối, ba người rời đi tiểu viện, A Quang Na đi ở phía trước, khi chỗ sân khoảng cách nơi này không xa, là độc đống nhà gỗ nhỏ, bị sửa chữa thật xinh đẹp, trong viện còn loại hoa mai cùng cây đào, chỉ là cái này mùa cây đào khô cằn, mặt trên chuế đầy bông tuyết, mà hoa mai chuế tuyết trung, đặc biệt đẹp. Đây là ta cùng mẹ cùng nhau thu thập ra tới, ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu thêm vào. A à Quang Na mang theo Khương Quảng vào tiểu viện, trong viện bị dọn dẹp thực sạch sẽ. Bất quá phòng trong vẫn là có chút lạnh, A à quan Quang Na đi tìm chút than hỏa lại đây. Chỉ có một trương giường, bọn họ giống như đương nhiên đem nàng cùng Tống Cửu Uyên an bài ở bên nhau. Hai người đã sớm thành quá hôn, Khương Quảng cũng không hảo làm ra vẻ nói muốn phân phòng ngủ. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, có chuyện gì có thể đi kêu ta. A à, Quan Quang Na rời đi về sau, Khương Quảng cùng Tống Cửu Uyên đánh giá nhà gỗ, cùng với không lớn giường, hoặc là chúng ta đi bên trong ngủ, nàng chớp đôi mắt, Tống Cửu Uyên nháy mắt đã hiểu, gật đầu nói, hành, vì thế hai người vào không gian, trong khoảng thời gian này xác thật có chút mệt, hai người cũng không lộng mặt khác ăn, đơn giản hảo hảo ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy, Khương Quảng mang theo Tống Cửu Uyên ra không gian, liền phát giác bên ngoài cửa sổ tuyết bao trùm sân, thực mỹ. A Quang Na tiến vào khi liền thấy Tống Cửu Uyên cùng Khương Quảng hai người dựa ở bên cửa sổ. V Đức, Gon, RG, Tuấn Nam Mỹ nhân tổ hợp đặc biệt lóa mắt, làm nàng có chút không đành lòng quấy rầy bọn họ, nhưng nàng vẫn là đạp bộ đi đến, Khương Quảng, sư bá cho ngươi chuẩn bị một hồi yến hội, đến lúc đó dược vương cốc thân truyền các đệ tử đều sẽ đi, hắn phỏng chừng cũng là muốn cho đại gia nhận nhận ngươi mặt, sau này nếu là lại bên ngoài gặp phải ngươi, cũng có thể tôn trọng ngươi cái này, trưởng bối, hành. Khương Quảng gật gật đầu, phủng Tống Cửu Uyên chuẩn bị bình nước nóng, Tống Cửu Uyên tắt bung dù, thiên còn chưa hoàn toàn ám đi xuống, A Quang Na ở phía trước dẫn đường, dược vương cốc người tài ba xuất hiện lớp lớp, không ít người ly cốc về sau thu không ít tiền tài đưa về trong cốc, cho nên dược vương cốc là không kém tiền, lớn nhất chủ thính bị sửa chữa thực rộng mở, bọn họ đến lúc đó, tới người còn không nhiều lắm, cốc chủ cùng Âu Dương lão đầu bọn họ ở tại chủ tọa, thấy Khương Quảng, Âu Dương lão đầu vội không ngừng vẫy tay, tiểu sư muội, mau tới đây, hai vị sư huynh, Khương Quảng Huệ tống cửu uyên đi vào giữa trước vị trí ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, Khương Quảng liền mắt sắc thoáng nhìn Huyền Minh mang theo Khương Thiệu Văn cùng một hương bọn họ đoàn người tiến vào, một hương, Khương Quảng trước đối với một hương vẫy tay, hai vị sư huynh, đây là ta thu đồ đệ một hương, hai vị sư bá hảo, một hương ở nghiêm đại phu cổ vũ trong ánh mắt, kích động quỳ gối cốc chủ cùng Âu Dương lão đầu trước mặt. Cô nương này ánh mắt thanh chính, tiểu sư muội ánh mắt không tồi. Cốc chủ từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền. Đây là sư bá cho ngươi lễ gặp mặt. Nghĩ đến đây là hắn đã sớm chuẩn bị, đối một hương tốt như vậy, cũng là nguyên với Khương Oản. Cảm ơn đại sư bá. Một hương cung cung kính kính nhận lấy cốc chủ cấp lễ gặp mặt, hưng phấn tay đều ở rung. Cốc chủ tắt đem một cái bình ngọc đưa cho nàng. Đây là ta nghiên cứu chế tạo độc dược. Nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền độc chết hắn, mọi người. Người nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thô lỗ, cốc chủ khí cái chết khiếp, này cũng may các đệ tử đều còn không có lại đây, bằng không còn phải bị hắn này hùng đệ đệ dạy hư, cái gì thô lỗ không thô lỗ cũng mặc kệ, Âu Dương lão đầu kêu lên một tiếng, ta chỉ là cấp nhà mình nữ hoa tử hộ thân đồ vật, Nana không chỉ có cấp, còn giáo nàng chế độc đâu, cảm ơn sư bá, một hương đối này lễ vật cũng đặc biệt thích, so với y thuật, nàng kỳ thật càng thích độc, nhưng sư phó nói, sẽ chế độc cũng muốn sẽ giải độc, bằng không sẽ hại chết chính mình. Nàng muốn cùng sư phó giống nhau y độc song toàn, đừng khách khí, tới rồi dược vương cốc liền cùng nhà mình giống nhau, tùy ý ngồi. Âu Dương lão đầu một bộ chủ nhân bộ dáng, làm cốc chủ trừ trừ miệng, chờ một hương cùng nghiêm đại phu ngồi xuống, bọn họ mới chú ý tới Khương Thiệu Văn một nhà ba người. Khương Quảng xấu hổ giải thích nói, vị này chính là ta cha ruột cùng người nhà của hắn. Nàng một câu cha ruột làm Khương Thiệu Văn trong lòng hơi hơi trầm xuống, nàng nhìn như thừa nhận thân phận của hắn nhưng một câu cha ruột đủ để thuyết minh hai người quan hệ cũng không thân cận nhưng không có biện pháp câu này cha khương Quảng có chút kêu không ra khẩu a à, rốt cuộc bọn họ chi gian cách nhiều năm như vậy a à. hoặc nhìn nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng âu dương lão đầu hừ lạnh một tiếng hắn người này từ trước đến nay tính tình tùy tính hỉ nộ ai nhạt đều ở trên mặt người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đối khương thiệu văn không mừng cốc chủ khách khí một ít hắn dơ lên tươi cười người tới là khách Người lễ phép một ít hừ Âu Dương lão đầu bất quá là khí Khương Thiệu Văn không có bảo vệ Khương Quảng mà thôi, nhưng hắn giống như không có lập trường, cho nên chỉ có một người giận dỗi, rốt cuộc hắn lúc trước cũng không bảo vệ chính mình thê nữ, lại nói tiếp hai người còn có chút đồng bệnh tương liên, chương 859 không đáng lấy trong cốc đệ tử nói giỡn, các ngươi hảo, Khương Thiệu Văn tuy rằng trong lòng khó chịu, đối mặt Khương Quảng sư huynh khi, vẫn là lễ phép mà nói, mấy năm nay cảm tạ các ngươi đối quản quản chiếu cố hắn cho rằng khương quản vào dược vương cốc rất nhiều năm cũng cho rằng bởi vì bọn họ khương quản mới trưởng thành tốt như vậy chúng ta cũng không dám kể công cốc chủ miễn cười lắc đầu tiểu sư muội cũng là lần đầu tiên tới dược vương cốc những cái đó đều là tiểu sư muội cùng nàng vị kia thần bí sư phó học lúc này kinh ngạc người đổi thành khương thiệu văn hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía khương quản cho nên mấy năm nay nàng rốt cuộc ăn nhiều ít khổ lại là như thế nào chịu đựng tới a à? đào nương cũng thực ngốc nàng cho rằng Khương quản y thuật như vậy lợi hại là ở Dược Vương Cốc học, nàng bắt đầu mờ mịt, tiểu sư muội thiên phú dị bẩm, Âu Dương lão đầu cấp A quan tuyết đổ một chén trà nóng, hắn thoạt nhìn tính tình không hảo ở chung, nhưng mà Khương Quảng mắt sắc phát giác hắn đối A quan tuyết đặc biệt săn sóc, lại lãnh ngạnh nam nhân, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, vẫn là sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu, nàng đáy mắt không khỏi hiện ra một mặt cực kỳ hâm mộ, chỉ là ánh mắt dừng ở bên cạnh người cho nàng lột quả bưởi tống cửu uyên trên người khi. Khương Quảng đáy lòng lại tràn đầy đều là thỏa mãn, nàng cũng có cái phi thường yêu thương nàng người. đúng lúc này, Huyền Minh mang theo một chúng đệ tử nhóm tiến vào, ước chừng mười mấy người bộ dáng. đi ở bọn họ phía trước chính là Dược Vương cốc tám đại trưởng lão. Khương Quảng còn thoáng nhìn không ít thuộc gương mặt, phía trước không quá tán thành nàng tứ trưởng lão. cùng với mưa nhỏ bọn họ những cái đó lần trước tham gia quá tỷ thí người, những người này bị Khương Quảng thủ đoạn chinh phục về sau. hiện giờ xem Khương Quảng trong mắt tràn đầy đều là sùng bái gặp qua cốc chủ, mọi người sôi nổi tiếng lên, quy quy củ củ hành lễ, bối phận thấp đệ tử lại tiếp tục nói, gặp qua hai vị sư thúc, ngồi ngồi ngồi, đều đừng có khách khí như vậy, ta tiểu sư muội người Mỹ thiện tâm, Âu Dương lão đầu tính tình cà lơ phất phơ, những người này đã thói quen hắn bộ dáng, ngược lại là ngồi ở thượng đầu khương oản, nàng bộ dáng tiếu lệ, ở trước mặt mọi người lộ ra thanh lãnh một mặt, đều là người trong nhà, đừng khách khí, đúng vậy, mọi người đồng thời ngồi xuống, Khách sức có khí thế, Kinh Đào Nương cùng Khương Thiệu Văn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Khương Oản bối phận sẽ như vậy cao, những người này như vậy kính trọng Khương Oản, là bởi vì Khương Oản y thuật lợi hại sao, Bình An càng là sùng bái nhìn chầm chầm Khương Oản, cha mẹ, ta về sau cũng muốn trở thành tỷ tỷ như vậy lợi hại người, vậy ngươi cần phải nỗ lực, Khương Thiệu Văn ôm nhu vỗ về Bình An phát đỉnh, quảng quảng như vậy ưu tú, hắn xác thật lấy nàng vì ngạo nhưng thật ra đào nương có chút ưu thương rủ rủ mắt mắt, nàng bình an, sợ là không có cái này phúc khí đi, chờ nàng thân thể khôi phục chút, vẫn là mang theo bình an cách hắn xa một ít, dù sao bình an cũng không phải hắn thân quốc nhục, hắn có khương Quảng liền hảo, khương thiệu văn cũng không biết đào nương suy nghĩ, trận này yến hội là cốc chủ riêng tổ chức tới hoan nghênh khương Quảng. vai chính vốn chính là khương Quảng, chỉ là khương Quảng không thích bị chú mục, cho nên qua ở đàn kia ăn tống cửu biên loại bỏ xương cá cá. Nghe Cốc chủ nói Khương sư muội y thuật cao minh, còn muốn ở trong cốc giảng bài, mở miệng chính là dược vương Cốc đại trưởng lão, hắn cùng Cốc chủ tuổi không sai biệt lắm, đều là đời trước Cốc chủ sư đệ đệ tử, cho nên hắn như vậy kêu Khương oản cũng không sai. Ta là như vậy đề nghị, nhưng tiểu sư muội còn không có đáp ứng, Cốc chủ không muốn khó xử, cho nên tiệt qua đề tài, những người này chó má tử dường như, như thế nào liền hắn ý tưởng đều có thể đoán được. Ta tiểu sư muội nếu là thật nguyện ý cho đại gia đi học kia cũng là đại gia phúc khí. Âu Dương lão đầu đối với đại trưởng lão nghi ngờ phi thường bất mãn, bọn họ nếu là không vui, hắn sợ hãi mệt sư muội đâu. Tiểu sư thúc y thuật cao minh, nếu là có thể cho chúng ta giảng bài, chúng ta nhất định sẽ được lợi không ít. Mưa nhỏ là dược vương cốc lần này thiên phú cực cao đệ tử, lần trước Khương Hoảng tỷ thí làm cho bọn họ ý thức được Khương Hoảng lợi hại. Lúc này bọn họ nhìn về phía Khương Hoảng trong mắt còn tràn đầy sùng bái, chỉ là nàng tính tình nóng nảy chút, Lời này làm đại trưởng lão có chút mất mặt, không đợi hắn mở miệng, tam trưởng lão cả giận nói, trưởng lão nói chuyện, nào có các ngươi tiểu bối sen mồm phân, sư tỷ ngươi nghiêm trọng, tứ trưởng lão nhất xem trọng mưa nhỏ, tự nhiên đem nàng che chở, tam trưởng lão tức khắc có chút sinh khí, các ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài, cái gì khuỷu tay ra bên ngoài, ta tiểu sư muội chẳng lẽ không phải dược vương cốc người, Âu Dương lão đầu chưa bao giờ sẽ cho người lưu mặt mũi. Này đó trưởng lão còn không phải là tệ già lên mặt, cảm thấy tiểu sư muội so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy, lại vẫn là bọn họ thân sư muội ghen ghét sao? Khá vậy không nghĩ, tiểu sư muội y thuật so với bọn hắn lợi hại nhiều ít, ta không phải ý tứ này, tam trưởng lão vẫn là có chút sợ Âu Dương lão đầu, rốt cuộc vị này tức giận thời điểm cũng mặc kệ ngươi là ai, thượng một lần nàng chọc hắn sinh khí vẫn là mười mấy năm trước, hắn cho hạ không thể nói chuyện độc, làm hại nàng đương suốt một tháng người tâm ngươi không phải ý tứ này là cái kia ý tứ, Âu Dương lão đầu liếc hướng không phục vài vị trưởng lão, nói trắng ra là những người này đối khương ngoãn bản lĩnh đều là tinh vỉa hè, cho nên không quá tín nhiệm nàng y thuật hảo, lúc này mới nghi ngờ hắn cùng sư huynh quyết định, nhưng thật ra này đó tiểu bối, có phục linh cùng mưa nhỏ các nàng tẩy não, xem khương ngoãn trong mắt đều là sùng bái, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy làm tiểu sư muội giảng bài không quá thỏa, ở đại trưởng lão trong mắt, cốc chủ tùy ý đệ đệ hồ nháo liền hồ nháo đi, Khương Ngoãn nhiều lắm chiếm một cái tên tuổi, nhưng không đáng lấy trong cốc đệ tử nói giỡn, nếu là dạy hư trong cốc đệ tử làm sao bây giờ, có cái gì không thỏa đáng, Âu Dương lão đầu khí nhảy dựng lên, bị A Quan Tuyết đè lại, ngươi gấp cái gì, đại ca còn chưa nói lời nói đâu, việc này ta sẽ tự lén cùng tiểu sư muội thương lượng, cốc chủ trong mắt hàm chứa tức giận, này hảo hảo hoan nghênh yến hội, bị bọn họ làm cho lung tung rối loạn, không khí không tốt lắm. Khương Quảng cái này đương sự còn bình tĩnh đối Tống Cửu Uyên nói, ngươi đừng chỉ lo ta, chính mình cũng ăn một ít, nàng nhưng thật ra đạm nhiên đáng sợ, Tống Cửu Uyên dở khóc dở cười, yên tâm, ta không đói được chính mình. Khương Thiệu Văn cấp miệng mạo phao, nhỏ giọng cùng bên cạnh đào nương nói, bọn họ giống như không quá tán thành Quảng Quảng, mới vừa rồi Quảng Quảng nói nàng cũng là lần đầu tiên tới dược vương cốc, đào nương cũng ý thức được sự tình không đúng, nhưng bọn hắn không biết sự tình ngọn nguồn, thật đúng là không giúp được Khương Quảng. Bình An cấp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kia làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ tỷ tỷ a? À? Nhưng thật ra một hương lão thần khắp nơi nói, gấp cái gì, sư phó của ta lợi hại đâu. Đã từng những cái đó không tin sư phó của ta y thuật người, sau lại đều bị bạch bạch vả mặt, chưa từng ngoại lệ. Một hương vô tâm không phổi ăn ăn uống uống, lại vô dụng còn có sư cha ở, không ai có thể khi dễ nàng sư phó. Xem nàng như vậy bình tĩnh, hương thiệu văn nhắc tới tâm cuối cùng lỏng một ít, hắn chân cũng khôi phục một ít, xem ra oản oản y thuật là thật sự không tồi, chỉ hy vọng nàng hai vị sư huynh có thể bảo vệ nàng, cốc chủ, việc này không thể ngươi lén một người quyết định, quan hệ đến ta đệ tử, ta cảm thấy hay là nên cùng các trưởng lão cùng nhau thương lượng, tam trưởng lão nghĩ thầm, nàng đệ tử cũng không thể thượng khương oản khóa, miễn cho học giả chiêu số y thuật, chương 860 hiện giờ hắn đối dược vương cốc nói là người ngoài, nếu các ngươi như vậy không tình nguyện, cũng đúng, cốc chủ khí không được, vốn là vì trong cốt đệ tử suy nghĩ, kết quả có người không biết cốt xấu, hắn đơn giản nói, ta sẽ cùng sư muội thương lượng, nếu thật sự giảng bài, hay không tới đi học là các ngươi tự do, nguyện ý tới liền tới, dù sao hắn này một chi người cần thiết đến, nghe vậy mọi người có chút cứng họng, cốt chủ ý tứ này là mặc kệ bọn họ, tam trưởng lão có chút cao hứng, đến lúc đó nàng công đạo nàng các đệ tử một cái đều không được đi, nàng cùng đại trưởng lão liếc nhau, trong lòng có số mưa nhỏ tắt lớn tiếng tỏ thái độ, tiểu sư thúc, ta nhất định sẽ đúng hạn tới đi học, tiểu sư thúc lợi hại như vậy y thuật, nàng cần thiết muốn nhiều học, nghe vậy cốc chủ cùng Âu Dương lão đầu rất là cao hứng, cuối cùng có cái linh đắc thanh, đúng lúc này, vẫn luôn cùng A Quan Tuyết nói chuyện phím Âu Dương lão đầu bỗng nhiên cất cao thanh âm nói, ta nói đại ca, hôm nay không phải vừa lúc có người tới cửa tìm thầy trị bệnh sao. Đơn giản các ngươi trong cốc này đó lợi hại đại phu cấp Khương Lão Gia nhìn một cái bái. Âu Dương lão đầu nhận không ra người như vậy coi thường Khương Oản, đây là tự cấp nàng hết giận đâu. Nghe vậy cốc chủ cũng không có ngăn cản, Thất cao giọng nói, thừa dịp mọi người đều ở, các ngươi thương lượng cái trị liệu phương án ra tới. Khương Thiệu Văn nắm chén trà tay hơi hơi căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Khương Oản, nhưng mà lúc này nàng đang cùng Tống Cửu Uyên thấp giọng nói chuyện, tự hồ vẫn chưa đem này đó để ở trong lòng, đừng lo lắng, tin tưởng nàng có thể ứng phó. Đào Nương nhìn ra Khương Thiệu Văn lo lắng, thấp giọng trấn an nàng, ít nhất cốc chủ là đứng ở nàng bên này. Ân, Khương Thiệu Văn ngước mắt đối ngồi ở đối diện mấy cái trưởng lão, dược vương cốc tám đại trưởng lão, tam trưởng lão tứ trưởng lão cùng bác trưởng lão là nữ tử, còn lại đều vì nam tử. Nữ tử rốt cuộc thận trọng một ít, tam trưởng lão mắt sắc phát giác Khương Ngoãn cùng Khương Thiệu Văn lớn lên rất là tương tự. Nàng nghi hoặc hỏi, cốc chủ, vị này Khương Lão gia chính là tiểu sư muội thân thuộc, ta là nàng cha. Khương Thiệu Văn thật sự không muốn nghe Khương Ngoãn nói câu kia huyết thống thượng, cha ruột, cho nên tự báo gia môn. Kết quả này một mở miệng, nháy mắt cho đối phương nhược điểm, tam trưởng lão lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai là tiểu sư muội phụ thân A, về tình về lý, chúng ta là nên giúp tiểu sư muội chính mình phụ thân đều trị không được, còn không biết xấu hổ chiếm trưởng bối thân phận, đại trưởng lão tính tình cổ hủ, tuổi so cốc chủ còn muốn đại, là thấy thế nào Khương Ngoãn như thế nào không vừa mắt, Khương Ngoãn nhẹ nhướng mày, ai nói ta trị không hết hắn, nàng thông thả ung dung buông chiếc đũa, ta đang ở cho hắn trị liệu, đã mới gặp hiệu quả. Đương nhiên các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, cũng có thể viết cái trị liệu phương án cấp các sư huynh nhìn xem, ta là cho các ngươi viết phương thuốc, nhưng chưa nói đem người giao cho các ngươi. Cốc chủ khẽ nhíu mày, mục đích của hắn bất quá là cho Khương Hoảng lập vi cơ hội, ngoài miệng nói lại dễ nghe, những người này cũng sẽ không tin, bọn họ hẳn là bị tiểu sư muội năng lực thuyết phục ta còn so bất quá ngươi một cái hoàng mau nha đầu, tam trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, phanh buông trước mặt chén trà, nhấc chân hướng tới Khương Thiệu Văn đi qua, có nàng mở đầu, đại trưởng lão mang theo vài vị trưởng lão sôi nổi đứng dậy theo qua đi, chỉ có kiến thức quá Khương Quảng bản lĩnh tứ trưởng lão, nàng lão thần thấp nơi ngồi ở tại chỗ, chọc đến tam trưởng lão nhịn không được quay đầu lại xem nàng, tứ sư muội ngươi như thế nào ngồi bất động, tiểu sư muội y thuật cao minh, ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Tứ trưởng lão lần trước mất mặt còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng thật sự không quá tưởng cùng Khương Hoãn đối với tới, miễn cho vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Người này nói cái gì, tam trưởng lão không quá nhận đồng tứ trưởng lão nói, mặt nhất thời liền kéo xuống dưới, bất quá tứ trưởng lão cũng không thèm để ý, mưa nhỏ ngồi ở nàng mặt sau, đè thấp thanh âm nói, sư phó ngươi làm đối, chúng ta không thể lại đắc tội tiểu sư thúc, ta còn tưởng ở nàng trước mặt lộ lộ mặt, thỉnh giáo chút vấn đề đâu ngươi cho ta thu liễm điểm, tuy rằng tứ trưởng lão không có tham dự, nhưng nàng đối với Khương quản vẫn là không quá thích, ai làm nàng là cốc chủ thích nhất sư muội đâu. Bên kia lấy đại trưởng lão cầm đầu mọi người đã đi vào Khương Thiệu Văn trước mặt, đào nương mang theo bình an lánh tránh, ta tới bắt mạch, đại trưởng lão lôi kéo Khương Thiệu Văn tay, đầu ngón tay dừng ở hắn mạch đập thường, tam trưởng lão tắt cẩn thận quan sát đến Khương Thiệu Văn chân, làm trò nhiều người như vậy mặt, Khương Thiệu Văn có chút xấu hổ, nhưng mà đối thượng tam trưởng lão nhất định phải được bộ dáng. Khương Thiệu văn tâm một hoành, kéo ra chính mình ống quần. Hắn nghĩ thầm, những người này là muốn cho quảng quảng mất mặt, hắn thế nào cũng phải cấp quảng quảng tranh khẩu khí. Khương Thiệu văn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Khương quảng, chỉ thấy nàng lấy ra một lọ rượu trái cây. Hai vị sư huynh, sư tẩu, đây là ta chính mình những rượu trái cây, các ngươi nếm thử, ngươi những khẳng định là thứ tốt. Âu Dương lão đầu một phen đoạt lấy bình rượu, khí cốc chủ lấy đôi mắt trừng hắn ngươi cho ta chừa chút không thể thiếu ngươi âu dương lão đầu hừ nhẹ một tiếng chọc đến mọi người dở khóc dở cười khương oảng lại đưa cho một hương một lọ cho ngươi cha nuôi đảo chút cảm ơn khương cô nương nghiêm đại phu lau một phen hãn trong vòng một ngày thấy nhiều như vậy dược vương cốc trưởng lão hắn lúc này không bao giờ không biết xấu hổ để cho người khác kêu hắn nghiêm thần y cha nuôi sư phó của ta tay nghề hảo thật sự ngươi mau nếm thử một hương ngoan ngoãn cấp nghiêm đại phu đổ một ly bọn họ nơi này uống tốt tốt đẹp đẹp, bên kia bắt mạch lại không quá thuận lợi. Vài vị trưởng lão tự mình hào quá mạch về sau, cẩn thận quan sát xong Khương Thiệu Văn chân, đáy mắt toát ra kinh ngạc, người này chân là như thế nào thương? Vê đúp vê đúp vê đúp, có, o, tam trưởng lão đáy lòng phiền muộn, xem Khương Thiệu Mạch Văn sắc không tồi, nàng còn tưởng rằng là cái hảo trị người bệnh, lại không lường trước đến như vậy khó giải quyết, mới đầu là bởi vì một hồi lửa lớn. Khương Thiệu Văn từ từ nói ra năm đó phát sinh sự tình, không có bất luận cái gì giấu giếm, này ngược lại làm chư vị trưởng lão trầm mặt, này tao ngộ sát thật thảm một ít, nghe xong hắn giảng thuật, đại trưởng lão nhìn Khương Thiệu Văn nói, ngươi lần này tiến đến chính là muốn trị liệu chân thương, đúng vậy, Khương Thiệu Văn đã từ bọn họ trong giọng nói biết được thân thể hắn không tốt, cố ý nói, quảng quảng nói muốn chữa khỏi ta trên người thương, chư vị trưởng lão đều là dược vương cốc người tài ba, nói vậy y hảo ta không nói chơi đi hắn đầy mặt chờ mong nhìn về phía mọi người, làm mọi người hơi hơi có chút xấu hổ. Thật sự là Khương Thiệu Văn thân thể đấy quá kém, ai cũng không dám nói ra có nắm chắc nói a. À. Âu Dương lão đầu làm như nhìn ra bọn họ khó xử, hắn uống Khương Oản cho hắn rượu trái cây, cười nhạo một tiếng nói, mỗi người đều bưng một bộ thần y diễn xuất, như thế nào, khó giải quyết, một đám cái gì điểu dạng, còn tưởng cùng hắn sư muội so, cốc chủ, việc này là chúng ta dược vương cốc sự tình. Đại trưởng lão sâu kín nhắc nhở Cốc chủ, Âu Dương lão đầu kỳ thật đã bị trục xuất dược vương cốc, hiện giờ hắn đối dược vương cốc tới nói là người ngoài, người bớt tranh cãi, Cốc chủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Âu Dương lão đầu, lại chưa trách cứ hắn, mà là nhìn về phía vài vị trưởng lão nói, nói nói các ngươi trị liệu phương án đi, hoặc là trực tiếp khai phương thuốc cũng đúng, mọi người